Nhân đạo chí tôn chương 982, một hơi trảm quần hùng. Liền một hơi, lúc này tuyệt đối không được chậm trễ, buộc phải giết tới cùng, chung nhạc nhẫn nhịn thương thế, nên chiến công kích từ bốn phương tám hướng. Nhục thân của hắn vẫn chưa thể tồn tại được quá lâu. Lâu là nhục thân sẽ trở lại lục đại luân hồi, khi đó thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Lúc ấy nếu bị các cường giả này bao vây thì chắn chắn chỉ có tan xác đột nhiên, các vị chủ đạo trường đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới. Họ thông minh hơn rồi, không một chọi một với hắn nữa mà dăm ba người thành một nhóm nhỏ. 22 vị tạo thành sáu nhóm cùng dựa vào nhau. Như vậy, nếu Trung Nhạc gặp sẽ gặp phải công kích của mấy người, cho dù hắn tạm thời có tới trình độ thiên thần thì cũng không thể công phá được sự phòng ngự của ba luyện khí sĩ cùng trình độ được. Hơn nữa, năm nhóm nhỏ còn lại có thể chi viện bất cứ lúc nào. Trung Nhạc liên tiếp bị chặn đầu quay lại, hắn không khỏi trao mày, thời gian nhục thân hắn hiển hiện đã tới giới hạn, hắn không thể cố được thêm nữa rồi. Hắn lại thi triển thần thông lục mục tinh thiềm, tách không gian ra định di chuyển đối thủ, nhưng không ngờ các vị đó không cho hắn cơ hội. Thấy lục mục tinh thiềm là họ lập tức rút lui, tránh chiêu của hắn, đối với những người này căn bản không thể dùng cùng một chiêu số được, nếu vậy thì đành phải dùng tới chiêu này vậy, chung nhạc hét lớn, nhưng lúc họ rút lui hắn tế hai song đao song đao biến thành hắc bạch thái cực đồ lơ lửng trên không, càng ngày càng to lên, huỳnh huỳnh chuyển động, vô số đao quang bay ra, đao quang tự long tựa mãn tấn công 22 vị chủ đạo trường, chém giết, đệ tam thức của trảm thần tam thức, trảm đạo, cần phải dùng tới khả năng suy đoán cường đại, mỗi một đao đều nhằm vào đồ đằng đại đạo của đối phương. Nhật Nguyệt Đương không định thiên địa, âm dương thần ma khốn nguyên thần, luân hồi định ngũ hành vạn tượng, đao trảm đại đạo. Hắn đã từng suy đoán đại đạo thần thông của đối thủ, đều có hiểu về tất cả bọn họ, mỗi đạo đều có mục tiêu nhắm tới. Hơn nữa hắc bạch thái cực đồ lơ lửng trên không, nhật nguyệt đương không tương đương với một phần mặt trăng và một phần mặt trời áp xuống. Áp lực nặng nề đè xuống khiến 22 cường giả đều cảm thấy nhục thân và nguyên thần đều phải chịu áp lực cực kỳ nặng nề, không gian cũng gần như bị đóng băng. Cùng lúc đó, đao quan trảm đạo đánh tới, nhằm vào nhược điểm của họ, không cần để tâm đao quang của hắn, Liên thủ phá trận đồ trước, tháp chủ hét lớn, 22 vị chủ đạo trường cùng hét lớn, các đạo thần thông oanh kích Hắc Bạch Thái Cực Đồ, cùng lúc đó là vô số đạo đao quang chém tới, huyết quang bắn tung tóe, Quỳnh huỳnh, trên không trung vọng lại tiếng nổ lớn, Hắc Bạch Thái Cực Đồ bị chấn động, trận đồ gần như bị phá vỡ, đao quang trong trận đồ bỗng giảm mạnh, trung nhạc tâm thần bị chấn động tới thổ huyết, Trảm đạo đối với những vị cường giả kia uy lực không còn như trước, nhưng lúc này lấy mạng hắn đi. Tháp chủ mừng húng, nói lớn. Lại đi, một hơi giết chết hứng, chung nhạc đột nhiên nhúng người bay lên rồi đáp xuống hát bạch thái cực đồ, hai chân đứng trên mặt trận đồ, rồi cuối người ấn bàn tay sống. Hát bạch thái cực đồ lập tức hồi phục hoàn chỉnh, vết nứt biến mất, lại có đao quang chém xuống, áp lực bạo tăng, tế, nguyên đan của hắn bay ra, dung nhập vào trạng đồ, đồng thời tinh thiềm, kim ô tiên thiên chân linh cũng bay ra. Một biến thành mặt trăng, một biến thành mặt trời hòa vào hắc bạch thái cực đồ biến thành nhật nguyệt trong trận đồ quy năng hắc bạch thái cực đồ tăng mạnh cùng lúc đó vô số đạo thần thông từ dưới đánh trúng trận đồ khiến toàn thân chung nhạc trạng nứt gần như nổ tung đao quang trong trận đồ phục phục như vòi rồng trên mặt biển các vị chủ đạo trường toàn thân đầy vết đao chém đánh chết hắn đi tháp chủ toàn thân cũng đầy vết thương hét lớn quỳnh quỳnh các vị chủ đạo trường lại lao thẳng tới chung nhạc đột nhiên quỳnh mọc tiếng nguyên thần của chung nhạc tơi tả rơi ra từ trong trận đồ nguyên khí đại thương đao quang trong trận đồ cuốn qua đột nhiên một vị chủ đạo trường rơi đầu tử vong tại trận tháp chủ tôn một thưởng đánh tan tành thi thể của người kia vẻ mặt hung hăng quát đừng để hắn có bất cứ cơ hội huyết tế nào tiếp tục lại một tiếng nổ lớn nữa chung nhạc cứ học máu mãi máu cũng phun ra từ mắt tai mũi ánh mắt có phần ảm đạm hắn không gắn gượng được lâu nữa đâu tháp chủ mừng rỡ cảm thấy áp lực trong trận đồ giảm mạnh kêu lên một hơi chém chết hắn quanh hắn lại có thêm hai vị chủ đọa trường nữa mất mạng chết dưới đao quang trong trận đồ đao quang thật sự quá sắc bén hơn nữa lại có mục tiêu chuyên chém vào nhược điểm của ho mấy đao chém xuống là chết một người những người khác cùng thi triển thần thông đánh tan thi thể của đồng bọn hét lớn rồi tiếp tục tấn công hát bạch thái cực đồ lại một tiếng nổ lớn nữa vọng ra Nhật Nguyệt trong trận đồ bị đánh bay lên cao rồi biến thành hình thái chân linh, rơi vào hai mắt chung nhạc, hốc mắt hắn lập tức có máu tươi chảy ra, hắc bạch thái cực đồ cũng nổ tung thành vô số đạo lưu quan, mắt hắn bị mù rồi, tháp chủ cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, thấy hai mắt chung nhạc như vậy không khỏi đại hỷ. Nhưng lúc này, nhưng đúng lúc đó, lưu quan đầy trời đột nhiên hội tụ vào chung nhạc, biến thành tấm phướng lớn, mặt phướng trống trơn, đột nhiên sáu quần sáng sau đầu chung nhạc in lên đó, thần nhãn trên mi tâm chung nhạc mở ra, thần quan chói lóa, hắn hất mạnh tấm phướng, tiếng tế tự quỷ dị vang lên, từ trong lục hồn phướng bay ra các quần sáng nối liền nhau hết cái này tới cưới khác, bao trùm xuống tất cả, các cường giả kia đấu lại vài hiệp với hắn, tuy không bị thương nhưng khí huyết cuộn trào, ngay khoảnh khắc khí huyết bị lay động, các quần sáng ập xuống phong tỏa nguyên thần của họ, trong mắt họ trời đất tuy vẫn là trời đất vốn có, nhưng không gian đã không phải không gian cũ nữa rồi. Xung quanh đều là quỷ hỏa, từng ngọn lửa bay lên trời, trên không trung có một chiếc cầu ánh sáng, vô số linh hồn đang đi qua cầu, đây là địa ngục luân hồi, các vị chủ đạo trường kinh hải kêu lên, lục hồn phướng đã đã thông đường nối giữa hiện thực và địa ngục, bắt nguyên thần của họ vào trong phướng, đưa tới địa ngục, chỉ là lục đại luân hồi thần thông, muốn trói ta sao, có sáu vị chủ đạo trường hét lớn, sau đầu xuất hiện sáu quần sáng, nhúng người rơi vào trong họ nhảy ra khỏi lục hồn phướng thoát khỏi sự trói buộc của nó ngẩng lên nhìn thì thấy chung nhạc hai tay cầm đại phướng vung lên nguyên thần của họ bị kéo vào phướng sáu người họ lạnh toát người nguyên thần của họ chỉ cần rơi vào trong phướng là sẽ không thể hồi sinh nữa chắc chắn sẽ bị chung nhạc đẩy xuống địa ngục xóa bỏ thọ nguyên khiến họ chết triệt để lúc này họ mới hiểu chung nhạc thi triển trảm đạo không phải muốn đánh chết họ trong một hơi mà là để tìm cơ hội tốt nhất thi triển chiêu tuyệt mệnh lục hồn phướng. Linh hồn của 13 vị sư huynh đều bị hắn đẩy xuống địa ngục. Một người lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu lớn, quay người bỏ chạy, đầu cũng không dám nhìn lại. Những người khác cũng lạnh gáy, không dám ở lại, biến thành các đạo lưu quan bỏ chạy. Nhưng lúc này đột nhiên thân thể tháp chủ rung mạnh, mi tâm hiện ra một tòa tháp nhỏ. Chính tòa tháp này bảo vệ nguyên thần cho hắn không bị kéo vào lục hồn phướng. Quay lại, Quay lại hết cho ta, tháp chủ đại nộ, quát lớn. Hắn đã là cây đèn khô dầu rồi, chiêu vừa rồi chỉ là hồi quan phản chiếu. Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, sáu vị chủ đạo trường kia nghe mà như không nghe, bỏ chạy thật xa, đồ vô dụng, ngay chút gan cũng không có, tháp chủ mặt mày hung hăng lao về phía chung nhạc, cười gằn. Nhưng cũng tốt, huyết quốc tà thần, uy danh hiện nay của ngươi cuối cùng cũng để tôn vinh ta mà thôi giết ngươi rồi có ai là không biết sự lợi hại của tháp chủ ta, hắn còn chưa tới gần thì thấy thần quan trong thần nhãn của chung nhạc sáng lên. Tháp chủ kinh hãi, không dám tiến lại, lập tức bỏ chạy, thần quan trong mắt chung nhạc càng ngày càng ảm đậm, đột nhiên nhục thân biến mất, trở lại thành cốt thân, rồi vỡ răng rắc cùng sáu nguyên thần bí cảnh. Bạch Thương Hải vội bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn, đưa tay gom những mảnh xương lại, ma tam thọ từ phía xa lao tới, Hai người nhìn khung xương vỡ vụn của Trung Nhạc rồi nhìn nhau. Nguyên thần của Trung Nhạc vẫn còn nhưng xương cốt toàn thân đã vỡ vụn. Với những luyện khí sĩ khác thì có thể nói nhục thân chết là chết hẳn. Nhưng cổ quái một điều là Trung Nhạc tuy đã vỡ thành trăm mảnh nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn. Ngay Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ cũng không hiểu. Sinh linh cốt giới rốt cuộc thế nào mới là chết hẳn. Bị thương nặng như vậy, phải dùng linh dược mới được. Ma Tam Thọ chớp mắt. Hay là chúng ta về Bác Long Bá Cung đưa hắn xuống ngọc trì đạo dịch trị thương không được trong nguyên thần chung nhạc vọng ra dao động tinh thần nhẹ quyết đoán gạt bỏ đề nghị của ma tam thọ ném hắn vào cái hồ đã bị ma tam thọ tiểu không bằng giết hắn đi cho xong các ngươi yên tâm kết cấu thân thể của sinh linh cốt giới khác với những nơi khác chỉ cần hồn hỏa chưa bị dập tắt thì cho dù xương có bị thiêu rụi thì cũng sẽ không chết ta có thể tự chữa lành thương thế chung nhạc yếu ớt nói mau đi thôi Tháp Chủ đa nghi, chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra. Nếu hắn quay lại, các ngươi và ta chết là chắc. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ giật mình, vội dọn xương lại rồi bỏ đi. Họ vừa rời đi không lâu thì Tháp Chủ xuất hiện, nhìn quanh, đột nhiên cười thảy. Quả nhiên là ngọn đèn hết dầu, nếu không thì sẽ không đi nhanh như vậy. Hắn nhìn quanh, mắt sáng lên, đuổi theo hướng bọn Chung Nhạc vừa bỏ đi. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đem theo xương của Chung Nhạc chạy đi một lúc lâu đột nhiên dao động tinh thần của chung nhạc truyền tới. Có thể ném những mảnh xương khác của ta xuống rồi. Bạch Thương Hải vội nhìn thì thấy một bộ xương ngọc cốt nhỏ ba tất đứng trong đám xương vụn, ngẩng lên nhìn hắn. Trung huynh, sao ngươi chỉ còn một chút vậy? Bạch Thương Hải kinh ngạc, Trung nhạc lắc đầu. Trong trận ác chiến này, giữ được mạng đã là không tồi rồi. Ngươi yên tâm, ta còn lớn lên nữa. Nhìn đi, ma tam thọ và bạch thương hải sắc mặt cổ quái nhìn tiểu bất điểm này đều không nói được gì sinh linh của cốt giới rất kỳ diệu giống như không có nhục thân vậy bạch thương hải nâng chung nhạc trong lòng bàn tay ngạc nhiên nói chung huynh ngươi bị thương thanh thế này mà vẫn sống lại được từ xương vụn sinh linh cốt giới đều như vậy sao không hẳn chung nhạc tinh thần dao động nói mạng của sinh linh cốt giới là hồn hỏa của nó hồn hỏa không tắt thì vẫn còn mạng sinh linh cốt giới thường đoạt xác, hồn hỏa rời khỏi cốt thân, rơi vào cốt thân khác. Cốt thân với họ mà nói tương đương với bộ vỏ ngoài có thể chiến đấu, còn có loại sinh linh như vậy, đúng là thế giới rộng lớn không có gì là không có, hai người cảm thán, chung nhạc nói. Ta và sinh linh cốt giới đoạt xác không giống nhau, vừa rồi ta hồi sinh từ xương vụn, chiết xuất tinh túy trong xương của chính minh luyện lại cốt thân, vận dụng sự tinh diệu của bất tử chi thân, tim hắn đột nhiên khẽ rung lên tháp chủ đuổi tới rồi mau đi thôi bạch thương hải lập tức nhúng người biến thành kim sĩ đại bằng chở ma tam thọ và chung nhạc bỏ đi nói các ngươi yên tâm tiểu tử đó đừng hòng đuổi được ta chung nhạc nghe thế thầm lắc đầu bạch huynh nói vậy thì chính là chắc chắn sẽ đuổi kịp rồi phía sau tốc độ của tháp chủ cực nhanh càng ngày càng gần với họ rõ ràng huyết tế vẫn chưa dứt giúp, giúp hắn vẫn ở trạng thái pháp lực của thiên thần Thời gian này có lẽ những người đi theo hắn đã tế hết hàng trăm triệu sinh linh hạ giới, luyện khí sĩ ngục giới vô cùng độc ác, chung nhạc cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Vì một trận chiến, tế hàng trăm triệu sinh linh mà không thèm chớp mắt lấy một cái, phải biết rằng ở Tổ Tinh, thần ma mà giết trăm vạn sinh linh thì đã thiên nộ nhân oán, thảo phạt bốn phương rồi, thật ra đây cũng là vấn đề về tầm mắt. Tổ Tinh chỉ lớn cỡ đó, lục đạo giới đó là phế giới, hoang phế đã hơn chục vạn năm sinh linh không nhiều huyết tế trăm triệu người coi như hủy diệt rồi với cái tốc độ này tháp chủ không lâu nữa là có thể đuổi kịp chúng ta nhân lúc này phải tranh thủ hồi phục chiến lực trị thương thế càng nhanh càng tốt chung nhạc lấy ra thiên đình ngọc lộ ngâm cả người vào đó hấp thụ tinh hoa trong ngọc lộ hắn không định uống với cả cốt thân sao uống được linh dịch chỉ có cách ngâm mà thôi hắn dùng pháp lực luyện hóa thiên đình ngọc lộ năng lượng tràn tới rồi hắn lấy ra các cây thần dược trong nguyên thần bí cảnh, tế thần dược để lấy dược lực tinh hoa. Lần này hắn có được hơn 2.000 thần dược, đều trồng trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Số thần dược này không phải dị chủng như Hồ Tam Ông, nhưng hơn 2.000 cây cùng cung cấp dược lực thì cũng rất khủng bố. Cốt thân của Trung Nhạc kêu tanh tách, cốt thân đang không ngừng sinh ra, dần dần biến to hơn. Cùng lúc đó quanh người hắn bay lượng đầy đồ đằng văn, quan tưởng ra hàng vạn long giao tiễn, vô cùng nhỏ nhắn linh hoạt cắt về phía nguyên thần hắn, cốt thân của hắn giống như bị trọng thương, điều đó cũng chẳng có gì, bỏ thân thể cũ luyện lại là được. Đó là ưu điểm của sinh linh cốt giới, nhưng nguyên thần bị thương thì không thể bỏ nguyên thần được, buộc phải trị khỏi thương thế, mà trị thương cho nguyên thần thì cần phải loại bỏ đạo thương trước, đạo thương ở đây là chỉ thương thế tạo ra do đại đạo thần thông. Loại vết thương này là khó chữa trị nhất, vì trong nó có đồ đằng lạc ấn của đại đạo thần thông, ví dụ nếu trước ngực bị trúng một đạo đạo thương, giả dụ trong đó chứa sơn loan đồ đằng lạc ấn. Loại đồ đằng lạc ấn này sẽ khiến người không ngừng chảy máu, vết thương không ngừng mở rộng, dùng tinh khí của bản thân ngươi biến ra hư ảnh núi non, khiến vết thương càng ngày càng toát ra, hơn nữa cũng sẽ áp chế khả năng hoạt động của nhục thân, muốn chữa được thương thế này thì phải luyện hóa đi sơn loan đồ đằng lạc ấn sau đó thương thế mới có khả năng chữa lành, đạo thương trên nguyên thần của trung nhạc có tới mấy trăm chỗ không ngừng phá hoại nguyên thần và bí cảnh của hắn. Nguy hiểm nhất là pháp lực, tinh thần của hắn đều bị phá hoại, nguyên thần huyết mạch không bằng trước, có xu hướng bị phong ấn, năng lượng hắn điều động được có hạn vì thế chỉ có thể dùng long dao tiễn cắt đạo thương, cắt vết thương trên nguyên thần, nguyên thần của hắn cũng tu thành bất tử chi thân, các đạo thương trên nguyên thần sẽ dễ cho nguyên thần phục nguyên hơn, nhưng sự đau đớn cũng rất khó để chịu đựng nổi. Việc đó tương đương với việc cắt vào da thịt, xẻo đi từng miếng thịt trên người mình, còn đau hơn hàng trăm nghìn lần so với cắt thịt. Chung nhạc cố gắng chịu đựng, liền một hơi cắt hết toàn bộ đạo thương trên ngươi, cuối cùng đau đến mức hồn phách cũng không chịu nổi mà ngất đi. Tuy hồn phách của hắn bị rơi vào hôn mê nhưng nguyên thần vẫn đang liên tục tự mình phục nguyên. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của nguyên thần bất tử trong bất tử chi thân. Nguy rồi, tên tháp chủ kia đuổi tới rồi, ma tam thọ đứng trên lưng bạch thương hải, quay ra sau nhìn thì kinh hải, thấy tháp chủ tựa một thiên thần cao cao tại thượng bước chân đuổi theo càng ngày càng rút ngắn khoảng cách sắc mặt ma tam thọ sáng tối bất định có ý định bỏ lại chung nhạc và bạch thương hải để bỏ chạy nhưng lại nhớ tới những điều chung nhạc đã đem lại cho mình cơ duyên và bảo vật mà hắn có được khi đi theo chung nhạc trong hai năm qua còn nhiều hơn nửa đời trước nếu hắn bỏ lại chung nhạc thì không phải quá thiếu nghĩa khí không thuộc hạ chính là để gánh đao cho chúa công ấy nấy ta theo hắn mấy năm mà chưa đỡ cho hắn một đao nào chỉ biết lấy lợi ích thôi. Thôi vậy, ta đỡ cho hắn lần này. Nếu ta chết thì kiếp sau hắn phải cho ta nhiều thứ hơn, ma tam thọ nghĩ vậy, cười ha hả, bay lên khỏi lưng bạch thương hải, hét lớn. Tháp chủ, nhận ra ta không? Ma gia ta ở đây, hắn cảm thấy trong lồng ngực là hào khí vạn trường, nhớ lại cảnh tượng năm đó mới có cơ duyên mở huyết mạch luân, liền hưng phấn đi giết chung nhạc. Có ai ngờ hắn vì không gian xảo bằng luyện khí sĩ khác mà chậm một bước nhưng lại sống sót. Ai ngờ được hắn vì biết tung tích của khâu cấm nhi và quân tư tà mà trở thành thuộc hạ của chung nhạc. Ai ngờ được hồi đầu hắn vô cùng không cam tâm, lúc nào cũng muốn bỏ chạy nhưng sau đó lại kiên quyết ở lại. Và giờ có ai ngờ được hắn lại cảm niệm những gì chung nhạc đem lại, chủ động liều mình nên chiến với tháp chủ. Rào, ma tam thỏ lắc mình hiện nguyên hình thành tam ma ngao to lớn tựa ngọn núi, đồ đằng văng quanh người chi chiếc hắn gầm lớn lao thẳng về phía tháp chủ một tiếng gầm khiến núi non chấn động khí thế bức ngươi cút đi tháp chủ tung một chưởng ma tam thọ gầm lên liền ba tiếng lao thẳng vào chưởng của tháp chủ chỉ nghe ùn một tiếng tháp chủ dừng bước còn ma tam thọ cũng bị chấn động mắt mũi tai chảy máu vỏ mai nứt toát đồ đằng văn to bằng sợi thừng cũng đứt ngươi đỡ được một chiêu của ta phòng ngự lực cũng rất kinh người đấy tháp chủ ngạc nhiên rồi lại tung một thưởng thản nhiên nói nhưng ngươi có đỡ được chưởng thứ hai của ta không? Trước mắt ma tam thọ bỗng đỏ lòe, bị máu nhún đỏ cả mắt, gầm lên phẫn nộ lao tới. Lại một tiếng nổ lớn, mai rùa trên lưng hắn nứt thành mấy mảnh, máu me be bét mơ hồ, tháp chủ nhíu mày, nói nhỏ. Đỡ được chưởng thứ hai của ta, vậy còn chưởng thứ ba thì sao? Ở phía xa, bạch thương hải cổng chung nhạc cố gắng bỏ chạy, đột nhiên chung nhạc hơi tỉnh lại, vẫn còn hư nhược nói nhỏ. Bạch huynh, thả ta xuống chúng ta có chạy cũng không chạy thoát được đâu. nếu mà Tam Thọ chết thì tiếp theo sẽ là chúng ta đấy. Bạch Thương Hải lưỡng lự rồi dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, lắc mình thành nguyên hình là Bạch Trạch Cự thú trắng, quay lại chạy về phía tháp chủ, kêu lên: Ta và Tam Thọ liên thủ, chưa biết chừng có thể lấy được nửa cái mạng hắn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tam Thọ vẫn chống đỡ được chút nữa, còn ngươi tới thì chỉ chết thôi. Chung Nhạc đứng dậy, pháp lực vẫn chưa hồi phục từng này pháp lực căn bản chẳng là di trước mặt tháp chủ, hắn vẫn còn hư nhược, trận chiến này khiến huyết mạch, đồ đằng, pháp lực, tinh thần của hắn bị thương tổn, không thể hồi phục nhanh được, nếu vậy thì đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng thôi. Chung nhạc hít sâu một hơi sâu, lồng ngực thông khí khắp nơi, đứng dậy đứng trên đỉnh núi, giơ chân dậm mạnh. Vô số đá bay lên, bị các đạo đao khí kiếm khí chém, nháy mắt đã chất thành một tòa tế đàn mỗi miếng gạch của tế đàn đều phủ đầy đồ đằng văn đột nhiên từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn bay ra thần binh ma thần binh rơi xuống tế đàn chung nhạc định dùng pháp lực điều khiển tế đàn nhưng pháp lực còn quá yếu không thể cho toàn bộ đồ đằng văn trên tế đàn sáng lên được đành nói bạch huynh ngươi truyền pháp lực vào tế đàn đi bạch thương hải tiến tới đồ đằng văn trên tế đàn sáng bừng thần binh ma thần binh trên tế đàn đều tan ra biến thành năng lượng tinh thuần năng lượng ngay lập tức tụ lại thành quần sáng tỏa ra thần quang chói lòa hơn nữa càng ngày càng lớn biến thành một quả cầu ánh sáng chung nhạc yếu ớt giơ tay lên năng lượng khủng khiếp trên tế đàn bay ra được tinh thần của hắn điều khiển biến thành vô số đồ đằng văn không ngừng đang xen kết hợp nháy mắt đã thành một cái chù y hai đầu nhọn huyền kỳ phá đạo thần thông phá cấm chế mà tạo vật chủ hạ lan truyền cho hắn huyền kỳ phá đạo cũng như long giao tiễn đều là đại thần thông phá cấm nhưng uy lực của môn thần thông này còn mạnh hơn chục lần so với long giao tiễn nhưng nó có một nhược điểm rõ ràng chính là yêu cầu tu vi phải cực cao hơn nữa thi triển cũng rất tốn thời gian tu vi không đủ có thể dựa vào tế phẩm để tăng cường nhưng thời gian chuẩn bị khá lâu đây chính là nhược điểm chí mạng vì trong chiến đấu thực tế chẳng ai cho ngươi cơ hội chuẩn bị thần thông cả mong là tam thọ có thể gắn gượng hai tay chung nhạc thiên biến vạn hóa uy năng của huyền kỳ phá đạo càng ngày càng mạnh cuối cùng cũng tiêu hao hết số pháp lực còn lại của hắn tinh thần lực cũng gần như cạn kiệt lúc này ma tam thọ bịch một tiếng ngã xuống vỏ mai trên người đã vỡ hết đúng là tự nộp mạng tháp chủ dẫm lên lưng đạp hắn lún sâu dưới lòng đất huyết dịch toàn thần ma tam thọ phun ra từ vô số vết thương to nhỏ của hắn một cú dậm này của hắn đã khiến máu của ma tam thọ chảy cạn không còn vỏ nữa thì ngươi sẽ đỡ thế nào tháp chủ cười hề hề ma ngao thì bọn ta thoát y phục ra, chiến lực sẽ càng mạnh. Ma tam thọ hai tay tóm lấy một chân của tháp chủ, tim gan phèo phổi của hắn đã bị dẫm gần như lòi hết ra ngoài, yếu ớt cười, ta rất khâm phục luyện khí sĩ bất chấp mạng sống như ngươi. Tại sao ta không có được thuộc hạ như ngươi? Tháp chủ lắc đầu, dẫm chân lên đầu hắn, thở dài. Ta rất thích ngươi, nhưng ngươi không phải thuộc hạ của ta, đành phải tiễn ngươi lên đường thôi. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi phía xa, Trung nhạc đưa tay hất một cái, huyền kỳ hờ sờ đạo bay đi, tháp chủ giật mình, có cảm giác vô cùng khủng bố đang tấn công, vội ngẩng lên nhìn thì thấy một tia sáng bắn tới, tại sao tia sáng này lại cho ta cảm giác sự hủy diệt đang tới, tia sáng đó khóa chặt hắn lại, dường như bất kể hắn chạy đi đâu cũng sẽ giết được hắn vậy, hắn hét lớn, điều động mọi tu vi pháp lực, vô số thần thông bắn tới, thuộc hạ của hắn vẫn đang huyết tế chúng sinh của hạ giới trình độ pháp lực của hắn vẫn ở tầng thứ thiên thần. Một đạo thần thông bay ra biến thành bức tường cao phủ đầy đồ đằng văn trắng trên không trung, dài tới mấy nghìn dặm, cao hơn trăm dặm, huỳnh huỳnh huỳnh, từng trận chấn động truyền tới, vô số bức tường cao vung vút mọc lên từ dưới đất, nháy mắt đã có tới hàng vạn bức tường chặn trước hắn và tia sáng kia, tháp chủ vẫn chưa kịp thở vào thì đột nhiên những bức tường đó nổ tung. Tia sáng kia bắn tới trước mặt hắn, bên trong là một món kỳ binh, một chiếc chùi y xoay tiếp bay tới như chớp, càng ngày càng lớn, khi tới trước mặt hắn đã trắng mọi tầm nhìn phía trước của hắn, tháp chủ gầm lên phẫn nộ, giơ hai tay đẩy về phía trước, phục, cái chùi y xoáy tròn kia nghiến nát hắn, trên người hắn, đồ đằng, pháp lực, bao gồm cả nhục thân, nguyên thần, hồn phách đều biến mất hoàn toàn, trên đỉnh núi phía xa, chung nhạc toàn thân vô lực, ngồi phịch xuống đất. Hắn bị chiêu này tiêu hao cạn kiệt mọi sức lực tu vi, thậm chí tinh thần lực cũng không còn chút nào bạch trạch thì sử người nhìn cảnh tượng đó không khỏi rùng mình mấy cái quá khủng khiếp môn thần thông này thực sự quá khủng bố tháp chủ cường đại tựa thiên thần bày ra hàng vạn đạo thần thông phòng ngự mà bị một chiêu xuyên thấu thực sự quá bá đạo không lâu sau bạch thương hải cẩn thận chuyển ma tam thọ tới cạnh chung nhạc ma tam thọ cũng vô cùng thê thảm nhục thân thủng lỗ chỗ vết thương vẫn còn sót lại máu máu tươi gần như đã chảy cạn không thể chảy được nữa Bạch Thương Hải vội lấy thần dược ra giúp hắn luyện hóa, trị thương cho hắn. Đây còn là ma tam thọ đã được ngọc trì đạo dịch tẩy lễ. Nếu không có đạo dịch loại bỏ hết nhược điểm trong nhục thân, nguyên thần và pháp lực thì hắn đã chết ngay sau một chiêu của tháp chủ rồi. Cộng với hắn thiên sinh đã có sức phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa còn mở lục đạo luân, có thể giữ được mạng đã là thành tựu đáng mừng rồi. Cho dù trị lành thương thì ma tam thọ cũng sẽ bị tổn hại thực lực rất lớn thần thông mạnh nhất của hắn là sức phòng ngự của Mai Ma Ngao. Mai Ma Ngao bị tháp chủ đánh vỡ tan, hắn lại không luyện bất tử chi thân nên không lấy lại được Mai nữa. Hắn lúc này giống như con rùa bị lột mất lớp Mai cứng, gặp thiên địch sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hai đại cao thủ đều đã bị trọng thương, ta cũng bị thương. Bạch Thương Hải nhìn chung nhạc và ma tam thọ ngã không dậy được, sầu não nói. Nếu giờ mà có cao thủ tới thì ba chúng ta đúng là chết không chỗ chôn thay rồi, phì phì. Cái mồm thối, chung nhạc mệt mỏi nói. Trẻ con nói không kiên kỵ, đại các đại lợi, ma tam thọ cũng vì vì hai câu, phun ra hai đám đờm máu, bạch thương hải cười ngượng. Thật ra chú linh thể của ta có luật cũng không linh nghiệm lắm, không phải lúc nào cũng tốt không linh mà xấu lại ứng đâu. Có lúc không ứng nghiệm tí nào luôn, chung nhạc đột nhiên trầm xuống, tinh thần dao động. Bạch huynh, cái xấu ứng rồi. Đỡ ta dậy, Bạch Thương Hải vội đỡ hắn dậy, chung nhạc nhìn ra xa, tìm trùng hẳn xuống. Lại là tên đó, Bạch Thương Hải ngẩng lên nhìn thì thấy phía trước là một nam tử trẻ tươi cười, sau đầu sáu quần sáng xoay chuyển, rất đông luyện khí sĩ ngồi trong đó, rất thành khẩn bái lại hắn. Bạch Thương Hải giật mình, hắn từng thấy nam tử này trên thần kiều, suýt nữa đã bắt được cả chung nhạc và nghịch hoàng. Khi đó nếu không phải vì hắn ta quá tham lam muốn bắt hết các luyện khí sĩ quanh đó nữa biến thành tế tư cho hắn, Kết quả vượt quá sức thì Chung Nhạc và Nghịch Hoàng đã không thể chạy thoát, trời ạ, à, Nghịch Hoàng cũng bị hắn bắt thành tế tư cho hắn rồi. Bạch Thương Hải gia đầu tê rần, thấy trong sáu quần sáng sau đầu nam tử kia lại có hơn nghìn vị tế tư, trong đó có Nghịch Hoàng, lần này thì nguy rồi. Hắn tuyệt vọng, giờ Chung Nhạc bị trọng thương, chỉ có thể chiết xuất được chút tinh túy từ số xương còn lại, luyện thành cốt thân cao ba tấc, hồi phục được tới giờ, cốt thân vẫn còn chưa phục nguyên hoàn toàn chỉ mới trưởng thành hơn không ít, từ độ lớn của cốt thân chung nhạc thì tu vi thực lực của hắn chưa hồi phục, chỉ sợ vẫn còn không ít ẩn họa, phía sau nam tử kia lại có tới hơn nghìn vị tế tư, e là thực lực của hắn cho dù không bằng canh vương gia thì cũng không thua kém là bao, phải biết rằng canh vương gia cũng chỉ có hơn một nghìn người đi theo, mà số lượng tế tư của hắn và canh vương gia lại bằng nhau, có nghĩa là thực lực của hắn cũng không phải vừa. Bạch Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt, nói nhỏ. Tam thọ, hắn là ai vậy? Ma Tam Thọ lắc đầu. Làm sao ta biết được? Ta chưa từng gặp hắn, trong ngục giới lại có một đại cao thủ thế này cơ, khụ khụ. Hắn gần như ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc này thực sự không còn sức lực nào nữa rồi. Cuối cùng cũng gặp huyết cốt tà thần, nam tử trẻ tuổi kia đã thấy họ từ lâu, truyền âm tới, cười nói. Các ngươi không phải lo lắng, ta không có ác ý gì cả lần này ta tới chỉ là muốn gặp vị huyết cốt tà thần mà các ngươi đi theo chứ không phải muốn bắt các ngươi để luyện hóa hắn nhìn chung nhạc cười huyết cốt tà thần chắc là chung nhạc Trung nhạc của tả nha tinh vực đúng không chung nhạc tim khẽ động tinh thần dao động nói dám hỏi phải xưng hô thế nào với sư huynh đây tại hạ dư bá xuyên nam tử kia cách họ còn khá xa đã dừng lại ánh mắt nhìn chung nhạc đầy ngưỡng mộ và dè chừng bá xuyên lần này tới là để khuynh chung huynh ngươi đã đủ để bước vào danh sách 10 người mạnh nhất ngục giới, chắc chắn sẽ đại diện cho ngục giới xuất chiến, hà tất phải đại khai sát giới, hắn nghiêm túc nói. Trời cao có đức hiếu sinh, nếu trung huynh thủ hạ lưu tình, ít tạo sát nghiệm, sau này chắc chắn sẽ ít kiếp nạn. Cường giả ngục giới bị ngươi giết nhiều như vậy, e là sau này sẽ xuất hiện đoạn tầng. Nếu ngươi cứ giết nữa, chư thần chư ma của ngục giới e là sẽ bất mãn với ngươi, khiến ngươi gặp kiếp, lời của hắn còn chưa dứt, không trung đột nhiên trung động, một nam tử trẻ tuổi bước ra, đáp xuống đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, đứng yên bất động, chung nhạc tim trùng xuống, hơi cúi người. Lịch huynh, người đó chính là Lịch Thiên Hành, cúi người đáp lễ, đột nhiên lại một tia sáng bay tới, đáp xuống đỉnh núi bên cạnh Lịch Thiên Hành, là một nữ tử mặt nam trang, Vô Đạo sư tỷ, chung nhạc cúi người thi lễ, trong lòng lạnh băng, quân Vô Đạo đáp lễ, nhưng không nói lại một tia tinh quang bay tới đáp xuống một đỉnh núi khác, biến thành một thiếu niên. Chung nhạc tim càng trùng xuống, cúi người. Canh vương gia, canh vương gia gật đầu. Chung huynh, sau đó lại hai tia sáng nữa bay tới, đáp xuống biến thành hài thiếu niên cao gầy, trên mặt mọc kim mau dài. Chung nhạc thấy hai thiếu niên đó thì thở vào, xin chào bệ, ngạn sư huynh, hai người đó là hai huynh đệ bệ, ngạn, họ hàm tiếu đáp lễ. Trung huynh, lại thêm một tia sáng nữa bay tới đáp xuống một ngọn núi, thuộc dạ cũng tới, chỉ trong một thời gian ngắn mà các cường giả mạnh nhất ngục giới tề tựu, bao quanh ngọn núi chung nhạc đang đứng, mọi người đều trầm mặt không nói, nam tử trẻ tuổi tên dư bá xuyên cười. Hôm nay chư vị sư huynh sư tỷ tới không phải muốn đại động can qua mà chỉ muốn ngăn chặn cuộc chiến. Trung huynh nghĩ sao, chung nhạc lắc đầu. Trên hồn bài của ta chỉ có hơn 2.000 tinh quang, lẽ nào dám nói sẽ chắc chắn lọt vào thập cường, dư bá xuyên bật cười. Trung huynh, ngươi có biết trên hồn bài của ta có bao nhiêu tinh quang không? Hắn lấy hồn bài ra cho Trung Nhạc nhìn. Trên hồn bài của ta có 1.700 tinh quang đã lọt vào thập cường rồi. Theo ta biết, cao thủ lọt vào danh sách đó thì nhiều nhất cũng chỉ 2.000 tinh can mà thôi. Lịch thiên hành dơ hồn bài ra, thản nhiên nói. Hồn bài ta có 1.500, quân vô đạo lấy hồn bài ra, ta hơn lịch huynh một chút, 1600, ta cũng 1500, thuộc dạ lấy hồn bài ra, nói, bệ và ngạn lấy hồn bài ra, cười. Huynh đệ ta cũng tầm đó, canh vương gia lấy ra, cười. Ta ít hơn một chút, 1400, dư bá xuyên cười. Giờ chắc chung huynh tin rồi chứ. Còn mấy vị sư huynh sư tỷ tuy chưa tới nhưng tinh quang trên hồn bài của họ cũng không hơn 2.000 thập cường cường giả của ngục giới ta cộng lại cùng chưa tới hai vạn, trong đó Trung Huynh là nhiều nhất, Trung Nhạc thượng người, bật cười. Luyện khí sĩ thập cường cộng lại cũng chưa tới hai vạn tinh quan sao, sao có thể như vậy, dư bá xuyên lắc đầu cười. Không phải không thể mà là luyện khí sĩ chết trong quá trình tầm bảo quá nhiều. Ngục giới ta có 7 vạn 8 nghìn luyện khí sĩ vào thần tạng của địa vực, chết ở thần kiều có tới 4 nghìn người, còn chết trong quá trình tầm bảo thì tới 4 vạn người. Trung nhạc giật mình, một lần chết liền 4 vạn 4 nghìn luyện khí sĩ, 7 vạn 8 nghìn người chỉ còn lại 3 vạn tư. Nếu 3 vạn tư người này giảm đi gần 2 vạn người trên hồn bài của thập cường thì chỉ còn 1 vạn 6 vạn 7. Các luyện khí sĩ khác, trên hồn bài ít nhiều cũng có tinh quan, dư bá xuyên thở dài. Ngươi có biết, trong thần tạng cổ địa vực còn lại bao nhiêu luyện khí sĩ không? Trung nhạc lắc đầu, dư bá xuyên thở dài. Vốn không đủ một vạn, chỉ có hơn 9.000 luyện khí sĩ, giờ thì chỉ còn 7.000 thôi. Trong đó hơn 2.000 người chết dưới tay ngươi, Bạch Thương Hải trợn mắt, tổng thần tạng của địa vực Kri còn chút luyện khí sĩ vậy thôi. Sau trận huyết tẩy này, cường giả chúng ta có lãnh địa của mình, dưới trướng cũng có thuộc hạ, có những luyện khí sĩ đều tề tựu tại các đạo trường của các đại cường giả, Dư Bá Xuyên nói tiếp. Dưới trướng ta có hơn 1.000 người, canh vương gia có hơn nghìn, các cường giả khác như thúc giả, quân vô đạo, Lịch Thiên Hành thì mỗi người có vài trăm người, sau đó là các đạo trường lớn nhỏ có hơn ba nghìn người. Mà những cường giả này cơ bản đều bị ngươi sang bằng. Cho dù không bị sang bằng thì chủ đạo trường cũng chết trong tay ngươi. Vì thế ta không thể không ra mặt khuyên ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn nói: Nếu ngươi không thủ hạ lưu tình thì người tiếp theo ngươi sang bằng chính là bọn ta rồi. Trung Nhạc giật mình, đã hiểu ý của hắn. Nếu Trung Nhạc cứ một mình độc hành như vậy. Các cường giả bọn họ không thể không liên thủ, hợp lực loại bỏ hắn. Vì không ai dám chắc mục tiêu tiếp theo của hắn có phải đạo trường của họ hay không, những cường giả này không một ai yếu hơn ta cả, chỉ có người mạnh hơn ta mà thôi. Mà giờ ta bị trọng thương, đừng nói đông thế này, bất cứ ai cũng có thể dùng ta vào chỗ chết, chung nhạc nghĩ. Sở dĩ họ không làm vậy có lẽ là vì bệ, ngạn huynh đệ ngăn cản, bệ, ngạn huynh đệ dù gì cũng là bách thế thần hoàng tu vi thực lực thâm sâu khó lường, nếu họ vô ý để lộ ý muốn bảo vệ chung nhạc thì cho dù là canh vương gia cũng không phải cân nhắc. Ngoài bệ, ngạn huynh đệ ra, quân vô đạo và canh vương gia từng gặp thần hậu nương nương. Từ thần thái cử chỉ của họ thì có lẽ đã biết thân phận của nương nương, biết nàng ta là tiên thiên thần ma. Vì thế có lẽ họ cũng không muốn đối phó với ta, chung nhạc thầm hiểu. Thật ra mấy người canh vương gia ra mặt ngăn cản chung nhạc tiếp tục giết chóc chứ không giết hắn, Ngoài nguyên nhân vì thần hậu nương nương thì còn lý do khác. Đó chính là Ngục Giới giới chủ và Thượng Thiên Vương đều muốn luyện khí sĩ ngục giới chết càng nhiều càng tốt, thần tạng cổ địa vực vô cùng quỷ dị, luyện khí sĩ chết càng nhiều thì càng an toàn cho Ngục Giới giới chủ và Thượng Thiên Vương, việc này tương đương với huyết tế, dùng máu nuôi dưỡng thần tạng cổ địa vực, sau đó khi họ vào nơi này thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều, nếu không Cường giả như họ vào trong thần tạng của địa vực sẽ rất có khả năng bị sức mạnh bí ẩn của nơi này đưa tới hạ giới chuyển thế đầu thai biến thành sinh linh hạ giới nếu vậy thì khả năng hồi sinh của họ là cực thấp việc này không phải không có tiền lệ vị ngục giới giới chủ mà Chung Nhạc gặp ở cốt giới chính là bị luân hồi chi lực quỷ dị cuốn lấy khi vào thần tạng của địa vực đưa tới hạ giới cuối cùng chết già ở đó mà không thoát được mấy người canh vương gia ít nhiều đều biết bí mật đằng sau không muốn cứ thế để giới chủ và thượng thiên vương hái thành quả đương nhiên phải ngăn cản chung nhạc dư bá xuyên cười chung huynh những cường giả ngục giới chúng ta sau này sẽ phải đối phó với cao thủ từ thiên địa thần vạn tượng và ngũ hành giới trận đối quyết tiếp theo sẽ không hề dễ dàng nếu giữa chúng ta tổn thất mấy vị cường giả thì ngục giới sẽ tổn thất quá lớn ngươi nghĩ có phải không chung nhạc gật đầu dư huynh nói rất phải Dư bá xuyên mừng rỡ. Trung huynh cũng nghĩ vậy thì dễ sắp xếp thôi. Mọi người đều đã mệt nhoài, nếu có thể bình yên, mọi người an bình trải qua 11 năm còn lại thì tốt nhất rồi. Trung huynh, có cơ hội chúng ta nên bày tiệc rượu mừng, chung nhạc cười. Đúng là bày tiệc mừng. Thật ra, ta và Dư huynh không đánh không quen, cùng lịch huynh, bệ, ngạn đều xuất thân từ tả nha tinh vực, cùng canh vương gia cũng là huynh đệ kết bái mọi người đều không phải người ngoài. Nói rồi hắn cười ha hả, chỉ là lúc này hắn chỉ là cốt thân, thấy hắn há mồm cười mà không phát ra tiếng thật quỷ dị. Trung nhạc có dao động tinh thần truyền tiếng cười của mình vào trong não mọi người, những nghĩ lại thôi, làm vậy thì quá khoa trương rồi. Canh vương gia cười khẩy, sắc mặt có phần khó coi. Hắn đã nói mạnh mồm rằng nếu Trung nhạc có thể buộc hắn đứng dậy thì hắn sẽ kết giao huynh đệ với Trung nhạc, không ngờ vừa dứt lời thì thấy thần hậu nương nương khiến hắn lập tức đứng dậy bỏ chạy việc này mà bị chung nhạc khui ra đương nhiên thể diện của hắn sẽ mất sạch nhưng lại không thể nói hắn bị dọa bỏ chạy mà bảo hắn kết bái với chung nhạc xưng huynh gọi đệ thì hắn cũng không làm được dù sao hắn cũng là đệ đệ của giới đế tiền nhiệm là cánh tay phải của đương kim giới đế và giới đế tiền nhiệm quyền khuynh thiên hạ những người qua lại với hắn có ai không phải thiên vương thần hoàng giới chủ chưa nói việc chung nhạc không có danh tiếng không có địa vị, cũng không có tu vi cảnh giới cường đại vô biên, chỉ riêng việc chung nhạc là nhân tộc thôi cũng đủ để hắn có đánh chết cũng không kết bái với chung nhạc. Trong lòng hắn vô cùng dằn xé, mục tiêu vốn dĩ của hắn là hàng phục chung nhạc biến chung nhạc thành thuộc hạ, sau này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho hắn, nhưng giờ lại phải kết bái với chung nhạc, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức. Kiếp này ta chưa từng thấy kẻ nào mặc dày như hắn. Ta có phải bị hắn ép đứng dậy đơ? Thôi đành, ta mặc kệ hắn, làm như không có việc này. Nhưng tả nha tinh vực lại có tới bốn cường giả trong thập cường, đúng là không vừa. Lịch thiên hành, bệ, ngạn cộng với tên vô sĩ kia, một lúc chiếm nửa giang sơn ngục giới, đúng là đáng sợ. Canh vương gia nghĩ là thấy khủng bố, một tả nha tinh vực nhỏ bé là một lúc xuất hiện liền bốn cường giả trong thập cường. Lẽ nào bích thiên pháp vương dạy dỗ tốt vậy? Bích thiên pháp vương lẽ nào là đại thần thông giả ẩn thế? Nếu 11 năm còn lại có thể giữ cho thần tạng cổ địa vực Bình An thì đó là cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người, Dư Bá xuyên đột nhiên nói. Tu luyện dưới hạ giới tương đương với 110 năm, đủ để các vị có thời gian bù đắp lại những điều còn thiếu sót. Cường giả ở ngũ giới còn lại sẽ không dễ đối phó, hy vọng chư vị sư huynh trân trọng thời gian đó, mọi người cùng rời đi, tác dụng lớn nhất của thần tạng cổ địa vực không phải các loại cơ duyên mà là cho họ có thời gian lâu hơn. Đây là nơi kỳ dị mà đại thần thông giả thời thượng cổ mở ra. Thời gian bị bóp méo, 10 năm ở hạ giới mới bằng một ngày ở ngoại giới. Nếu sau này đều tu luyện dưới hạ giới thì sẽ bằng 110 năm khổ tu, thành tựu đương nhiên không tầm thường, đây mới là cơ duyên lớn nhất, chung nhạc nói lớn. Chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ lát nữa sẽ tìm các vị uống trà, mong là các vị đừng khách khí, mọi người đều dừng bước, sắc mặt cổ quái. Họ tuy hiện tại vẫn giữ trạng thái bình an vô sự nhưng vào đạo trường của đối phương uống trà sao. Việc này tương đương với vào sào huyệt của đối phương, giao tính mạng của mình vào tay đối phương, ai chịu làm. Một là đối phương người đông thế ma, hai là đối phương có thể huyết tế chúng sinh hạ giới bất cứ lúc nào, thực lực bạo tăng. Thực lực của họ vốn không cách nhau bao nhiêu, nhưng nếu đối phương huyết tế thì có thể áp đảo, nhân tộc chung nhạc, gan cũng không nhỏ, canh vương gia quay lại, cười ta ở phủ giới, nếu ngươi dám tới thì ta sẽ cùng ngươi dập đầu kết bái. chung nhạc vẫy tay với hắn, tinh thần dao động, tiếng cười ha ha truyền vào não canh vương gia, canh vương gia động nộ. Tên này thật ngông cuồng, tỉnh hầu gót ngọc tới hàng giới, dư bá xuyên cười, chỉ cần ngươi dám tới, lịch thiên hành thản nhiên nói, thúc giả lắc đầu. Khi ta bế quan không gặp ai, bệ và ngạn tươi cười. Tới nói chuyện cũ, quân vô đạo khẽ nói, Ta bế quan ở ngọc giới, nên đón đại gia bất cứ lúc nào. Nếu ngươi dám tới, mọi người lần lượt rời đi, chung nhạc thở vào, thân thể suýt chút nữa đã ngã ra, trầm giọng nói. Bạch Huynh, đưa bọn ta trở về, đi đâu, Bạch Thương Hải có chút không hiểu, chung nhạc nhìn ma tam thọ bị đánh nát bét, nghĩ rồi nói. Tới bác Long Bá cung trước, ma tam thọ đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức có dự cảm không lành, không lâu sau, Bạch Thương Hải đứng trước Ngọc Trì trong bát Long Bá Cung. Ma Tam Thọ nước mắt giàn dụa. Đừng có ném ta xuống đó, dưới đó có nước tiểu, tùng, Bạch Thương Hải đại gia, Bạch Thương Hải nhị đại gia ngươi ném lão tử xuống thật à. Tam đại gia ngươi. Lão tử hối hận hồi đó, lão tử biết ngay ngươi là sao chỏi mà. Vốn dĩ không nên tè xuống Ngọc Trì, kết quả báo ứng lên đầu ta rồi. Tứ đại gia ngươi, Ma Tam Thọ chửi bới luôn mồm, Bạch Thương Hải coi như không nghe thấy gì, nói với Trung Nhạc ở bên cạnh. Trung Huynh, vẫn là chủ ý của ngươi hay, ngươi xem hắn càng ngày càng khỏe ra. Có nghĩa là thương thế bắt đầu lành rồi. Đừng chửi nữa đi tam thọ, kẻo lại uống vào bụng. Dù sao cũng là nước tiểu của ngươi, ngâm một chút có gì đâu, có giỏi thì ngươi xuống đây, ma tam thọ nộ hỏa sung thiên, bạch thương hải nhún vai coi như không nghe thấy, chung nhạc khuyên. Tam thọ, đừng chửi hắn nữa, kẻo không biết ngươi gặp kiếp lúc nào không biết đâu. Ma tam thọ rùng mình, vội vàng ngậm mồm lại, chung nhạc cũng tĩnh lặng điều dưỡng, nghĩ thầm. Khổ tu trăm mười năm dưới hạ giới đúng là tốt, chưa biết chừng có thể đột phá, luyện thành lục đại luân hồi đại đạo, hồi phục chân thân. Nhưng giao lưu với các luyện khí sĩ khác cũng rất quan trọng. Dù thế nào thì ít nhất cũng phải nhờ quân vô đạo làm cho ta một tấm áo choàng. Còn cả bệ, Ngạn Huynh đệ cũng cần phải đi gặp, sau đó là tới Dư Bá Xuyên. Lai lịch của hắn thần bí, hình như biết rất nhiều thứ. Ừm, vẫn nên đi treo chọc canh Vương gia một chút, mấy tháng sau, hắn hồi phục trạng thái đỉnh phong, cảm thấy tu vi thực lực lại có tiến bộ không nhỏ rồi mới xuất quan. Thương thế của Bạch Thương Hải cũng đã chữa lành, còn ma tam thọ thì bị nặng hơn một chút. Cũng may ngâm dưới ngọc trì lâu như vậy giờ cũng không còn gì đáng ngại, chỉ là Mai của hắn bị tháp chủ đập vỡ, không có mai thì mất đi thần thông phòng ngự mạnh nhất khiến hắn không vui. Trung nhạc lấy ra các loại thần dược linh dược cho hắn dùng, rồi truyền cho họ pháp môn bất tử chi thân. Hắn nói, với căn cơ hiện nay của các ngươi, mở lục đạo, thì luyện thành bất tử chi thần không khó. Các ngươi tới ca giới đi, còn ta đi gặp các cường giả khác. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ lập tức trở về ca giới, Trung Nhạc suy nghĩ một chút, tới chỗ quân vô đạo trước nghĩ bụng. Ngọc giới gần đây nhất, tới gặp quân vô đạo trước vậy, không lâu sau hắn tới ngọc giới, dùng tinh thần truyền tin thông báo một tiếng. Một lúc sau tiếng của quân vô đạo truyền ra. Tà thần, mời, chung nhạc tiến thẳng vào, phá cấm dọc đường, chỉ một lát là tới trước huyền cung, mấy vị thiếu nữ tiến lại đón hắn vào trong điện, trong điện, quanh quân vô đạo là đông đảo luyện khí sĩ, ngạc nhiên nói. Chung tà thần chỉ tới một mình, xem ra gan không nhỏ. Các ngươi lui đi, hắn chỉ có một mình, nếu ta để các ngươi ở đây thì không phải ta không bằng hắn hay sao? Từ cổ chí kim tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử không bằng nam tử, ta thì không tin. Chúng ta thần khí thế hùng hồn, khí khái của ta không thể thua kém hắn, mọi người lui đi, trong điện chỉ còn lại hai người họ, chung nhạc nhìn nữ tử mặt nam trang đó, đột nhiên cười. Người ta đã nói nữ tử không bằng nam, tại sao ngươi lại mặc nam trang? Ta mặc nam trang không phải đóng giả nam tử mà là sợ nam tử quấy rối. Quân vô đạo nghĩ ngợi một chút, cười. Chúng tà thần đã nói vậy, ta đổi nữ trang là được. Nàng rời đi, một lúc sau, một vị nữ tử từ phía sau đi ra. Trước mắt chung nhạc bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vị thiên nữ đang tiến lại. Tâm thần hắn không kìm được dao động, có cảm giác hồn thoát xác đi gặp thiên nữ. Nữ tử này khi mặc nam trang có vẻ đẹp thoát tục, còn thay nữ trang thì lại như một người khác không còn thấy chút hào sản nào lúc trước nữ hài tử trước mặt giống như bước trên mặt hồ phẳng lặng trong mộng cảnh tiến lại gần giống như mộng ảo vậy khiến người ta có cảm giác đại điện giống như bỗng chốc đầy ánh hào quang vẻ đẹp của nàng ta không hề thua kém tiên thiên thần như nguyệt thần chỉ là tiên thiên thần cao cao tại thượng khó lòng tiếp cận còn nàng thì tạo cảm giác vô cùng ôn hòa thân thiện chung nhạc thầm tán thưởng vì ở thiên giới nhắm trúng nàng đúng là có nhãn quan nếu ta là hắn thì cũng bất chấp tất cả để có nàng đương nhiên hắn không có ý định đó hắn cũng đã từng gặp rất nhiều nữ tử mỹ lệ thoát tục xích tuyết khâu cấm nhi quân tư tà nguyệt thần thần hậu nương nương mỗi người đều có vẻ đẹp kinh tâm động phách chung nhạc nhiều hơn là ngưỡng mộ sống được tại nơi hỗn loạn như ngục giới này tới hiện giờ quân vô đạo đúng là rất có bản lĩnh hơn nữa dám nói không với cường giả thiên giới nữ tử này đúng là gan dạ hơn người đáng để ngưỡng mộ chung tà thần đúng là bất phàm quân vô đạo quan sát hắn khen các nam tử khác khi thấy dung mạo thật của ta ánh mắt đều lộ dục vọng ta thực căm ghét không nói lên lời chỉ trong mắt ngươi là ta không thấy có chút dục vọng nào chung nhạc há mồm cười nhưng không có tiếng vọng ra vô đạo sư tỷ hiểu lầm rồi Ngươi đẹp như vậy mà ta không có dục vọng thì thật không đáng làm nam tử. Sở dĩ ngươi không thấy được chủ yếu là vì ta là cốt thân, không có nhục thân, đương nhiên không có dục vọng nam nữ. Nếu ta có lại nhục thân thì khó nói. Chưa biết chừng ngươi sẽ thấy ta đáng ghét. Đúng rồi, Quân Vô Đạo chắc không phải danh tính thực của ngươi. Tên thật của ngươi là gì? Quân Vô Đạo lắc đầu không đáp, mời hắn ngồi xuống. Chúng ta thần tới tìm ta có việc gì? chung nhạc cũng không truy hỏi nói nhờ sư tỷ làm cho ta một tấm áo choàng nguyên liệu ta đã chuẩn bị xong ánh mắt quân vô đạo lay động cười ngươi có biết nhờ chức nữ bọn ta làm y phục sẽ phải trả giá rất cao chức nữ của thiên lăng thần tộc bọn ta đảm nhiệm thiên chức trên thiên đình trước nay chỉ làm y phục cho giới đế tộc vương công quý tộc khác nhờ bọn ta làm đều là việc bí mật phải có được bảo vật đáng giá mới mời được chức nữ bọn ta hơn nữa Y phục bọn ta làm có ưu điểm là thiên y không kẻ hở, nhất y định hình, ẩn hiện tùy ý, chỉ cần không ngừng tế luyện y phục có thể được tăng cường cùng tu vi của chủ nhân. Vì thế ngươi muốn nhờ được ta, cái giá này, giá cả dễ nói thôi, chung nhạc nghi người nói. Sư tỷ muốn gì, quân vô đạo khẽ cười. Vương công quý tộc đưa ra lợi ích có lẽ trung tà thần không sánh được đâu. Nhưng ta từng thấy ba đạo thần thông của trung tà thần, có hai đạo ta có thể phá giải nhưng thần thông thứ ba thì ta không phá giải được mấy hôm nay suy nghĩ mà ăn không ngon ngủ không yên đến gầy rạc cả người rồi nàng chớp mắt nhìn chung nhạc chờ đợi chung nhạc suy nghĩ một chút cười ngươi muốn học thần thông của ta quân vô đạo gật đầu cười không biết tà thần có thể đáp ứng không chung nhạc cười cảm khái nếu ngươi muốn học thì ta dạy thần thông của ta có tên trảm thần tam thức nhật diệu Nguyệt tịch trảm đạo. Ngươi không phá được chiêu này đúng không? Tinh thần dao động, hai đạo thần thông bay ra, biến thành hắc bạch thái cực đồ, đao ý ẩn mình trong trận đồ, không ngừng biến đổi theo sự chuyển động của thái cực đồ, thực không giấu, chiêu này ta có dạy thì ngươi cũng không học được, Chung Nhạc Thành thực nói. Ta không muốn giấu ngươi, muốn học chiêu này thì phải luyện thành thần ma nhất thể, đồng thời phải có tu vi của thần đạo và ma đạo, còn phải luyện thành hai thanh đao quang luyện thành đao y, biến đao thành bản mệnh hồn binh của ngươi, luyện thành cực đạo hồn binh. Nếu làm được bước này ngươi vẫn không luyện thành được vì trảm đạo của ta mạnh nhất là đao trảm đại đạo, cần phải có khả năng suy diễn, tìm ra mọi sự biến hóa của đối thủ. Quân vô đạo há hốc mồm, nếu chung nhạc không nói thì nàng không thể biết một chiêu lại chứa đựng nhiều thứ như vậy, nếu ngươi học được khả năng suy diễn của ta vẫn không thể học được. Hắc bạch thái cực đồ của ta bên trong có mặt trăng và mặt trời, một âm một dương dương là thuần dương chi khí âm là thuần âm chi khí buộc hải có nhật diệu linh thể và nguyệt diệu linh thể thì mới luyện thành âm dương nhị khí chung nhạc dừng một chút rồi nói giờ ngươi có thể quyết định có học chiêu này của ta không quân vô đạo gia đầu tê rần một chiêu thần thông này của chung nhạc có quá nhiều điều kiện cần thiết có thể nói là dành riêng cho hắn người khác căn bản không thể học được học đương nhiên là muốn học quân vô đạo quyết đoán Ta chỉ cần các loại khái niệm trong chiêu thần thông này của ngươi sau đó tìm sơ hở phá giải thần thông của ngươi chứ không phải học thần thông. Có ngươi truyền thụ ta có thể phá giải nhanh hơn, nàng nói hẳn ra ý định khi muốn học môn thần thông này chính là muốn phá giải chiêu này của chung nhạc. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không đồng ý, chẳng ai lại cho người khác biết bí mật của chiêu thức mà mình khổ sở lắm mới sáng tạo ra được cả, nếu thần thông không có bí mật thì coi như hỏng nếu thi triển sẽ bị người biết sơ hở một chiêu kích sát, chung nhạc thản nhiên nói. Nếu vậy thì ta truyền thụ cho ngươi. Nhưng còn một chuyện nữa, trảm đạo là ta tự sáng tạo ra, vẫn đang liên tục hoàn thiện. Ngươi phá giải được trảm đạo mà ta truyền thụ bây giờ, chưa chắc đã phá được trảm đạo sau này, quân vô đạo cười. Điều này chúng tà thần không cần lo lắng, chung nhạc tinh thần dao động, chuyển hết toàn bộ sự ảo diệu của trảm đạo thành thông tin truyền vào não quân vô đạo. Quân Vô Đạo chỉnh lý một lúc, không khỏi kinh hãi, lúc này mới biết Trung Nhạc không hề lừa nàng, chiêu đại thần thông trảm đạo còn phức tạp hơn điều Trung Nhạc vừa nói, đặc biệt là khả năng suy diễn cường đại vô biên đó, đúng là biến thái, chức nữ giỏi tính toán, chức nữ của Thiên Lăng thiên tộc có lợi thế hơn người về suy đoán. Hồn binh của họ thường lấy Lăng, Thước, Tuyến, Tiên làm chủ, nhưng quân Vô Đạo so sánh với phương pháp suy diễn của mình với của Trung Nhạc thì không khỏi ảm đạm đáng sợ hơn là môn thần thông này đúng như chung nhạc nói, tìm kẻ hở trảm đạo. Bất cứ thần thông nào, bất cứ cường giả nào, bất cứ đại đạo nào, chỉ cần bị khả năng suy diễn biến thái này suy đoán được sơ hở thì sẽ bị chặt đứt. Khả năng suy diễn đó tuyệt đối là pháp môn đỉnh cấp nhất mà nàng từng được thấy. Hơn nữa chung nhạc cũng không hề lừa nàng, tuy hắn truyền thụ cho nàng nhưng nàng đúng là cũng không học được, không thể tu thành được. Còn về phá giải chiêu trảm đạo này, về kỹ thuật, gần như không có khả năng phá giải trừ phi khả năng suy diễn mạnh hơn hắn thì mới có khả năng quân vô đạo thầm khổ sở nhưng đây cũng là một cơ hội chưa biết chừng ta có thể tìm kiếm được pháp môn suy diễn của chính ta từ chiêu thức này tiến thêm một bước và vượt qua hắn phá giải trảm đạo ngoài cách bắt đầu từ pháp môn suy diễn ra còn có cách khác đó là dùng pháp lực áp đảo mặc cho trảm đạo có tinh diệu thế nào thì dùng pháp lực hùng hồn phá vỡ hắc bạch thái cực đồ thì tự nhiên sẽ phá giải được thần thông của hắn. Nhưng trong toàn bộ luyện khí sĩ trong ngục giới, có lẽ chỉ có canh vương gia và dư bá xuyên là có pháp lực thâm hậu tới mức đó. Quân vô đạo nghĩ ngợi, thực sự là vậy. Khi canh vương gia phá giải trảm đạo thần thông của Trung Nhạc là dùng pháp lực cùng bạo của tinh hà linh thể trực tiếp phá vỡ hắc bạch thái cực đồ. Tuy Trung Nhạc chưa giao đấu với dư bá xuyên nhưng tế tự đại pháp của hắn có thể biến các luyện khí sĩ khác thành tế tư của hắn cho pháp lực bạo tăng đồng thời điều động pháp lực của những tế tư kia, cũng có khả năng phá hủy trảm đạo thần thông. Ngươi đã truyền cho ta trảm đạo thần thông thì ta sẽ làm như lời đã nói, làm cho ngươi một tấm áo choàng. Quân vô đạo tiến lại, mời Trung Nhạc đứng dậy, lấy ra một cái thước để đo cho hắn. Cây thước này toàn bộ trong suốt như ngọc, có thể biến to biến nhỏ, có lẽ là hồn binh của nàng. Nàng gần Trung Nhạc như vậy, khiến Trung Nhạc cho dù là cốt thân cũng không khỏi có ý đồ bất chính, vội vàng xua đi tạp niệm, nói, quân vô đạo là hóa danh của ngươi trên thiên đạo có thể gọi là thượng quân rồi thật không nhiều vô đạo sư tỷ ngươi muốn bào thù có lẽ không dễ tay quân vô đạo hơi run trận mắt nhìn hắn phẫn nộ cần ngươi hỏi sao chung nhạc thấy thần thái đó của nàng tâm thần rung động lập tức bị quân vô đạo phát giác cười khẩy ngươi động tâm với ta rồi ta đi thay đồ nói rồi nàng đi ra không lâu sau nữ tử này đã thay nam trang Tiếp tục đo người cho hắn. Đo xong nàng nói. Ngươi để nguyên liệu lại, sau khi rời khỏi thần tạng cổ địa vực ta sẽ luyện, xong sẽ trả ngươi, chung nhạc để lại các nguyên liệu như thần la đoạn, thái âm chi khí lại. Định rời đi thì quân vô đạo đột nhiên nói. Nguyên liệu của ngươi quá nhiều. Nếu ngươi chịu truyền tiếp cho ta một môn thần thông khác thì ta có thể làm cho ngươi thêm cái áo, chung nhạc tim khẽ rung, nói. Ngươi muốn môn thần thông nào? ta từng thấy ngươi thi triển một thức thần thông hình giống long giống dao là một cây kéo không có gì là không cắt được quân vô đạo tâm niệm khẽ động tế một cây kéo lên nói hồn binh của ta cũng là kéo vì thế muốn học môn thần thông đó của ngươi vừa rồi ta đã đo người ngươi chính là muốn làm một chiếc áo đổi lại môn thần thông này thì ra vậy chung nhạc suy nghĩ nói đây không phải thần thông ta sáng tạo ra là người khác sáng tạo ra long giao tiễn nhưng truyền thụ cho ngươi cũng được thôi ta cũng là dùng bảo vật đổi lấy từ người khác tinh thần hắn dao động truyền hết long giao tiễn thần thông cho quân vô đạo nàng mừng hơn mong đợi chung nhạc nhìn nàng nhắc nhở chiêu này bị người khác phá giải rồi chính là canh vương gia quân vô đạo cười ta cũng có thể phá giải nhưng môn thần thông này đúng là lợi hại ta phải nghĩ rất lâu mới có cách phá giải nếu dung hợp được nó vào cây kéo của ta thì thực lực của ta chắc chắn tăng mạnh chung tà thần đa tạ nàng giống như một nam tử cuối người thật sâu chung nhạc cũng đám lễ rồi rời đi vải của thiên nữ áo của chức nữ không biết mặt lên người sẽ như thế nào chung nhạc rời đi nghĩ phủ giới của canh vương gia cách đây không xa đến đó trêu chọc hắn trước vậy không lâu sau hắn tới bên ngoài cung điện tinh thần dao động cười ha hả canh vương gia ta tới kết bái với ngươi đây trong cung điện một phen hỗn loạn những người dưới trướng canh vương gia nghe thấy tiếng của chung nhạc giống như gặp phải thiên địch bị dọa cho hồn lìa khỏi xác vội vàng đi thông báo cho canh vương gia chung nhạc đợi bên ngoài cung một lúc thì thấy trong cung điện tĩnh lặng không còn ồn ào nữa rồi nghe thấy một tiếng cười khẩy từ trong vọng ra chung tà thần ngươi thật sự coi mình là chung tà thần rồi dám tới đây thật ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao tiếng nói con chưa dứt từ trong cung luyện khí sĩ tràn ra, xếp thành hai hàng trước cửa điện, thần sắc trang nghiêm, rồi canh vương gia chậm rãi bước ra, mặt đầy vẻ không vui. Vương gia tại sao lại hung thần ác sát, khí thế hùng hổ như vậy, chung nhạc ngạc nhiên nói. Dám hỏi vương gia, ngươi trước sau bất nhất thì làm sao cho mọi người phục được. Lần dầu ngươi nói nếu buộc ngươi đứng dậy được thì ngươi sẽ bác bái kết giao với ta, xưng huynh gọi đệ. Sau gió ta con chưa ra tay ngươi đã bỏ chạy lần thứ hai ngươi nói nếu ta dám tới thì ngươi sẽ dập đầu kết bái giờ ta tới rồi nhưng ngươi lại nói muốn giết ta vậy là đạo lý gì vương gia hết lần này tới lần khác nuốt lời như vậy giết anh em thì giỏi lắm nhưng không biết lại khiến người thân đau kẻ thù sướng tranh vương gia sắc mặt sáng tối bất định trong lòng đúng là có chút tuổi thân lần đầu hắn bị thần hậu nương nương dọa bỏ chạy lần thứ hai nói vậy cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận uy hiếp chung nhạc Ý không phải bảo chung nhạc tới là kết bái mà là nếu chung nhạc tới, không bị hắn đánh chết thì hắn mới kết bái. Không ngờ chung nhạc được đằng chân lân đằng đầu, nói thẳng mục đích của mình chính là tới kết bái. Nếu ngươi đánh chết ta thì là đánh chết huynh để kết bái. Ngươi chính là nuốt lời, trước sau bất nhất, làm trái lời hứa, một lần đã đành. Nếu hai lần thì chỉ e luyện khí sĩ dưới trướng của hắn sẽ có suy nghĩ khác, đồ mặt dày vô sĩ, canh vương gia sắc mặt bỗng hồi phục bình thường, cười sảng khoái. Trước kia là ta sai, sớm đã nên kết bái với chung tà thần mới đúng. Được cái ta biết sai sẽ sửa, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta và ngươi sẽ lập đàn thắp hương kết nghĩ Kim Lan thành huynh đệ, sinh tử có nhau, cùng chung hoạn nạn, hơn nghìn luyện khí sĩ dưới trướng hắn sắc mặt ai cũng biến đổi, truyền âm. Vương gia, không được. Tên họ chung này là nhân tộc, vốn dĩ huyết mạch thấp kém, giờ lại thành xương khô, đến huyết mạch cũng không còn, vương gia có thân phận địa vị thế nào chứ những người có mối quan hệ với ngài đều là chư thần chi vương chư thần chi chủ đẳng nhàn thiên vương muốn kết bái mà vương gia còn không chịu tại sao lại kết bái với hắn canh vương gia mỉm cười truyền âm lại các ngươi không cần nói nữa ta kết bái với hắn ắt có tính toán hắn nghĩ bụng nhân tộc chung nhạc chỉ dựa vào huyết mạch thấp kém mà có thành tựu như hiện giờ hắn không phải tầm thường hơn xa những luyện khí sĩ dưới trướng của ta. Trong ngục giới, ta là đệ nhất, hắn có thể tranh đệ nhị với dư bá xuyên, những người khác như lịch thiên hành, quân vô đạo đều kém một bậc. Kết bái với hắn ta chính là huynh trưởng của hắn, trưởng huynh như cha. Lời của ta hắn dám không nghe. Lấy đại nghĩa áp hắn trước, để hắn trở thành cánh tay phải của ta. Ta có chung tà thần hơn nhiều vô số kẻ vô dung, có hắn tương trợ, đại sự của ta có thể thành công. Hắn cười ha hả tiến tới, kéo cánh tay xương của Chung Nhạc tiến vào cung điện, nói: "Các ngươi đi lập đàn, hôm nay ta và nhị lão gia của các ngươi dập đầu kết bái." Các luyện khí sĩ nhìn nhau, đành phải vào trong cung chuẩn bị cho việc kết bái. Không lâu sau hương đàn đã dựng xong, Chung Nhạc và canh vương gia thắp hương, thay y phục. Hai người tới trước hương đàn, thấy hương đàn chỉ cúng bái thiên địa chứ không có chư thần, thậm chí ngay cả giới đế và thiên đế cũng không luyện khí sĩ bọn ta không quỳ trước chư thần, giới đế, thiên đế, chỉ kính thiên địa sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, canh vương gia nghiêm nghị nói. Ngay cả thiên địa cũng không được quỳ bái, quỳ xuống là trong lòng có thiên và địa không thể đột phá, tâm cảnh sẽ có trở ngại, chỉ có thể cúi lại, chung nhạc thầm tán thưởng, canh vương gia tuy khiến hắn rất bực mình, nhưng kiến thức này đúng là bất phàm, hai người kết bái, kết thúc nghi thức, canh vương gia cười ha hả, nói với chung nhạc, Hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan là đại hỷ sự, nhưng vừa rồi ta quên mất hỏi tuổi tác cũng là để dễ phân huynh đệ, chung nhạc tinh thần dao động, nói. Thực không giấu, kiếp trước ta năm vạn bốn nghìn tuổi, trải qua từng đó năm tháng nghĩ lại cũng suýt xoa không thôi, thật không kìm được rơi lệ. Đúng rồi, vương gia kiếp trước bao nhiêu tuổi, tranh vương gia trợn mắt há mồm, khi còn sống hắn là đệ của giới đế, khi giới đế đời trước chết hắn đang tráng niên, kết quả thất bại khi tranh đoạt đế vị với đương kim giới đế, lóc sạch nhục thân, chuyển thế tới ngục giới. Nếu tính theo thọ mệnh kiếp trước thì hắn chưa tới hai vạn tuổi, không thể nào lớn hơn chung nhạc được, hắn thầm hồ nghi. Tên này nói hồi trước hắn năm vạn bốn nghìn tuổi là lừa ta. Nhưng cũng rất khó chứng minh kiếp trước hắn sống được lâu vậy, không thể kiểm tra kiếp trước của chung nhạc, nhưng thọ mệnh của hắn có thể tìm được trong địa ngục luân hồi, vì thế tuyệt đối không thể dùng tuổi kiếp trước để so sánh được kiếp trước đã qua rồi, đương nhiên không thể so sánh thọ mệnh kiếp trước, muốn so thì so kiếp này, canh vương gia cười. Kiếp này ngươi bao nhiêu tuổi, 148 tuổi, chung nhạc cười. Vương gia thì sao, canh vương gia khóe mặt co giật, cười khẩy. Ngươi 148 tuổi. Ta không tin, chung nhạc cười ha hả. Thực không dám giấu, ta vốn không lớn như vậy, cũng chỉ hơn 40, nhưng ta rơi vào cốt giới 7 chục năm, lại thêm mấy năm trong thần tán cổ địa ngục, vì thế năm nay 148 tuổi. Vương gia bao nhiêu tuổi? Khóe mắt canh vương gia co giật thành co rút, một lúc lâu mới nói. Ta tính cả thời gian trong phủ giới cũng chỉ 43, hắn không thể nói dối được, làm người có máu mặt trong lục đạo giới hắn sinh ra khi nào có thể đi địa ngục ra là biết, vào thần tán cổ địa ngục, hắn tu luyện bao lâu trong phủ giới cũng có thể kiểm tra, không cần phải nói dối, chung nhạc vui vẻ, vậy thì ta là ca ca rồi trường canh hiền đệ canh vương da mặt đen lại một lúc lâu mới ừng một tiếng chung nhạc lại nói trường canh hiền đệ canh vương da mặt tím tái lại ừng một tiếng trường canh hiền đệ canh vương da đại nộ nhảy dựng lên ngươi có thôi đi không gọi một hai tiếng ta đáp là được rồi có kẻ nào được đằng chân lân đằng đầu như ngươi không phải biết điểm dừng nếu không ta sẽ trở mặt đấy Trung nhạc lắc đầu nói. Hiền đệ à, không phải ca ca ta nói ngươi, nhưng ta gọi một tiếng trường canh hiền đệ thì ngươi phải đáp một câu mới là lễ độ. Nào chúng ta làm lại, ta gọi trường canh hiền đệ, ngươi gọi ta một tiếng trung nhạc ca ca. Trường canh hiền đệ, canh vương gia há mồm, thực sự không thốt ra được. Ánh mắt trung nhạc đầy chờ đợi và khích lệ. Một lúc lâu sau, sắc mặt canh vương gia tím lại, lắp bắp. Trung nhạc huynh trưởng, Trung nhạc há mồm cười nhưng không có tiếng cười, thân thiết nói. Hiền đệ, sau này hai ta là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Huynh đệ tề tâm, tuyệt đối không được để người ngoài nói huynh đệ ta không đồng lòng. Hiền đệ, những luyện khí sĩ dưới trướng đệ nếu phản đối ta, huynh trưởng nói là được, canh vương gia trong lòng không hề thoải mái, nói. Những người theo ta cũng là theo huynh trưởng. Các ngươi nghe rõ đây, sau này gặp huynh trưởng của ta đều phải gọi đại lão gia hiểu chưa các luyện ký sĩ nhìn nhau lặng lẽ gật đầu chung nhạc ở lại cung điện mấy ngày thấy sức nhẫn nại của canh vương gia sắp tới cực hạn dẫn thêm sợ hắn không nhịn được mà giết người thì mới cáo từ đùa dẫn canh vương gia rất sảng khoải chung nhạc nhàn nhã tiến về lãnh địa của thúc dạ vương gia cục tức này cứ vậy mà nuốt sao hay là chúng ta bịt mặt đuổi theo giết hắn thần không biết quỷ không hay Trung Nhạc đi rồi. Một luyện khí sĩ kiến nghị với Canh Vương gia. Chỉ cần giết hắn rồi thì ai biết được Vương gia từng kết bái với hắn. Canh Vương gia lắc đầu. Ngươi không biết sự lợi hại của hắn. Sau lưng hắn có một vị rất khủng bố. Nếu không thì ta cũng sẽ không nhịn hắn lâu vậy. Trung Nhạc có một ưu điểm, chính là biết tiến lui. Ví dụ vừa rồi ta cố tình làm vẽ sức chịu đựng đã tới giới hạn, hắn liền biết đến lúc phải đi. Hắn là kẻ thông minh. Cho dù hắn là huynh trưởng kết bái của ta nhưng cũng sẽ không bảo ta làm việc gì quá đáng cho hắn. Hơn nữa ở đây mấy ngày hắn cũng không đòi ta cái gì. Có thể thấy hắn tới để chọc tức chứ không phải lợi dụng ta. Cứ mặc hắn đi, chung nhạc tới đạo trường của thúc dạ, truyền âm tới thăm, nhưng không có lời đáp. Một lúc lâu sau hắn quay người rời đi, trong đạo trường của thúc dạ, thúc dạ cũng thở vào, truyền tin. Được rồi, hắn biết khó mà lui, có thể không cần huyết tế chúng sinh hạ giới nữa. Vừa rồi chung nhạc tới, hắn nghe tin liền từ hạ giới trở về đạo trường, thầm hạ lệnh các luyện khí sĩ dưới trướng tới hạ giới tìm kiếm sinh linh huyết tế cho hắn để thực lực bạo tăng. Hành động này có hai lợi ích, nếu chung nhạc thực sự tới để thăm hỏi thì hắn có đủ tự tin bảo vệ mình, còn nếu chung nhạc tới gây hắn thì hắn cũng có thể nhân cơ hội giết chung nhạc. Tên thúc dạ này quá đa nghi, khí độ không bằng quân vô đạo, cũng không bằng canh vương gia. Trung nhạc lắc đầu rời đi, tới đạo trường của bệ, ngạn huynh đệ, ôm lại chuyện cũ với hai người họ hồi lâu, trao đổi thần thông lục đạo luân hồi, hai bên đều có thu hoạch, không lâu sau hắn lại tới đạo trường của lịch thiên hành. Lịch thiên hành và hắn tọa đàn luận đạo, mỗi người ngồi trong một tòa pháp đàn trao đổi pháp lực, đạo lý, ai nói sai là pháp đàn tự thấp xuống một thước, ai thắng pháp đàn cao lên một thước, hai người luận đạo nửa tháng cũng phân thắng bại, chung nhạc cáo từ, tới đạo trường dư bá xuyên. Dư Bá Xuyên đích thân ra đón, Nghịch Hoàng cũng có mặt, thầm truyền âm. Nhân tộc chung nhạc tới, chúng ta cùng hạ sát thủ, chắc chắn có thể giết Dư Bá Xuyên, chung nhạc lắc đầu, truyền âm. Dư huynh đại thế đã thành, ta và ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nghìn vị luyện khí sĩ đều bị hắn thu vào lục đạo luân hồi, cùng tế tự. Pháp lực này cường thế còn hơn canh vương gia, mọi người vào trong cung, mỗi người ngồi xuống. Trung Nhạc thấy Dư Bá Xuyên tuy thống soái những luyện khí sĩ này nhưng không cấm họ đi hay ở, trong lòng ngạc nhiên. Dư Bá Xuyên rót trà, hai người uống, Trung Nhạc nghĩ một chút đột nhiên nói: "Dư huynh, ta có chuyện này không hiểu." Nghĩ mãi mà không có đáp án, mong Dư huynh chỉ giáo. Dư Bá Xuyên thần tình khẽ động, cười: "Kiến thức của ta chưa chắc đã hơn huynh." "Huynh không hiểu ta e là cũng không thể giải thích," Trung Nhạc nói. Nếu luyện khí sĩ mở hết được bí cảnh, tu thành được hết cực cảnh thì làm thế nào thắng được đối thủ cũng mở hết bí cảnh, cực cảnh như vậy, hắn bày tỏ nỗi nghi hoặc đã suy nghĩ từ lâu. Nếu hai luyện khí sĩ nghịch khai lục đại nguyên thần bí cảnh, luyện thành mọi cực cảnh, hơn nữa cùng tu vi cảnh giới, đều tu luyện lục đại luân hồi thì ai sẽ thắng? Có phải tu vi thực lực hai người tương đương, có phải thực lực không có khoảng cách gì không? Nếu có người thắng thì thắng ở điểm gì? Người thua là thua ở điểm gì? hắn dựa vào điều gì tại sao lại thua chung nhạc trước kia không nghĩ tới việc này nhưng từ sau khi gặp lịch thiên hành quân vô đạo canh vương gia mấy người họ thì hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này lịch thiên hành quân vô đạo canh vương gia đều là những người mạnh nhất hiện nay ở ngục giới có thể có người chưa nghịch khai lục luân nhưng thực lực cũng không khác biệt là bao nhưng nếu gặp những cường giả đỉnh cấp ở thiên giới địa giới và thần giới thì chưa biết chừng đều là người đã nghịch khai lục luân đều tu luyện lục đạo luân hồi công pháp, vậy không phải là tu vi thực lực của bọn họ đều tương đương, vậy thì còn so sánh cái gì? Dư bá xuyên suy nghĩ một lúc, cười. Cái hạn chế thực lực ngoài những điều đó còn có huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, huyết thống càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh, chung nhạc hỏi. Nếu là cùng một tộc thì sao? Dư bá suy nhíu mày suy nghĩ. Nếu cùng tộc thì phải xem công pháp họ tu luyện. Công pháp tốt hơn thì thực lực mạnh hơn nếu công pháp giống nhau thì sao dư bá xuyên nghĩ ngợi nếu công pháp như nhau thì phải xem kinh nghiệm chiến đấu xem trí thông minh kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều thì càng thông minh càng có khả năng chiến thắng chung nhạc lại hỏi nếu tất cả đều như nhau thì sao dư bá xuyên bật cười sao mà như nhau được không thể nào lại có hai luyện khí sĩ cùng cảnh giới cùng tu vi cùng công pháp kinh nghiệm và trí thông minh như nhau được việc đó thiên hạ hiếm có bệ và ngạn huynh đệ họ giống nhau chung nhạc nói dư bá xuyên thượng người chung nhạc nói tiếp thật ra dư huynh chưa trả lời điều ta muốn hỏi ta muốn hỏi là nếu gặp cường giả ở các giới cường giả từ ba nghìn lục đạo giới khác mọi người đều mở lục đạo bí cảnh tu luyện lục đại luân hồi công pháp cảnh giới như nhau thì làm thế nào mới chiến thắng được họ dư bá xuyên sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu nói khó quá khó bản lĩnh tương đương thì càng khó thắng đối phương. Trừ phi, trừ phi, chung nhạc vội hỏi. Trừ phi làm sao, trừ phi vượt qua cực cảnh, đạt tới cảnh giới các luyện khí sĩ khác không thể đạt tới thì mới có thể thắng đối phương. Có điều, hắn lắc đầu. Quá khó. Thực sự là quá khó. Tất cả cực cảnh, tất cả cảnh giới đều đã cố định, mọi người đều là tu luyện theo con đường các tiền bối đã mở ra cho dù tu luyện được hết cực cảnh thì cũng là theo đường của các tiền bối, muốn vượt qua đâu phải dễ, chung nhạc trầm mặt suy nghĩ. Toại hoàng sáng tạo ra phương pháp tu luyện ngũ đại bí cảnh, Phục Hy Thị sáng tạo phương pháp tu luyện nhật nguyệt song linh. Tới giai đoạn cuối Phục Hy Thị mở ra bí cảnh thứ sau, từ đó xác định con đường tu luyện của Kim Sa Đại Vương, đi theo con đường đó tu luyện, tuy có vất vả, tuy có nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng có thể đạt được thành tựu cực cao, không thua kém các bậc tiên hiền nhưng muốn vượt qua các bậc tiền bối thì thực sự quá khó gần như là không thể chung nhạc giờ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này là vì hắn phát hiện chỉ một ngục giới đã có nhiều cường giả như vậy canh vương gia thần thông quảng đại dư bá xuyên cao thâm khó lường hai vị cường giả này hắn đều khó lòng vượt qua huống hồ là ở các giới khác huống chi là ba nghìn lục đạo giới hơn nữa trong ba nghìn lục đạo giới còn có một tử vi đế hoàng tử vi tinh vực Thử tính xem sẽ có bao nhiêu cường giả đáng sợ như canh vương gia và dư bá xuyên. Muốn nổi bật hẳn lên giữa các cường giả này, trở thành vô địch, thực sự quá khó. Chỉ khi ra khỏi con đường của tiền bối, vượt qua cực cảnh mới có khả năng thắng họ. Có lẽ, tiên thiên chân hồn của ta là một con đường. Trung nhạc tim khẽ rung, tiên thiên chân hồn là tuyệt học hắn sáng tạo ra, dùng hồn phách thay thế linh trở thành chủ đạo của nguyên thần nếu thức tỉnh được chân hồn thì hắn có thể vượt qua cực cảnh của chân linh cảnh cũng có thể trong tương lai tiên thiên chân hồn sẽ trở thành một cực cảnh khác được luyện khí sĩ thế hệ sau tu luyện hai người lặng lẽ uống trà mỗi người một suy nghĩ đều cảm thấy việc nổi lên trong ba nghìn lục đạo giới là việc vô cùng khó khăn dư bá xuyên tuy mạnh nhưng cũng có điều hắn lo lắng sợ gặp một luyện khí sĩ cũng tu luyện lục đại luân hồi công pháp từ nhỏ như mình còn Trung Nhạc ngoài việc muốn thức tỉnh tiên thiên chân hồn ra thì việc khiến hắn đau đầu nhất chính là nâng cao phục hy huyết mạch, một lúc lâu sau, dư bá xuyên hỏi. Trung tà thần đã gặp thục dạ rồi, Trung Nhạc lắc đầu. Hắn không ra gặp ta, ngươi không gặp hắn cũng tốt. Hắn là đệ tử của Thượng Thiên Vương, Thượng Thiên Vương cài hắn ở ngục giới làm tai mắt, dư bá xuyên cười. Thực dạ có chút nhỏ nhen, động vào hắn thì khó ăn nói với Thượng Thiên Vương, Trung Nhạc nhìn hắn cười. Thục dạ là đệ tử của Thượng Thiên Vương thì ngươi là đệ tử của ai? Dư bá xuyên mỉm cười. Ta đến từ thiên giới, tinh thần hắn khẽ động, truyền âm nói. Ta để lộ lục đại luân hồi công pháp, sợ bị Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ chú ý, nên nói ta từ thiên giới để họ ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám động vào ta. Trung huynh, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng có thể nói từ thiên giới xuống như vậy thì tính mạng của chúng ta có thể bảo toàn. Trung nhạc hiểu ra, lúc này mới hiểu tại sao hắn ta tự nhiên lại nhắc tới thục dạ, thì ra là muốn từ thục dạ nói sang xuất thân của mình. Dư bá xuyên nói mình từ thiên giới tới chắc chắn là một thế gia của thiên giới, chấn nhiếp thượng thiên vương và ngục giới giới chủ. Sau khi rời khỏi thần tán cổ địa ngục, thượng thiên vương và ngục giới giới chủ mới không ép hỏi công pháp của hắn hoặc giết người giành công, chung nhạc cũng đối mặt với chuyện tương tự. Hắn giết con của ngục giới giới chủ, ngục giới giới chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu Trung Nhạc nói mình cũng tới từ thiên giới thì ngục giới giới chủ muốn động tới hắn cũng sẽ phải suy tính, dư bá xuyên quả nhiên hỏi. Trung tà thần là đệ tử của ai vậy? Trung Nhạc mỉm cười. Ta là nhân tộc, thì có xuất thân gì lớn lao đâu, dư bá xuyên hơi nhíu mày, truyền âm. Tại sao Trung Huynh lại nói vậy? Trung Nhạc cười. Ngươi yên tâm, ngục giới giới chủ không dám trả thù ta đâu. Dư bá xuyên bán tin bán nghi, hai người cùng nhau giao lưu trao đổi. Kiến giải của họ về lục đại luân hồi mỗi người đều có điểm độc đáo riêng. Trung Nhạc từng tham ngộ lục đại luân hồi đại đạo của vị ngục giới giới chủ, gần như luyện thành một đại đạo hoàn chỉnh. Còn Dư Bá Xuyên từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp, cũng có rất nhiều lĩnh ngộ riêng. Qua nửa tháng, Trung Nhạc đột nhiên tâm thần chấn động, bên tai vang lên bài tiên thiên thần giao mà thần hậu nương nương truyền thụ đồng thời cũng có các loại tiếng tế tự đủ mọi loại diệu âm truyền tới cảm thấy đại đạo đồ đằng của lục đại luân hồi của hắn sắp viên mãn hắn vội cáo từ dư bá xuyên tiễn hắn đi chung nhạc nhanh chóng trở lại ca giới tìm tới cung điện dưới biển ở ca giới không kịp đi gặp quân tư tà khâu cấm nhi lập tức bế quan chuyến đi lần này của hắn gặp mặt và giao lưu với bệ ngạn lịch thiên hành và dư bá xuyên đều có thu hoạch vốn dĩ đã có cảm ngộ không ít sau đó tiên thiên thần giao mà thần hậu nương nương truyền thụ không ngừng vang lên trong đầu hắn cuối cùng kiếp lục đại luân hồi đại đạo của hắn sắp viên mãn nếu đại đạo viên mãn thì hắn có thể tìm lại được chân thân tìm lại tu vi pháp lực kiếp trước quan trọng hơn là chung nhạc còn có thể tìm lại được tu vi của hồn phách của mình trong cốt giới linh hồn của hắn được luyện cường đại dị thường chỉ còn cách nửa bước là tới tiên thiên chân hồn thức tỉnh nếu cộng thêm tu vi thành tựu của hồn phách kiếp trước thì chưa biết chừng có thể đột phá, đánh thức chân hồn vượt qua được cực cảnh như Dư Bá Xuyên nói. Trong ca giới thời gian trôi rất nhanh, hết năm này tới năm khác qua đi, nháy mắt đã trăm năm trôi qua. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đều lần lượt tu luyện thành bất tử chi thần, thậm chí khâu cấm nhi và quân tư tà cũng xuất quan. Họ nhận được lợi ích rất lớn từ chỗ thần hậu nương nương, được truyền thụ rất nhiều công pháp, thần thông. Thần hậu nương nương vừa dạy vừa chơi, họ học cũng rất vui vẻ. Khâu Cấm Nhi và quân tư tà dường như được lục xác, căn cơ bất ổn trước kia trở nên vững chắc, dường như ổn định hơn cả luyện khí sĩ đã mở lục đại luân hồi, tiên thiên thần có phải mở lục đạo bí cảnh không? Tiên thiên thần vừa sinh ra đã là thần, tại sao còn phải mở nguyên thần bí cảnh? Thần hậu nương nương cười. Tại sao tiên thiên thần lại không như vậy? Tại sao tiên thiên thần nhất định phải mở bí cảnh? Lục đạo bí cảnh chỉ là sáu không gian trong cơ thể, kích phát năng lượng vốn ẩn trong linh hồn. Nếu không cần mở lục đạo bí cảnh cũng có thể kích phát năng lượng trong linh hồn thì hà tất phải mở lục đạo bí cảnh nữa? Khâu Cấm Nhi và quân tư tà nghe nửa hiểu nửa không. Khâu Cấm Nhi đột nhiên mắt sáng trưng, vội nói: Có một vị tiền bối truyền thụ cho ta đại nghịch hành phạt thiên kinh, hình như cũng là đạo lý này, thần hậu nương nương hứng thú, nói: Nói nghe thử xem. Khâu Cấm Nhi nói một lượt về đại nghịch hành phạt thiên kinh của tạo vật chủ Hà Lan, thần hậu nương nương suy diễn một hồi, nói Đó là pháp môn hậu thiên nghịch chính tiên thiên, đã là rất không tồi, chỉ là còn chưa đạt tới đỉnh cao, ta giúp ngươi sửa một chút. Nàng chỉnh sửa lại đại nghịch hành phạt thiên kinh rồi truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi, sau đó nhìn sang quân tư tà nói Nàng ấy có đại nghịch hành phạt thiên kinh, còn có quan tưởng đồ của tộc ta ngươi không có công pháp như vậy vẫn có thể tu luyện tới mức này thật hiếm có ta sẽ truyền thụ ngươi địa mẫu hoàng dạo kinh nhưng ngươi là thủy diệu linh thể môn công pháp này có chút không thích hợp với ngươi sau này có lẽ ngươi phải thay đổi một chút quân tư tà mừng rỡ vội bái tạ trong một trăm năm chung nhạc luôn bế quan không ra ngoài khâu cấm nhi và quân tư tà cũng bế quan tu luyện lại qua hơn chục năm nữa càng ngày càng gần với ngày rời khỏi thần tạng của địa vực Trung Nhạc vẫn đang bế quan. Khâu Cấm Nhi, quân tư tà đều xuất quan, thất Trung Nhạc vẫn không ra thì không khỏi sốt ruột. Hôm nay Khâu Cấm Nhi và quân tư tà tới chỗ Trung Nhạc bế quan kiểm tra nhưng vẫn đóng cửa. Trung Nhạc vẫn bế quan, chỉ có một vị thiếu niên cao lớn chấp tay sau lưng đứng bên hồ trong hoa viên, lặng lẽ nhìn Long Ngư trong hồ. Khâu Cấm Nhi và quân tư tà nhìn bóng lưng của vị thiếu niên đó, có chút mê đắm. Trung Nhạc quay lại, nhìn hai người cười bình thản một cái. Gió nhẹ thổi tới, Cánh hoa tung bay, có cánh hoa đáp xuống bờ hồ, có cánh hoa rơi vào khóng hoa, có cánh rơi xuống nước dẫn cá tới, ta trở lại rồi, chung nhạc mỉm cười, hai nữ tử nhìn đến say đắm, thiếu niên chung sơn thị vẫn giống chàng trai mới rời khỏi tổ tinh, ánh mắt vẫn sáng như trước, nhưng vẫn không che giấu được những trải nghiệm tan thương, chứa đầy trí tuệ lắng động, so với thọ mệnh của luyện khí sĩ, giờ hắn vẫn là thiếu niên, nhưng đã trải qua hai trăm năm sáu chục năm, không thể nào lại không lắng động trí tuệ sáu quần sáng phía sau đầu hắn từ từ chuyển động bàn cổ thần nhân ngồi trong đạo nhất luân gian sáu cánh tay đỡ sáu quần sáng sáu quần sáng này được tạo thành từ đồ đằng văn cực nhỏ và vô cùng phức tạp nhìn từ xa chỉ thấy các điểm sáng vô số điểm sáng tạo thành sáu quần sáng một dải đen trắng đang xen quấn quanh sáu quần sáng rồi quàng qua trên hai vai hắn xuống dưới xương sườn hai đầu của dải đen trắng đó lơ lửng phía lưng hắn chung nhạc hiện nay không giống luyện khí sĩ ở dưới phàm mà giống như thần ma cao cao tại thượng Đứng sừng sững bên hồ tạo cho người ta cảm giác cao lớn hùng vĩ, hai nàng tiến tới bên cạnh hắn, ba người đứng bên hồ, chung nhạc cảm giác tâm cảnh không linh, cảm giác bình tĩnh chưa từng thấy, trong xã hội đầy sự đấu đá hiện nay, cảm giác này thực sự là hiếm có. Hắn bế quan 110 năm, cuối cùng tu thành một lục đại luân hồi đại đạo, tìm lại được nhục thân, pháp lực tu vi kiếp trước, nhục thân và xương cốt dung hợp thành một một cách hoàn hảo. Tu vi tổng thể của hắn hiện nay đã cao hơn 3 phần so với trước bế quan, thực lực đại tăng, mạnh hơn trước rất nhiều, khiến căn cơ chân linh cảnh của hắn càng thêm thâm hậu, nhưng đây không phải thu hoạch lớn nhất của hắn, thu hoạch lớn nhất chính là hắn còn dung hợp được thành tựu linh hồn của kiếp trước, giúp Tiên Thiên Chân Hồn được thức tỉnh một nửa. Tuy Tiên Thiên Chân Hồn chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng hắn từng giây từng phút đều có cảm ngộ mới, Tiên Thiên Chân Hồn đồ đằng văn mới liên tục tràn vào trong não, biến thành tri thức của hắn. Nếu tiên thiên chân hồn hoàn toàn thức tỉnh thì hắn sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Chân hồn thức tỉnh kiếp hồn phách hắn thức tỉnh tiên thiên, sẽ tương đương như tiên thiên nguyên thần, nguyên thần bao gồm linh và hồn, hắn đã thức tỉnh nhật nguyệt song linh, đều tu luyện tới tiên thiên, nếu thức tỉnh tiên thiên chân hồn nữa sẽ tạo thành tiên thiên nguyên thần hoàn chỉnh, tương đương với một phần năm vị tiên thiên thần, thành tựu đương nhiên không hề nhỏ. Bản lĩnh của tiên thiên thần nếu phân chia căn cứ vào tiên thiên thì ngoài tiên thiên nguyên thần ra còn có tiên thiên huyết mạch, tiên thiên nhục thân, tiên thiên chi khí, tiên thiên đại đạo. Chỉ tu thành tiên thiên nguyên thờ thì chỉ có một phần năm, mà bốn thứ còn lại tu luyện đều khó hơn tiên thiên nguyên thần gấp nhiều lần. Hơn nữa cho dù đều luyện thành cả năm thì cũng sẽ không phải tiên thiên thần chân chính. Vì tiên thiên thần không phân biệt linh hồn và nhục thân. Thân thể của họ vừa là nhục thân cũng là nguyên thần không làm được điều đó thì không phải tiên thiên thần chân chính, chỉ là gần tới mà thôi. Ký tức của hắn lãng đảng, khâu cấm nhi thì vô cùng dịu dàng, đáng yêu như tiểu muội nhà hàng xóm. Quân tư tà thì có khí độ của đại tỷ tỷ, ba người đứng bên hồ cười nói tựa người một nhà. Gần trăm năm nay nhân tộc ra khỏi tổ tinh ngoài phong hiếu trung ra thì chỉ có ba người bọn họ. Họ chỉ có thể dựa vào nhau. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày rời đi, chung nhạc liên lạc với Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đưa khâu cấm nhi, quân tư tà cùng rời khỏi ca giới, thần hậu nương nương có phải cũng định rời đi không? Trung nhạc hỏi, thần hậu nương nương cười. Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ theo sau. Ở đây tuy tốt nhưng đâu có thú vị bằng bên ngoài kia, Trung nhạc yên tâm, có thần hậu nương nương, một giới giới chủ cho dù có cường hãn thế nào cũng không dám lộng hành. Đột nhiên hồn bài phát sáng, tất cả luyện khí sĩ đều nhìn hồn bài trong tay mình, thấy đồ đằng văn trên hồn bài bay lượn, tạo thành vô số cột, hình thành các tòa truyền tống trận cỡ nhỏ hiện lên từ trong hồn bài. Truyền tống trận trong hồn bài đột nhiên khởi động, các dòng ánh sáng truyền tống từ trong thần tạng cổ địa vực bắn về phái cuối truyền tống trận ở cuối thần kiều. Thần tạng cổ địa vực giờ còn hơn 7.000 luyện khí sĩ, 10 phần thì chết mất chín, nhưng dòng ánh sáng truyền tống do hơn 7.000 luyện khí sĩ tạo nên cũng rất hoàn tráng. Trung nhạc nhìn hồn bài trong tay mình với vẻ nghi hoặc hồn bài của tất cả luyện khí sĩ đều phát sáng hiện ra một tòa truyền tống trận nhỏ. Tại sao hồn bài của hắn lại không có động tĩnh gì? Sắc mặt chung nhạc hơi biến đổi, đột nhiên lấy ra hơn 2.000 tấm hồn bài trong hồn bài. Đây đều là hồn bài hắn lấy được từ trong nguyên thần bí cảnh các luyện khí sĩ hắn đã giết. Số hồn bài này đều không phát sáng, mắt hồn thú trên hồn bài lộ sự chế dẻo. Các con mắt của hồn thú nhìn hắn, tất cả đều có vẻ châm chọc như vậy. Chung nhạc thầm than không ổn. Ta giết con của ngục giới giới chủ pháp hoa sinh, số hồn bài này đều do ngục giới giới chủ luyện, truyền tống tất cả mọi người nhưng chỉ không truyền tống ta. Xem ra hắn muốn giữ ta lại thần tạng cổ địa vực, đích thân đối phó ta, sư ca, khâu cấm nhi kêu lên, bị ánh sáng truyền tống cuốn lấy, nàng vội đưa tay bám lấy chung nhạc nhưng bị cuốn đi mất, quân tư tà, bạch thương hải và ma tam thọ cũng được đưa đi, không kịp đưa hắn cùng đi, chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ luyện khí sĩ trong ngục giới đều được truyền tống đi về cuối thần kiều trong hắc động. Trong thần tạng cổ địa vực chỉ còn lại chung nhạc, sao ngươi vẫn còn ở đây, thần hậu nương nương đứng bên cạnh hắn to phòng hỏi. Không phải ngươi cũng phải được truyền tống đi sao, chung nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Giới chủ sắp tới giết ta rồi. Nương nương, ta không đủ thực lực rời khỏi cổ địa vực, có thể nhờ nương nương trợ giúp không, thần hậu nương nương cười có gì khó chứ? Lúc này, bên ngoài thần tạng cổ địa vực, trong ngục giới thần đình, ngục giới giới chủ pháp thiệu chân đột nhiên lắc mình, các pháp vương trong ngục giới thân bất do kỹ bị hắn lôi ra ngoài. Chỉ thấy pháp thiệu chân bước chân qua hắc động, tiến tới thần tạng cổ địa vực, cùng lúc đó. Thượng Thiên Vương cũng đem bác đại thần tướng dưới trướng mình tới, cùng họ tới thần tạng cổ địa vực, pháp vương, bác đại thần tướng và chư thần lập tức hợp lực khởi động thần đình chống lại năng lượng luyện hóa làm biến dạng hắc động. Giờ trong ngục giới đã chết hơn 7 vạn một nghìn luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ này đều huyết tế cho thiên địa trong cổ địa vực để giảm tính nguy hiểm trong cổ địa vực từ đó để pháp thiệu chân và thượng thiên vương dám vào trong cổ địa vực. Cổ địa vực hung hiểm khó lường, hơn 7 vạn 8 nghìn luyện khí sĩ không thể tìm hiểu hết cơ duyên và bảo vật trong cổ địa vực thực tế là bảo vật họ phát hiện được chỉ như giọt nước trong đại dương trong cổ địa vực còn có rất nhiều bảo vật và cơ duyên tốt hơn chỉ là quá nguy hiểm cường giả như chung nhạc không thể vượt qua còn pháp thiệu chân thượng thiên vương thực lực khủng bố vô biên phải chờ đến nguy hiểm giảm mạnh mới nhân cơ hội vào cổ địa vực hơn nữa ngươi giết ái tử của ta lẽ nào ta có thể tha cho ngươi pháp thiệu chân vài bước là vượt qua trùng trùng không gian và tới phía trên trời của thần tạng cổ địa vực tiến tới hướng của Trung Nhạc. Trung Nhạc còn cầm hồn bài của hắn, dù đi tới đâu cũng không thoát được tầm mắt hắn, mà có truyền tống Trung Nhạc không cũng phải xem tâm trạng của hắn, giờ tâm trạng của hắn rất không tốt, nhân tộc, Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, đột nhiên một giọng nói trầm đục từ đâu vọng tới, giống như sấm rền từ bốn phương tám hướng, chấn động thiên khung, thần uy đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đó là uy của hoàng giả, uy nghiêm của chư thần chi hoàng cao cao tại thượng, ập xuống bao trùm mọi thứ đột nhiên lại có một luồng thần uy hùng hồn từ trên trời gian xuống, chỉ nghe lại có tiếng cười. Giới chủ, tìm thấy tên ngôn cuồng sát hại lệnh lan rồi sao? Trung nhạc ngẩng lên thì thấy trên không trung có hai thân ảnh cao to hùng vĩ đi ra, quanh người hào quang vạn đạo, kim quang chói lòa khiến người khác không thể nhìn thẳng. chung nhạc trong số các luyện khí sĩ cũng là người đỉnh cấp, nhưng đối mặt với uy lực của hai vị hoàng gia này cũng bị áp chế gần như muốn quỳ xuống, không có khả năng phản kháng dù sao cũng là giới đế và thiên vương cao cao tại thượng nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên lý, mỗi hành động đều như thuận ứng đại đạo, dù là tu vi hay cảnh giới đều hơn xa chung nhạc, pháp thiệu chân giới chủ và thượng thiên vương giáng lâm, khí tức của hai vị hoàng giả bao trùm toàn bộ thiên địa, từ từ đi tới, đột nhiên thấy thần hậu nương nương bên cạnh chung nhạc, hai vị đều khựng lại, thượng thiên vương nghi hoặc nói, giới chủ, nữ tử này tại sao ngài không truyền tống đi, pháp thiệu chân lắc đầu, ta không thấy nàng ta trong hồn bài, chưa thấy bao giờ. Chắc nàng ta không phải luyện khí sĩ trong ngục giới, đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến, thất thần nhìn thần hậu nương nương, người có chút run rẩy. thượng thiên vương sắc mặt cũng kịch biến, trùng mình mấy cái, hai vị hoàng giả cũng không dám động đậy, một vị tiên thiên thần, trong thần tạng cổ địa vực lại có một vị tiên thiên thần, hai vị hoàng giả đột nhiên hự một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức khủng bố vô biên ập tới, thứ khí tức này cao cấp hơn, mạnh hơ giới đế, ẩn chứa tiên thiên chi lý, chi đạo, áp chế họ chặt cứng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong cơ thể hai vị hoàng giả vọng ra tiếng răng rắc, nhục thân bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau hai vị đã chỉ còn cao ba tấc, sững sờ đứng đó, giới chủ, thiên vương, hai người có việc gì không? Chung nhạc cúi đầu nhìn hai vị hoàng giả hỏi, hai vị hoàng giả khó khăn chầm chậm lắc đầu nếu không có việc gì thì vãn bối xin cáo từ, chung nhạc mỉm cười, thần hậu nương nương tâm niệm khẽ động đưa hắn cùng bay lên trời, biến thành đạo lưu quan bay đi. Nhưng khí tức của nàng vẫn ở lại đó áp chế hai vị hoàng giả khiến khó gần như không thể động đậy, ở đây một năm là một ngày ở ngoại giới. Hai vị hoàng giả đứng đó tới một năm mới cảm thấy tiên thiên khí tức tiêu tan, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn nhau vẫn còn thấy sợ hãi, ngục giới thần đình, các luyện khí sĩ may mắn sống sót đợi một ngày thì thấy ngục giới giới chủ và thượng thiên vương cùng nhau trở về. Chỉ thấy sắc mặt của hai vị này đều không tốt lắm, dường như không lấy được mấy lợi lộc gì từ thần tạng của địa vực. Hai vị này khi thấy chung nhạc, rồi lại thấy thần hậu nương nương bên cạnh hắn thì đều không kìm được run rẩy, không dám nói nhiều, lập tức hạ lệnh trở về ngục giới. Sở dĩ họ không ở lại lâu ở thần tạng của địa vực chủ yếu là vì sợ thần hậu nương nương đợi ở ngoài sốt ruột, sẽ trách tội họ khí tức thần hậu nương nương không trấn áp họ nữa không có nghĩa là uy năng của khí tức đã cạn, mà là nàng ấy không còn trấn áp họ nữa. Cũng có nghĩa là sự nhẫn nại đã đến giới hạn. Nếu hai vị hoàng giả bọn họ còn tiếp tục ở lại thần tạng của địa vực tìm kiếm cơ duyên, bảo vật, vị tiên thiên thần này mà nổi giận thì liệu họ có gánh nổi không? Vì thế sau khi thoát khỏi trấn áp họ lập tức quay về, không dám ở lại thần tạng của địa vực thêm chút nào nữa, tính ra cũng đáng thương, hai vị hoàng giả bọn họ đứng tại chỗ một năm trời còn thần hậu nương nương đợi ở bên ngoài một ngày họ còn sợ thần hậu nương nương đợi đến mất kiên nhẫn đây chính là khoảng cách thực lực và địa vị vị tiên thiên thần này có lẽ là cấp thiên đế cho dù không bằng thiên đế thì cũng không thua kém là bao hai người họ sợ sệt suy đoán dọc đường bình an vô sự ngục giới thần đình bình an bay ra khỏi hắc động trở lại ngục giới Ngục Giới Giới chủ và Thượng Thiên Vương có ý chào hỏi Thần Hậu nương nương để tránh nàng ta vì chuyện ở thần tạng cổ địa vực mà trong lòng có ấn tượng xấu. Nhưng cũng biết thân phận địa vị của hắn thua kém quá nhiều, muốn cầu kiến e là cũng không dễ, hơn nữa hình như Thần Hậu nương nương lại khá ưu ái tiểu tử nhân tộc họ Chung kia. Hơn nữa cũng khá quan tâm hai nữ tử nhân tộc. Quan trọng là tên họ Chung kia, nếu không qua được hắn thì muốn cầu kiến vị tiên thiên thần kia khó như lên trời. Thượng Thiên Vương gọi Thúc Giả tới. Thúc Giả, quan hệ của ngươi và Trung Nhạc thế nào? Ngươi thay mặt vi sư đi gặp hắn, Thúc Giả sắc mặt hơi biến đổ, không dám nói nhiều, chỉ biết liều mình tới phủ đệ của Trung Nhạc tại thần đình. Ngục giới giới chủ sau khi tới thần đình lập tức lệnh cho thần ma đi sắp xếp chỗ ở cho các vị luyện khí sĩ, trong đó 10 người đứng đầu đều có một tòa phủ đệ. Phủ đệ của Trung Nhạc là lớn nhất, xa hoa nhất thậm chí chỗ của canh vương gia cũng không bằng, thúc giả dạ tới bên ngoài phủ bảo cho người truyền tin cho chung nhà, một lúc sau từ bên trong có tin truyền ra. Chung lão gia tay cầm hai thanh thần đao, đã mai phục nhân mã xong xuôi. Có sư bất dịch lão gia, có đạo lưu lão gia, còn có bạch sư thúc, quân sư thúc và khâu sư thúc, đợi thúc sư huynh tới là sẽ chém chết, thúc giả dạ rùng mình nghĩ bụng. Khi hắn tới gặp ta đã thầm chuẩn bị, khuyết tế sinh linh hạ giới đợi hắn tự chui đầu vào lưới giờ hắn cũng làm như vậy nếu ta vào hắn giết ta có lẽ sư tôn ta cũng không dám mở mồm nói gì mạng của bản thân mới quan trọng vẫn là quay về thì hơn cùng lắm bị chửi một trận hắn quay người đi gặp thượng thiên vương thượng thiên vương quát mắng một trận bản thân cũng không dám đích thân đi bèn lệnh cho bác bộ thần tướng chuẩn bị hậu lễ đưa tới trung phủ bác bộ thần tướng trên đường gặp thần quan đưa lễ vật giới chủ pháp thiệu chân phái đi hai đoàn người cùng nhau đi, chung nhạc không từ chối một ai, toàn bộ nhận hết. Hậu lễ của Thượng Thiên Vương và Ngục Giới Giới Chủ đưa tới đều là kỳ trân dị bảo, tuy không nhiều nhưng đều là đồ quý. Chỉ là, những thứ này căn bản không lọt mắt thần hậu nương nương, toàn bộ cho chung nhạc hết, chung nhạc tất hết số bảo vật này, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Sao không đưa tới mấy món hoàng cấp thần binh mà toàn linh châu Mỹ Ngọc, bác bộ thần tướng nghe thế, không dám đổi giận cũng chẳng dám nói, rụt rè nói. Gia chủ ta còn có thư, mong quá mục, chung nhạc nhận lấy hai bức thư đưa cho thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương mở ra đọc, trên đó viết. Phục ngật thượng thần thính văn, thần hậu nương nương ném đi, cười. Chua loét không xem cũng được, chung nhạc đi gặp bác bộ thần tướng nói lại lời của nương nương. Bác bộ thần tướng nhìn nhau đành phải quay về phục mệnh, nhưng Thượng Thiên Vương nghe thế lại thở phào, cười. Tính mạng ta giữ được rồi, vị tiên thiên thần này đều không thèm nhìn tới lễ vật và thư của ta, hẳn là cũng không thèm lấy mạng ta. Trong mắt tiên thiên thần ta chẳng đáng nhắc tới, ngục giới giới chủ cũng thở vào nghĩ bụng. Cuối cùng tính mạng cũng giữ được, chỉ cần không động vào nàng ta thì ta sẽ không phải lo về tính mạng. Còn tên họ chung kia thì kệ hắn vật. Dù sao con ta cũng đông, bị hắn đánh chết một hai đứa cũng không sao. Nếu hắn còn chưa hết hứng, để hắn đánh chết vài đứa nữa cũng có sao. Hai vị thần hoàng yên tâm, Thượng Thiên Vương trở về thiên đình phục mệnh, ngục giới giới chủ pháp thiệu chân cũng cho người tới thiên đình, báo cáo với giới đế danh sách 10 người vào ngục giới. Mọi việc bình lặng, chỉ đợi thiên đình truyền tin tới lúc nào tỷ thí lục đạo giới. Từ 60 vị luyện khí sĩ chọn ra 10 người mạnh nhất, chung nhạc chi lễ vật mà hai vị thần hoàng đưa tới cho sư bất dịch, lục đạo lão nhân, quân tư tà và bạch thương hải, ngay cả ma tam thọ cũng có phần, còn hắn chỉ giữ một viên minh châu to bằng ngón tay Lễ vật thượng thiên vương và ngục giới giới chủ đưa tới không phải vô dụng Nhưng chủ yếu đều nhằm vào tâm thái nữ tử Nên tác dụng cho hắn không nhiều Cùng lắm chỉ khiến nữ hài tử vui Mấy ngày sau, quân vô đạo lệnh cho người tới mời Trung nhạc mừng rỡ, vội tới chỗ vị cô nương đó Quân vô đạo đã lấy y phục ra đợi từ lâu Nữ tử này vẫn ăn mặc kiểu nam tử, cười nói Thật may mắn ta đã luyện xong bộ y phục của Trung tà thần tà thần xem có vừa không. Chung nhạc bỏ ra nhìn, thấy bên trong là lớp lót, bên ngoài là hoa văn nhật nguyệt, có rồng giữa nhật nguyệt, dùng kim tơ tạo thành hình thái thần long. Đúng là thiên y không chút tì vết, tìm không thấy chút dấu vết cắt kép nào, ngoài A còn có một đôi ủng, dùng vân khí luyện thành đế, dùng gia hưu thần làm thân ủng, cũng không tìm thấy bất cứ chỗ nối nào, quân vô đạo quay người rời đi, nói. Ta đi lấy áo tràng tinh hồng, ngươi cứ thay y phục, sau khi thay xong ta sẽ tới xem chung nhạc cởi bỏ bộ y phục của mặc bộ mới lên người lấy tấm gương bằng vẫy ra soi vô cùng hài lòng không lâu sau quân vô đạo đem áo choàng tới vào trong điện mắt không khỏi sáng lên chỉ thấy một vị thiếu niên cao lớn ngọc thụ lâm phục dáng người tuyệt đẹp lông mày như kiếm ánh mắt sáng như trăng sao đúng là một hậu sinh tuấn lãng chung nhạc khoác ào choàng lên cài cúc xong chỉ nghe xoẹt một tiếng áo choàng tinh hồng bay lên phía sau hắn hiện lên một vầng mặt trời màu kim. Áo choàng bay vào trong vầng mặt trời, còn vị thiếu niên này đứng phía trước mặt trời, áo choàng phấp phới, ta có đẹp trai không? Trung nhạc vô cùng sung sướng, hỏi thiếu nữ, quân vô đạo nhìn đến trố mắt, trung nhạc đi đôi ủng tường vân đăng thiên, người mặt nhật nguyệt vân long bào, một tấm áo choàng, một vầng mặt trời, thực sự đẹp tới khó tả. Nghe hắn hỏi, thiếu nữ mặt ửng đỏ, nói, mặt đầy máu, Trung nhạc cười ha hả, cuối người cảm ơn. Ngươi làm thêm một đôi ủng, hay là ta truyền cho ngươi một môn thần thông nữa nhé, quân vô đạo lắc đầu. Cũng coi như quà tặng, nếu không, ngươi mặc y phục, tròn áo do thiên lăng thần tộc ta làm mà chân lại đi giày cỏ thì thiên lăng thần tộc ta mặc mũi để đâu. Đúng rồi, bộ y phục này có thể ẩn có thể hiện, ngươi tế luyện cho kỹ, chỉ cần tâm niệm động là chúng có thể ẩn vào trong nhục thân ngươi, chung nhạc cười. Tuy là tặng nhưng đây cũng vẫn là chuyện làm ăn. Cũng được, ta có viên minh châu này tặng ngươi, coi như trả công làm ủng. Nói rồi Chung Nhạc lấy viên minh châu từ chỗ Thượng Thiên Vương đưa tới, tặng cho Quân Vô Đạo, Quân Vô Đạo thấy viên minh châu này màu sắc lộng lẫy tự bầu tinh không, trong lòng rất thích liền nhận lấy, cười. Ta vốn định nhìn ngươi xấu mặt, hiếm khi ngươi lại tặng ta một món đồ tốt, ta cho ngươi biết một điều quan trọng. Nhớ là bên trong phải mặc nội y nếu không khi ngươi ẩn y phục thì sẽ trần như nhộng đấy nàng thật sự khó mở lời chung nhạc hiểu cười ta hiểu đúng rồi vô đạo sư tỷ ngươi có thể làm cho ta một bộ nội y nữa không nội y quân vô đạo không hiểu rồi đột nhiên tỉnh ngộ mặt đỏ bừng mắng một câu lưu manh rồi quay người bỏ đi một lúc sau mấy nha đầu cầm chổi tới quét nhà tiễn khách đẩy thiếu niên chung sơn thị ra ngoài ừm bảo nàng ấy luyện một bộ nội y có thể ẩn hiện đúng là hơi lưu manh một chút nói đi thì cũng phải nói lại ta không thích mặc quần lót lắm xem ra sau này phải mặc rồi chung nhạc nghĩ bụng mấy tháng sau thiên đình truyền tin tới lệnh cho các luyện khí sĩ đã được chọn từ các giới tới thượng giới chuẩn bị ti thí chọn ra người chiến thắng đấu vói cường giả ở ba nghìn lục đạo giới khác giành vị trí xếp hạng thiếu niên phục hi thị ta không theo ngươi nữa hai cô vợ bé của ngươi ta cũng đưa đi cho ngươi Thần hậu nương nương đưa khâu cấm nhi và quân tư tà rời đi, nhìn chung nhạc cười. Bọn ta tới tử vi tinh vực đợi ngươi, chung nhạc ngạc nhiên, nhìn họ rời đi. Lần tỷ thí này, giới đế cũng cực kỳ xem trọng, vì thế sẽ đích thân tới quan chiến. Các thiên chủ, giới chủ, các vị thần hoàng, ma hoàng đều được mời tới. Ngục giới giới chủ triệu tập chung nhạc, bệ, ngạn, canh vương gia mười vị luyện khí sĩ tới, nói trận chiến này liên quan tới danh tiếng của ngục giới ta không được là suy giảm uy phong của ngục giới ngày mai chúng ta khởi hành tới thiên giới thực lực ngục giới tuy yếu nhất nhưng luyện khí sĩ ngục giới chúng ta không yếu chút nào các vị tiểu hữu hãy đánh bại cường giả các giới mấy người chung nhạc nhìn nhau lúc này mơ sớn ra vị ngục giới giới chủ này tuy cao cao tại thượng nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành gì không lâu sau một con thuyền kim bích huy hoàng đi vào truyền tống trận khổng lồ được dòng lưu quan cuốn đi về thiên giới, con thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng tới thiên giới. Phía sau Trung nhạc là Bạch Thương Hải, sư bất dịch đột nhiên cảm thấy linh khí bức người, thiên địa linh lực đậm đặc, không khỏi chấn kinh. Ở đây đúng là động thiên phúc địa, sư bất dịch lẩm bẩm, cả thiên giới chỉ có một cái động thiên phúc địa khổng lồ, canh vương gia đứng cách đó không xa, nhàn nhã nói. Đây là đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh, đương nhiên linh khí linh lực cực thịnh. Không chỉ vậy, thiên địa đại đạo cũng đều tề tự tại đây đạo nhất luân đạo nhất bí cảnh mấy người chung nhạc chấn động nghe ý của canh vương gia thì lẽ nào thiên giới được hình thành từ đạo nhất bí cảnh của một vị nào đó ở thiên giới nếu như vậy thì không phải các giới khác trong lục đạo giới cũng là nguyên thần bí cảnh của vị nào đó sao thiên giới là đạo nhất bí cảnh địa giới là âm dương bí cảnh thần giới là thần tài bí cảnh vạn tượng giới là vạn tượng bí cảnh ngũ hành giới là ngũ hành bí cảnh ngục giới là huyết mạch bí cảnh còn bàn cổ đạo nhân giữ lục đạo giới là vị bàn cổ đạo nhân đó điều này quá khó tin thì phải có truyền thuyết nói ba mọi giới trong ba nghìn lục đạo giới thật ra đều là nguyên thần bí cảnh canh vương gia lời nói không kinh người thì không thôi nhàn nhã nói cái gọi là ba nghìn lục đạo giới thật ra là được hình thành từ nguyên thần bí cảnh của ba nghìn vị đại thần thông chúng ta đều sống trong bí cảnh của những cường giả này cái gọi là ngồi dưới đáy giếng nhìn trời không phải chúng ta là như vậy sao sao có thể như vậy lịch thiên hành lẩm bẩm điều này cũng quá khó tin người nào mà có thể diễn hóa ra hàng tỷ vần mặt trời trong nguyên thần bí cảnh vô số ngôi sao còn cho vô số sinh linh sinh sống trên đó thậm chí xây dựng cả thiên đình thiên cung giới đế giới chủ đều chỉ là chăm lo cho sự vận hành của nguyên thần bí cảnh của người đó đó là người ở cấp nào đương nhiên đó chỉ là tin đồn truyền thuyết cụ thể thì không ai biết được canh vương da cười các ngươi cứ coi như nghe chuyện cười, ha ha cho vui, không cần phải bận tâm. Lục đạo giới, Ngũ hành giới, Vạn tượng giới đã đành, quan trọng là cường giả ở thần giới, địa giới và thiên giới. Cường giả, thiên tài ở ba nơi này vô số, không chỉ nghịch hai lục luân, từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp, vừa sinh ra đã là linh thể. Mà cũng có không ít người có song linh thể. Giả dụ một vị song linh thể nghịch khai lục luân tu hành cả lục đại luân hồi công pháp thì tương đương nhạc huynh và dư huynh hợp thể, cực kỳ lợi hại. Đó là cường giả có thể tranh hùng với ta, mọi người căng thẳng, đều có chút nặng nề. Trung nhạc và dư bá xuyên đều ở đỉnh cao, một luyện khí sĩ tương đương hai người họ hợp thể sẽ đáng sợ thế nào. Tuy họ đều là cường giả nổi trội, là tinh anh đứng đầu trong vô số cường giả được tuyển chọn từ ngục giới, nhưng so với luyện khí sĩ ở thiên, địa, thần giới thì vẫn thua kém mọc bậc, về Tiên Thiên đã thua kém rất nhiều, những người cao cao tại thượng ở thiên giới, địa giới, thần giới có thể hối lộ địa ngục phủ phán, không những chọn cho tử tôn hậu thế của mình có xuất thân tốt mà còn có thể chọn linh thể, chỉ cần đưa ra giá đủ cao, đừng nói linh thể, cho dù là song linh thể cũng làm được. Nếu đưa ra giá trên trời, cho dù là ngũ hành linh thể cũng có thể, ở địa ngục đây đã là chuyện ngầm hiểu với nhau, nhưng chỉ e ngũ hành linh thể chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có hối lộ địa ngục phủ phán, ngũ diệu cùng bạo phát là việc cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm cũng chưa thấy một lần, tương đương ta và dư bá xuyên hợp thể. Thật sự mạnh như vậy sao, chung nhạc tim trùng xuống. Tuy canh vương gia không biết tu vi của hắn hiện giờ nhưng dùng tu vi trước kia của hắn để so sánh cũng là không tầm thường rồi. Thực lực hiện giờ của chung nhạc cao hơn trước ba phần, thực lực như vậy tuy không dám nói đuổi kịp canh vương gia nhưng cũng không thua kém là bao nữa. Nhưng nếu đối quyết sinh tử với canh vương gia thì hắn vẫn không có cơ hội thắng, giờ cuối cùng cũng sắp gặp cường giả ở tam giới rồi. Trung nhạc khó tránh được căng thẳng và phấn khích. Gặp mạnh sẽ mạnh, nếu cứ tranh đấu với những luyện khí sĩ yếu hơn mình thì cho dù thăng được người đứng đầu cũng chẳng tiến bộ được. Ngục giới giới chủ lái thuyền vào thiên giới đại lục, mấy người trung nhạc đứng trên mũi thuyền thấy một ngọn núi rất rộng, đỉnh núi còn có một vùng biển lớn. Dưới biển còn có đảo và đại lục trong đó có thần tộc cường đại sinh sống xây dựng nên cung điện quần lạc huy hoàng nhìn từ xa cũng lấp lánh tựa thần đình có nhật nguyệt chuyển động quanh ngọn núi mặt trời lên mặt trăng xuống tạo nên hệ thống tam tinh địa nhật nguyệt trên núi và dưới chân núi là những quốc gia lớn nhỏ các quốc gia đều có khí thế hùng hồn cúng bái chư thần sinh linh trong thần quốc cũng là thần tộc nhưng địa vị thấp hơn nhiều có vô cùng vô tận những ngọn núi tương tự như vậy hầu như ngọn núi nào cũng có thần tộc hoặc ma tộc cường đại có ngọn núi thậm chí còn không chỉ có một mà có tới vài vần mặt trời hoặc mặt trăng quay quanh thần sơn khí tượng của thiên giới đúng là hoàn tráng phi phàm chung nhạc tâm thần chấn động nhìn những ngọn thần sơn còn lớn hơn cả tinh cầu không khỏi cảm khái hắn đi ra từ một nơi nhỏ bé nào đã được thấy được cảnh tượng như thế này con thuyền tiến về vi hư thiên thánh canh đó là một đại thánh cảnh gần thiên đình huyết mạch giới đế tập trung ở đó lần tỉ thí giữa các luyện khí sĩ ở lục giới lần này được tổ chức tại đây giới đế và giới chủ của các giới cùng với thiên vương thần hoàng ma hoàng đều tới quan chiến tới vì hư thiên thánh cảnh chỉ thấy mây trời mù mịt thiên địa đại đạo cũng đậm đặc hơn những nơi khác nhiều thiên địa linh khí linh lực còn thuần tịnh tới mức tạo thành từng khóm mây mù gần như ngưng tụ thành nước vậy tu luyện ở đây thì lợn cũng thành thần Bạch Thương Hải không kìm được cảm khái, trên thuyền có mấy trăm thần ma, nghe hắn nói vậy cùng giận dữ nhìn hắn. Bạch Thương Hải vội rụt cổ không dám nói thêm. Sư bất dịch khẽ nói. Tiểu quỷ Bạch Trạch Thị này, nếu ngươi nói trước mặt thần ma thiên giới như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy. Hồ Tam Ông bên cạnh lục đạo lão nhân gật đầu như giả tỏi, vô cùng tán đồng. Cuối cùng con thuyền cũng vào bên trong giữa quần thể kiến trúc tựa thiên cung, từ từ đáp xuống lập tức có một vị cao lớn ra đón, cười ha hả. Pháp giới chủ, lâu rồi không gặp. Giới đế lệnh cho ta ra đón, mời vào trong, viên sơn thần hoàng khách khí rồi, ngục giới giới chủ Pháp thiệu chân xuống khỏi thuyền, thi lễ với vị kia rồi có mấy vị thần nữ tiến lại mời bọn chung nhạc, canh vương gia xuống thuyền, dẫn mọi người vào nghỉ trong cung điện, các ngươi cách thiên giới khá xa, luyện khí sĩ các giới khác đều tới rồi, chỉ đợi các ngươi nữa thôi. Viên Sơn Thần Hoàng nhìn mấy người chung nhạc, khen. Đều là thiếu niên tuấn kiệt, lần này chắc chắn sẽ là trận long tranh hổ đấu, sẽ vô cùng đặc sắc đây. Ngục giới giới chủ cười mà như không cười, cảm thấy có chút chột dạ với lời khen đó. Dù sao trong lục đạo giới thì ngục giới cũng xếp sau cùng, lần này đừng nói là chiến thắng các luyện khí sĩ của thiên địa thần giới, nếu thắng được vạn tượng, ngũ hành giới thì hắn sẽ thắp nhang bái tạ tổ tiên, luyện khí sĩ ngục giới tới rồi dám hỏi canh vương gia từng tranh đoạt đế vị với giới đế đã tới chưa? Đột nhiên có một giọng nói trầm nặng vọng lại, mấy người chung nhạc quay sang nhìn thì thấy đông đảo luyện khí sĩ từ đầu kia của con đường tiến lại, dẫn đầu là một vị thần hoàng đón một vị giới chủ khác, không biết là của giới nào, người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi hiên ngang cao giọng nói. Vị nào là canh vương gia? Ta đã nghe đại danh canh vương gia từ lâu mà chưa được gặp, cũng chưa được thấy cảnh tượng tranh hùng của canh vương gia và giới đế, trong lòng vô cùng nuối tiếc canh vương gia vui vẻ đứng ra cười nói chính là tại hạ dám hỏi phải xưng hô thế nào với huynh đài hắn thầm thấy tự đắc quay lại nhìn chung nhạc nghĩ bụng ta muốn thu phục ngươi nhưng ngươi liên tiếp cản trở làm ta rơi vào tròng phải bái ngươi làm huynh trưởng ngươi nào biết danh tiếng của ta vị nam tử kia cũng tiến ra cười tại hạ thiên giới vũ dương sinh chẳng có tên tuổi gì nghe nói canh vương gia từng tranh đế vị với giới đế trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên muốn so tài với vương gia một chút. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nay được gặp vương gia ở đây, chi bằng chúng ta đấu một trận thư hùng tại đây. Hắn vừa dứt lời, thân hình bay lên cao, một bước đã vượt qua con đường tới đầu bên kia đứng trước mặt canh vương gia, một trưởng tung ra, lục đạo cùng xuất hiện, tạo thành sáu quần sáng trong lòng bàn tay hắn. Một cái lục đại luân hồi đại đạo tựa như rồng lao ra, xuyên qua lục đạo trong lòng bàn tay hắn Đánh về phía canh vương gia, một chưởng bất ngờ, bá đạo mạnh mẽ, chưởng phong khiếp trời đất trung chuyển, xung quanh vốn dĩ có thần ma đi lại, bị chưởng phong đánh bay bốn phương tám hướng, đập vào các tòa cung điện quanh đó, chung nhạc, Lịch Thiên Hành mấy người nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức vô cùng nặng nề, hùng hồn, pháp lực cực kỳ hùng hồn, nam tử trẻ tuổi này tuy là thông thần cảnh nhưng pháp lực thâm hậu đáng sợ. Cho dù là trong thần minh cũng rất hiếm có hơn nữa rõ ràng hắn tu luyện một môn lục đại luân hồi công pháp tại thông thần cảnh cũng luyện được một luân hồi đại đạo hoàn chỉnh khiến đòn này của hắn cực kỳ bá đạo thực lực của hắn có lẽ không thua kém canh vương gia là bao chung nhạc hít sâu một hơi thầm nghĩ nụ cười trên mặt canh vương gia còn chưa tan đi công kích của nam tử kia đã tới trước mặt canh vương gia vội vàng điều động pháp lực lật tay đón tới bình một tiếng nổ lớn cửa sổ cung điện hai bên đường đều nổ tung sóng khí hoành tảo bốn phương tám hướng, canh vương gia hự một tiếng lùi về sau, hắn không kịp trở tay, một thân tu vi thần thông căn bản không kịp điều động hết. Tên vũ dương sinh này có chuẩn bị mà tới, khiến canh vương gia bị rơi vào thế bị động, nhưng tu vi của hắn rất hùng hồn, hơn nữa tinh hà linh thể có hàng vạn loại năng lượng khác sau hao. Chỉ cần một chiêu là hắn có thể nắm được sức mạnh của vũ dương sinh, tìm nhược điểm của hắn mà tấn công. Vũ Dương Sinh một chưởng khác đánh tới, lại là lục đạo luân hồi chuyển động trong lòng bàn tay, một đường đồ đằng đại đạo xuyên qua lục đạo anh kích tới, giống như phượng hoàng tấn công, hắn đã đổi một loại đại đạo khác, hắn đã tu thành hai loại đại đạo, canh vương gia lại đỡ một chưởng, hự một tiếng lùi về sau, vũ dương sinh sau hai chưởng thì thu tay về đứng thẳng, lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Ngươi chỉ là hạng ba, hai chưởng của ta cũng không đỡ được mà cũng xứng tranh giành với giới đế. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng ta vốn tưởng ngươi là cao thủ giờ xem ra chỉ là hư danh chỉ dựa hơi giới đế mà thôi tranh vương da mặt đỏ phừng phừng trong lòng đại nộ quay lại nhìn pháp thiệu chân pháp thiệu chân nhíu mày nhìn vị giới chủ đầu kia trầm giọng nói hoa giới chủ nói vậy là có ý gì vị thiên giới giới chủ kia cười ha hả tiểu hài tử chơi một chút sợ gì chứ sớm muộn họ cũng gặp nhau trên chiến trường giờ cũng chỉ là xem bản lĩnh đối phương một chút thôi Pháp giới chủ không cần phải để bụng, vị luyện khí sĩ dưới trướng hắn cười khẩy. Ngục giới quá yếu, ngay canh vương gia đại danh đỉnh đỉnh cũng chẳng qua chỉ là hạng ba. Ngay hai chiêu của Vũ Dương Sinh Sư Huynh cũng không đỡ được. Xem ra sẽ chỉ toàn quân tan rã mà thôi, canh vương gia đại nộ, chung nhạc đột nhiên cười. Nhị đệ, bình tĩnh đừng nóng. Ta lấy lại thể diện giúp ngươi, canh vương gia hơi khựng lại, nhìn hắn nói nhỏ chúng là cố tình đàn áp ta, ngươi thật sự muốn ra tay sao? Tên Vũ Dương Sinh này không thua kém ta là bao. Hơn nữa biết ta biết đánh giá sức mạnh đối phương, sau đó điều động sức mạnh chư thần từ tinh hà khắc chế nên hai trưởng của hắn dùng hai loại năng lượng khác nhau khiến ta không thể phá giải. Loại như hắn căn bản không thể biết được bản lĩnh của ta, hiểu ta rõ như vậy chỉ có giới đế. Hắn nói rõ ràng, nếu chung nhạc tiếp nhận trận này, thua thì còn đỡ, nếu thắng sẽ đắc tội với thế lực giới đế, tuy hắn kiêu ngạo nhưng ân oán rõ ràng. Tuy chung nhạc khiến hắn chịu thiệt thòi nhưng hắn không thể vì thế mà để chung nhạc gánh họa thay hắn. Vũ Dương Sinh vừa tới đã khiêu chiến hắn có nghĩa là hắn đã có chuẩn bị trước, chính là để làm suy yếu nhuệ khí, đã kích thể diện của hắn. Hơn nữa, từ lời nói ẩm ờ của thiên giới giới chủ có thể thấy rõ ràng là được thiên giới giới chủ cho phép. Thiên giới giới chủ là thân tính của đương kim giới đế, mà hắn lại là kẻ tranh giành đế vị với giới đế, không đàn áp hắn thì còn đàn áp ai, chung nhạc cười ha hả. Ta là thế lực gì mà còn phải sợ thế lực của giới đế xa? Hơn nữa lần này cũng không phải vì ngươi mà vì thể diện của ngục giới chúng ta. Nhị đệ cứ yên tâm, hãy nhìn thủ đoạn của vi huynh, bộ dạng của hắn khiến canh vương gia thấy ngứa mắt, nếu đặt chung nhạc và vũ dương sinh cạnh nhau, hắn chắc chắn sẽ đánh chung nhạc trước, đánh cho hắn tự nhận nhị đệ mới thôi nhưng chung nhạc nói không sai đúng là hắn không sợ thế lực giới đế chỉ cần chung nhạc đưa thần hậu nương nương phía sau là còn ai dám động tới hắn nữa chứ thực lực vũ dương sinh rất mạnh luyện được hai lục đại luân hồi đại đao ngươi chắc chắn có thể thắng chứ canh vương gia nói nhỏ thực lực của hắn rất đáng sợ hơn nữa gần như linh thể tương đương với ngươi và dư bá xuyên hợp thể kẻ như vậy phải dốc hết mười hai phần tinh thần chỉ cần không cẩn thận chút thôi là sẽ bị hắn áp chế. Trung nhạc tiến về phía trước, cười nói. Mọi việc đã có ta, ngươi cứ yên tâm, canh vương gia nghẹn lời, giận dữ nói. Bị hắn đánh chết thì đừng có trách ta, những luyện khí sĩ dưới trướng hoa giới chủ nghe thế đều cười lớn, đến khi thấy chung nhạc đi ra thì càng cười lớn hơn, một nhân tộc. Trời ạ, à, ta thấy một nhân tộc, một luyện khí sĩ cười tời mức ngã ngửa. Đường đường là canh vương gia tiền triều lại nhận một nhân tộc làm huynh trưởng. Lại còn là nhân tộc của Ngục giới, đúng là chuyện cười trong thiên hạ, các luyện khí sĩ khác cũng không kìm được cười. Nhân tộc là chủng tộc gì? Huyết mạch thấp kém nhất trong vạn tộc, sinh linh cấp thấp nhất, canh vương gia cũng là chuyển thế hồ đồ rồi, lại đi bái một nhân tộc làm đại ca, cho dù là huyết mạch côn tộc cũng cao hơn nhân tộc, Ngục giới đúng là vô nặng, lại để một nhân tộc lọt vào 10 hạng đầu xem ra các luyện khí sĩ cũng là loại vô năng, không cần phải lo lắng nữa. Ta nghe nói địa giới thiên tài đầy rẫy, chưa biết chừng lần này chỉ có địa giới mới có khả năng tranh giành với thiên giới ta. Chung nhạc coi như không nghe thấy những lời chế dẻo đó, miễn cười nói. Nếu hoa giới chủ đã nói chơi thì chơi một chút. Vũ Dương Sinh, ngươi đánh lén nhị đệ của ta, ảnh hưởng uy phong của đệ ấy, nô cô biết ngươi có dám ứng chiến không? Vũ Dương Sinh hừ lạnh một tiếng. Muốn tìm chỗ chết sao? Chung nhạc tâm niệm khẽ động, thần quan tụ lại trong bàn tay, cỏ đao và thần đao xuất hiện, thản nhiên nói. Ngươi không dám sao, Vũ Dương Sinh cười ha hả, chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Ta đánh lén canh vương gia. Cho dù ta không đánh lén thì hắn cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngục giới nơi khỉ ho cò gáy, phỉ tặc hoành hành, sinh ra được thiên tài gì chứ? Ngươi đã khiêu chiến thì ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ ra một chiêu, nếu ngươi đỡ được mà không chết thi phi coi như ta thua. Ngươi có dám không, canh vương gia cho mày, nói nhỏ. Không được đồng ý, quân vô đạo phía sau hắn không kìm được nói. Tuyệt đối không được đồng ý, đồng ý ba chiêu định thắng thua, bệ và ngạn truyền âm. Một chiêu là có bảy. Nếu ngươi đồng ý sẽ trúng bảy của hắn, hắn nói chỉ ra một chiêu, nếu ngươi tin thì sẽ nghĩ cách phòng thủ, chỉ cần phòng thủ một chiêu là ngươi sẽ thắng như vậy sẽ trúng kế của hắn tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất nếu ngươi toàn lực phòng thủ mà quên mất tấn công thì chắc chắn sẽ thua vì hắn có thể toàn lực tấn công mà không phải phòng thủ gì cả chung nhạc truyền âm chư vị yên tâm ta là tổ tông của việc này hắn muốn dở trò trước mặt ta thì chưa đủ trình đâu một chiêu thì một chiêu chung nhạc quả quyết nói vũ dương sinh cười cao giọng nói Pháp giới chủ, phản bối có thể chơi một chút với vị sư huynh nhân tộc này không? Ngục giới giới chủ trần trừ một chút, tuy chung nhạc giết ái tử của hắn nhưng có thần hậu nương nương chống lưng, tên này bối cảnh quá lớn, nếu chung nhạc bị làm sao thì hắn sẽ gánh tội không nổi. Hơn nữa dù hắn muốn chung nhạc chết nhưng trong nội tâm cũng mong chung nhạc thắng trận này để lấy thể diện cho ngục giới, dù sao hắn cũng là ngục giới chi chủ, nếu luyện khí sĩ ngục giới mất mặt thì cũng là hắn mất mặt, Canh vương gia đã thua một trận, Tuy bị đánh bất ngờ nhưng thua cũng là thua rồi, mất mặt cũng đã mất rồi. Nếu chung nhạc lại thua nữa, bị đối phương đánh chết là thôi, nhưng vẫn là ngục giới chi chủ là hắn bị mất mặt, đột nhiên thiên giới giới chủ cười. Pháp giới chủ, các vãn bối đấu chí xung thiên, chúng ta đều già rồi, nào có được sức sống như họ, chi bằng cứ xem thế nào. Luyện khí sĩ dưới trướng ngươi không đến nổi không dám đỡ một chiêu đấy chứ, ngục giới giới chủ hừ lạnh. Đây là buộc ta phải đồng ý, nếu ta không dám đồng ý thì càng mất mặt hơn. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu, truyền âm cho Chung Nhạc. Cẩn thận một chút, Chung Nhạc khựng lại, sắc mặt cổ quái, Ngục Giới Giới chủ lại bảo hắn cẩn thận, nhưng hắn không biết Ngục Giới Giới chủ nói hắn cẩn thận không phải vì quan tâm mà là hắn sợ bị thần hậu nương nương tính sổ. Hai vị giới chủ đều đã đồng ý, vậy thì ta ra tay đây." Vũ Dương Sinh hét lớn, tinh quang bắn ra từ mắt, sáu quần sáng sau đầu hiện ra bàn cổ thần nhân tọa trấn bên trong mặt trời bay ra đáp xuống sau đầu hắn là nhật diệu linh thể khí thế của hắn hung mảnh hơn lúc nãy thần hỏa cháy phừng phừng thiêu đốt bầu trời thậm chí có xu hướng khiến bầu trời tan chảy vừa rồi hắn không thi triển dị tượng của nhật diệu linh thể còn giờ hắn quyết tâm một chiêu giết địch một chiêu giết chết chung nhạc lập uy nên tế cả đại nhật chân linh ra buộc chung nhạc phải toàn lực phòng ngự khí thế của hắn càng ngày càng lớn càng ngày càng bá đạo giống như một vị thiên thần cao cao tại thượng. Hai giải lục đại luân hồi đại đạo giống như một long một phượng bay quanh người hắn, khí thế của hắn càng lên cao, bệ, ngạn, quân vô đạo, dư bá xuyên sắc mặt đều nặng nề, thực lực vũ dương sinh đúng là không tầm thường, tuy đánh canh vương gia là phần là đánh lén nhưng thực lực này trong ngục giới cũng có thể xếp hạng ba, tên này thật đáng sợ. Luyện khí sĩ thiên giới đều đáng sợ như vậy sao? Lịch thiên hành nói nhỏ. So với khí thế càng ngày càng đáng sợ của Vũ Dương Sinh, Chung Nhạc lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn một tay cầm vỏ đao, tay phải cầm chui đao, sẵn sàng tuốt đao bất cứ lúc nào. Quanh người hắn cũng có vô số đồ đằng văn bay lượn, biến thành âm hào, dương hào, không ngừng tổ hợp biến hóa, hàng vạn phù văn biến đổi bay lượn, điên cuồng tính toán suy đoán. Đột nhan Vũ Dương Sinh bước về phía trước, thần thông ngưng tụ, phù văn quanh người Chung Nhạc biến đổi càng thêm ác liệt, tay phải chậm chậm rút đao, lúc được một tấc thần quang vô biên bắn ra thần quang vạn trượng khiến ai nấy đều chói mắt vũ dương sinh hơi nhíu mày bước thứ hai không đặt xuống hai tay biến đổi thần thông lập tức tan biến đổi một loại thần thông khác rồi đặt bước thứ hai xuống ào ào cùng lúc với bước thứ hai đặt xuống đồ đằng văn quanh người chung nhạc cũng biến đổi đao cũng kéo ra thêm một tấc nữa vũ dương sinh tráng toát mồ hôi lạnh bước thứ ba giơ lên đặt xuống thần thông lại biến đổi càng thêm hung mảnh bá đạo nhưng thần thông vẫn chưa tung ra âm hào dương hào của chung nhạc lập tức lại biến đổi thần đao kéo ra thêm một tấc thần quang càng mãnh liệt hơn bước thứ tư của vũ dương sinh đặt xuống lại đổi thần thông thứ tư thần đao của chung nhạc cũng kéo ra được bốn tấc vũ dương sinh túa thêm nhiều mồ hôi lạnh hơn trên đường xuất hiện cảnh tượng thế này vũ dương sinh từng bước tiến lại gần chung nhạc còn chung nhạc vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần còn Vũ Dương Sinh mỗi bước đặt xuống lại đổi một môn thần thông. Mỗi loại thần thông đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta phải kính sợ, nhưng thần thông đều là nửa chiêu, vừa thi triển ra, vi năng còn chưa phát ra thì hắn đã đổi mất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc ở đầu kia tuy đứng yên nhưng thần đao cứ rút lên mỗi tất một, thần quan ngày càng chói lòa, giống như trong vỏ đao ẩn chứa cả một vần mặt trời vậy. Cùng với bước đi của Vũ Dương Sinh, Phù Văn âm hào, Dương hào quanh Trung Nhạc cũng liên tục thay đổi. Lúc này, cuối cùng thì tất cả luyện khí sĩ, cường giả đều nhận ra, thầm nghĩ lợi hại. Trung nhạc tuy không động đậy, chỉ rút đao nhưng sự đỏ sức giữa hai người đã bắt đầu ngay từ bước đi đầu tiên của Vũ Dương Sinh. Vào khoảnh khắc Vũ Dương Sinh tung thần thông đã bị Trung nhạc suy đoán ra sơ hở, phá thần thông mà hắn còn chưa tung hết. Bước đi thứ hai của Vũ Dương Sinh, tung ra thần thông thứ hai cũng bị Trung nhạc phá, rồi tới bước thứ ba, thứ tư. Hết chiêu thần thông này tới chiêu khác đều bị Trung Nhạc phá hết, mọi nhược điểm đều bị đoán ra, nếu Vũ Dương Sinh tấn công thì chắc chắn chỉ có chết, nhưng hắn cũng không thể rút lui, lui thì khí thế suy giảm, sẽ rơi vào kết cục như canh vương gia. Hơn nữa Trung Nhạc đã tích tụ uy thế từ lâu, nếu đao này hoàn toàn rút ra chắc chắn vô cùng mãnh liệt, giống như ngọn núi lửa vạn năm, lúc bình thường yên tĩnh nhưng khi phun trào thì kinh thiên động địa, Vũ Dương Sinh mồ hôi lạnh túa ngày một nhiều, nhưng buộc phải tiến về phía trước, giọt mồ hôi to bằng hạt đầu nhỏ xuống thấm ướt đẫm cả áo hắn. Trước đao ý của chung nhạc, hắn buộc phải thay đổi thần thông, thi triển hết những thần thông mạnh nhất, tinh diệu nát của hắn. Nhưng chỉ trong thời gian một bước chân mà bị chung nhạc phá giải, buộc hắn phải triển khai sự thông minh tài trí, không ngừng sáng tạo ra chiêu thức thần thông mới. Nhưng chiêu thức mới thì càng nhiều sơ hở hơn, càng dễ phá giải hơn. Khoảng cách ngày một gần, chỉ còn hai trượng, hoa giới chủ nhíu mày, ho hắn định lên tiếng thì đột nhiên chung nhạc tuốt đao, chém xuống tựa lôi đình, vũ dương sinh đầu rơi xuống đất, chung nhạc lật tay cho đao vào bao, quay người tiến lại bên cạnh ngục giới giới chủ, thản nhiên nói. Nhảy nhép, tới nọc mạng mà thôi, đầu vũ dương sinh lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại, chiêu thần thông chung nhạc chém vũ dương sinh vẫn là đệ nhị thức của trảm thần tam thức, nguyệt tịch, nhưng nếu canh vương gia muốn phá giải thần thông này thì vô cùng khó khăn. Trung Nhạc Dung hợp thần thông của mình vào phép suy diễn âm hào dương hào của hắn, phá giải mọi thần thông của đối phương. Muốn phá giải thần thông của Trung Nhạc thì phải áp chế được hắn về cách suy diễn. Mà làm được điều đó thì trong toàn bộ luyện khí sĩ của lục đạo giới chỉ có được vài người. Cho dù có luyện khí sĩ như vậy thì hắn cũng phí quá nhiều tâm tư vào suy diễn, có lẽ tiến bộ tu vi sẽ chậm, mà tu vi thực lực của Trung Nhạc lại ở mức dĩnh cao trong số các luyện khí sĩ ở lục đạo giới cho dù có đại cường giả suy diễn được như vậy thì cũng sẽ vì thua kém quá nhiều về thực lực mà bị hắn một đao chém chết. Còn người có tu vi thực lực hơn hắn thì chắc chắn phép suy diễn không bằng hắn, vì thế đao này của Trung Nhạc thật chấn động bốn phương. Đao này cũng đã định cho hắn cái tên Thần Đao. Canh vương gia tự biết mình không thể áp chế được Trung Nhạc về khả năng suy diễn, muốn phá chiêu của Trung Nhạc đành phải dùng pháp lực vô biên trấn áp, phá hủy mọi sự suy diễn của Trung Nhạc, điện hạ, làm thế nào mới phá giải được đau của hắn một nữ tử dưới trướng thiên giới giới chủ hỏi nam tử trẻ tuổi mặc áo tím bên cạnh nam tử áo tím đó có khí độ ung dung hào hoa thiên sinh quý phái cao cao tại thượng ngay cả thiên giới giới chủ cũng không thể lấn áp được hắn về khí độ muốn chiến thắng thì chỉ còn cách không cho hắn bất cứ cơ hội nào để suy diễn nam tử áo tím từ tốn nói dù sao hắn cũng cần thời gian để suy đoán ra sơ hở của thần thông vì thế phải đánh nhanh thì pháp môn của hắn sẽ bị phá, mọi người dưới trướng thiên giới giới chủ đều nghĩ ngợi. Canh vương gia nghĩ ra cách phá giải kia là vì hắn thiên sinh tinh hà linh thể, pháp lực vô cùng hùng hồn, còn vị nam tử áo tím này nghĩ ra cách khác là dùng tốc độ để chung nhạc không thể suy đoán, đều là cách phá giải thần đao của chung nhạc, tên nhân tộc này là nhật nguyệt song linh thể, rất hiếm có, chỉ có thiên, địa, thần mới có linh thể cấp này, một giới sao lại xuất hiện hắn. Nam tử áo tím nghi hoặc, đôi mắt đột nhiên biến thành màu tím, nhìn chung nhạc chăm chú. Linh thể trong ngục giới phải rất hiếm mới đúng, sao lại có song linh thể? Hắn rất đáng chú ý, ngoài hắn ra còn có tiền triều canh vương gia, hắn mới là luyện khí sĩ mạnh nhất ngục giới. Hắn và cha ta tranh đoạt đế vị nhưng thất bại, bị đầy xuống ngục giới. Cha ta tuy coi thường hắn nhưng dù sao căn cơ của hắn rất lớn, nếu ta giết được hắn thì chắc chắn sẽ được cha ta yêu quý vũ dương sinh vừa rồi chính là được hắn chỉ điểm đột nhiên ra tay với canh vương gia hai chiêu đắc thủ là lập tức dừng lại là để đã kích sự tự tin của canh vương gia chung nhạc giết vũ dương sinh cũng là làm mất mặt hắn vũ dương sinh là đệ tử của kim ô thần tộc cũng được để kim ô thần tộc đối phó hắn nam tử áo tím nghĩ chung nhạc cảm nhận được ánh mắt hắn thì quay sang trong lòng nghi hoặc nói nhỏ nhị đệ nam tử áo tím kia là ai nhị đệ Canh vương gia trong bụng vô cùng khó chịu, nhẫn nhịn nói. Tử đồng thần quan là huyết mạch của đương kim đế giới, chắc chắn là đế tử của giới đế. Giới đế có 24 con trai con gái, trong đó phần lớn đã là thần ma, chỉ có đan dương công chúa và vân hòa đế tử còn nhỏ, chưa thành thần. Nam tử áo tím kia chắc chắn là vân hòa đế tử, xếp thứ 24, còn gọi là nhị thập tứ thái tử, thiên giới giới chủ ho hắn một tiếng, nói. Pháp giới chủ, giới đế có lệnh cho thiên giới ta chọn ta 10 luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí lục đạo giới, giờ tỷ thí còn chưa bắt đầu đã bị luyện khí sĩ ngục giới giết, vì thế không thể trị tội hắn, ngục giới giới chủ không đợi hắn nói hết, cười nói: "Chỉ chơi đùa thôi, vừa rồi hoa giới chủ cũng nói rồi, họ còn trẻ, tinh lực tràn trề, chơi một chút cũng chẳng sao." Thiên giới giới chủ mặt đen lại. "Chơi một chút đúng là không sao, nhưng giờ đã chết đệ tử thiên giới ta, Giới đế trách tội xuống Giới đế sẽ không trách tội Vũ Dương Sinh không bằng người Gặp phải nhân tộc Trung Nhạc chắc chắn sớm muộn gì cũng chết Giờ chết sớm vài ngày có gì to tác Ngục giới giới chủ cười ha hả Chi bằng ta cho tướng giỏi đi địa ngục luân hồi Tìm lại hồn phách Vũ Dương Sinh cho hắn đầu thai ngục giới ta Ta nhất định sẽ tìm cho hắn xuất thân thượng nữ Thật không dám giấu Ta còn thiếu một nhi tử Làm con trai ta cũng coi như không hạ thấp hắn chứ Thiên giới giới chủ mặt tím tái, ngục giới giới chủ có tới hơn bảy vạn con, còn nhiều hơn bỏ chết trên người súc sinh. Nếu Vũ Dương sinh đầu thai vào nhà hắn thì coi như hỏng hẳn, dù thế nào thì việc này ta cũng phải bẩm lên giới để tìm lại công đạo. Thiên giới giới chủ hừ lạnh, phải tay áo bỏ đi, làm con ta thì có gì không tốt. Nhìn ngươi kìa, ngục giới giới chủ nhún nhún vai không bận tâm, nhìn sang chung nhạc cười. Chúng ta đi, chung nhạc cùng mọi người đi theo, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng một giới giới chủ truyền âm, hắn hừ lạnh. Ta bảo vệ không phải vì ngươi. Ngươi giết ái tử của ta, đó là đại thù, ta rất không hài lòng vì ngươi. Ta chỉ nể sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn nên mới bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn gây chuyện gì nữa thì ta không bảo vệ được đâu, chung Nhạc nghiêm cẩn nói. Đa tạ giới chủ trợ giúp, hừ, đa tạ cái mông. Ngươi giết ái tử của ta, ta không truy cứu vội, nhưng ngươi phải nhớ nói vài lời hay cho ta với chỗ dựa của ngươi, ngục giới giới chủ lầm bầm. Hoa lão đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ báo lên giới đế để giết ngươi thì chúng, có lẽ ta cũng phải hy sinh cái thể diện này để đối phó. Giới đế niệm tình ta chắc chắn sẽ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nhưng tỷ thí sắp bắt đầu, ngươi không được gây nên chuyện gì nữa. Thiên giới là nơi nào chứ? Nơi ở của thần tộc mạnh nhất, tàn long ngọa hổ, trong đó có không ít thế gia đại phạt từ thời viễn cổ tới giờ. Ta cũng không động tới được, giới đế cũng phải lễ nhường ba phần. Nếu ngươi còn gây chuyện thì ta không bảo vệ được ngươi đâu, Chung Nhạc ra vẻ sợ sệt, nhưng trong bụng thì vô cùng hứng khởi, xem ra mấy năm nay ở thần tạng cổ địa vực, ta tiến bộ thật không chậm chút nào, đủ để cạnh tranh với các lộ cường giả thiên giới, khoảng cách không đến mức quá xa. Hắn bế quan ở ca giới 110 năm, ngoài tôi luyện nhục thân kiếp trước của mình, tu luyện tiên thiên chân hồn thì còn hoàn thiện trảm thần tam thức. Hắn không tự tin về trảm thần tam thức mà hắn đã tỉ mỉ tạo ra, lần này so tài với vũ dương sinh hắn cũng là muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình trong mất năm qua. Quy lực của Nguyệt Tịch đã được kiểm chúng, còn Nhật Diệu và Trạm Đảo chưa được kiểm tra uy lực uy năng, thật mong chờ được gặp đối thủ mạnh hơn. Viên Sơn Thần Hoàng dẫn họ tới một khu cung điện, sắp xếp cho họ ở lại, mỗi người ở một cung điện, còn một giới giới chủ ở hần điện trung tâm viên sơn thần hoàng nói ta còn có việc xin đi trước ngục giới giới chủ tiễn hắn không lâu sau lại có thần ma tới tìm pháp giới chủ giới đế bảo ngươi tới gặp ta biết rồi ngục giới giới chủ đứng dậy rời đi nghĩ hoa lão đầu này quả nhiên thích mách lẻo nhanh vậy đã báo lên giới đế xem ra ta phải bỏ cái thể diện này đi rồi tranh vương gia dẫn quân vô đạo dư bá xuyên bọn họ tới tìm chung nhạc khó khăn lắm mới về thiên giới ta coi như là chủ nhà, hôm nay ngươi lại giúp ta một lần nên chủ nhà ta sẽ mở tiệc cảm tạ ngươi. Hơn nữa ta còn mời một số lão bằng hữu, làm quen với họ ngươi cũng có lợi, chung nhạc nói. Giới chủ bảo ta an phận một chút, không được gây chuyện, canh vương gia cười ha hả. Thiên giới năm xưa do ta quản, ta ở thiên giới có thể nói là thế lực thâm hậu, dù là thế gia đại việt nào cũng phải nể mặt ta. Ngươi có thể yên tâm, có ta đây ngươi muốn gây chuyện cũng không gây được. Trung nhạc yên tâm, dù sao canh vương gia cũng là cánh tay phải của giới đế tiền nhiệm, căn cơ thâm hậu, từng phụ trách quản lý thiên giới, tích lũy hùng hậu, dù có chết rồi trùng sinh thì thế lực chắc vẫn còn. Nghe ý của canh vương gia thi định giới thiệu cho hắn một vài thuộc hạ cũ cho bọn Trung nhạc, một là để khoe khoang căn cơ, hai là để lôi kéo bọn Trung nhạc, tích lũy thêm vây cánh mới. Ngoài Trung nhạc ra, tám vị cường giả khác của một giới cũng được hắn mời tới dự tiệc. Vì hư thiên thánh cảnh là nơi huyết mạch của giới đế ở, sinh linh sinh sống ở đây không phú thì quý, đương nhiên thương mại rất phát đạt. Tử lầu cũng đều là nơi vương công quý tộc ra vào thường xuyên. Canh vương gia tổ chức yến tiệc tại nơi hào hoa nhất thiên trân lâu, mời bọn chung nhạc ngồi xuống. Nơi này ở trên cao, rất tao nhã, trên có thể nhìn nhật nguyệt tinh tú, dưới có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bốn bề, canh vương gia nói. Ta đã truyền tin đi, người cũ của ta sẽ tới sớm thôi. Thật không giấu, những thuộc hạ cũ này của ta đều là thần hoàng, ma hoàng nổi danh. Nếu là trước kia, người có tư cách tới tiệc của ta chỉ có thần hoàng, ma hoàng, hắn khá kiêu ngạp, dù sao cũng là thân tín của giới đế năm xưa, địa vị cao quý, mọi người vừa uống rượu vừa đợi. Con bàn long quấn trên cột trụ thiên trân lâu lại là con rồng thật. Diều hâu trên mái hiên cũng là thật, chứ không phải điêu khắc, thật xa xỉ tới mức khiến người ta phải chép miệng càng ngày càng đông khách tới rất nhiều khách có khí tức cường đại mà khủng bố toàn thuộc cấp thiên thần chân thần thần tộc thậm chí còn có khí tức của thần hoàng ma hoàng dù sao vi hư thiên thánh cảnh cũng là nơi tập trung của huyết mạch giới dế đương nhiên khách tới cũng là nhân vật có máu mặt muốn lôi kéo quan hệ với giới đế tuy thức ăn rượu nước ở thiên trân lâu giá cả không hề mềm mại nhưng cũng có khách giàu có mở tiết thích khách lần này ta mới tới có 18 thần hoàng, ma hoàng, được gọi là thiên vân thập bát hoàng. Thiên sơn thần hoàng, bích nga ma hoàng, la dật tôn hoàng, đà du ma hoàng, đa dực yêu hoàng, thần quan tôn hoàng, vân vân đều là người có máu mặt, trong đó có Lục Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, cũng thuộc Thiên Vân Thập Bát Hoàng, canh vương gia cảm khái vạn vân. Họ rất trung thành với ta, không như Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương tuy có giao tình với ta nhưng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, đi theo giới đế lâu rồi, với ta chỉ có thể coi là quen biết. Dậu đổ thì bìm leo. Đại huynh ta qua đời, ta lại thua đương kim giới đế, có lẽ chỉ còn họ là có thể ủng hộ ta. Họ vừa là bộ hạ của ta, cũng là cựu thần của đại huynh ta, ai có thể phản bội chứ họ thì không. Mấy người chung nhạc, lịch thiên hành đều chấn kinh, canh vương gia lại có 18 vị thần hoàng ma hoàng là bộ hạ. Thế lực này thật không vừa, chẳng trách mà cường giả gặp hắn đều phải gọi một tiếng vương gia, còn thúc giả thì sắc mặt hơi biến đổi, cứ vùi đầu uống rượu trầm mặt không nói, thượng thiên vương là sư tôn của hắn, canh vương gia nói thượng thiên vương là gió chiều nào che chiều ấy, hắn cũng không tiện phản bác, nhị thập tứ thái tử, khách quý, mời vào trong, đột nhiên phía dưới có tiếng huyên náo, canh vương gia đồng tử co lại, nhìn xuống thì thấy đông đảo thần ma đang vây quanh Hà Vân Đế Tử và một số luyện khí sĩ, cũng đi vào Thiên Trân Lâu. Lâu chủ dẫn mấy người Vân Hòa Đế Tử lên Thiên Trân Lâu, ngồi cách mấy người canh vương gia một khoảng. Canh vương gia và Vân Hòa Đế Tử ánh mắt gặp nhau rồi tránh đi, sắc mặt đều tối lại. Nhị thập tứ thái tử, chúng ta tới đây làm gì? Một vị luyện khí sĩ thiên giới ánh mắt bắn tinh quang, nhìn bọn chung nhạc phía đối diện, sát khí bùng phát lẽ nào là giết tên nhân tộc kia báo thù cho vũ dương sinh vân hòa đế tử miễn cười bình thản nói đừng vội chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi bên cạnh hắn có chính luyện khí sĩ mỗi người đều ngồi xuống còn các thần ma kia thi đứng bên cạnh có thể thấy những luyện khí sĩ này đều có lai lịch rất không nhỏ thân gia kinh người chắc là đệ tử của thế gia đại việt ở thiên giới thiên giới chọn ra 10 luyện khí sĩ tham gia tỷ thí lần này nhưng vũ dương sinh bị chung nhạc một đao chém chết chỉ còn lại chín vị, giờ rõ ràng là thiên giới giới chủ đã bổ sung một vị, vẫn là 10 người, dù gì thiên giới cũng là nơi thiên tài vô số, có huyết mạch cao quý nhất, mạnh nhất lục đạo giới, muốn chọn ra một luyện khí sĩ tương đương Vũ Dương Sinh cũng không có gì khó. Vân Hòa đế tử lấy ra các cuộn quyển tông, cười. Đây là tài liệu về 10 luyện khí sĩ ngục giới tham gia tỷ thí lần này. Bao gồm công pháp, hồn binh, thần thông của họ. Các ngươi lần lượt đọc biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính vị luyện khí sĩ kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một nữ tử cười nói. Nhị thập tứ thái tử lại lấy được những cái này, thật không hổ là đế tử, thủ đoạn thông thiên, vân hòa đế tử mỉm cười. Mua chuột sư tôn, sư huynh, sư đệ của chúng chỉ cần một câu. Đừng nói ngục giới, ngay cả địa giới, thần giới ta cũng lấy được, luyện khí sĩ ngục giới chết là chắc rồi, tất cả đều cười, họ không cố hạ thấp giọng cuộc đối thoại vọng tới chỗ bọn chung nhạc. Lịch thiên hành, dư bá xuyên bọn họ đều nhớ mày, vân hòa đế tử đúng là thần thông quảng đại, ngay cả sư huynh đệ và sư tôn của họ cũng mua chuộc được để lấy bí mật về công pháp, thần thông của họ, canh vương gia hừ lạnh, thản nhiên nói. Không phải lo lắng, chỉ cần bộ hạ của ta tới thì không tới lượt hắn huên hoang. Có thiên vân thập bát hoàng bồi dưỡng, tẩy tủy, tôi luyện nhục thân nguyên thần, rèn luyện pháp lực tinh thần, các ngươi có thể trong một thời gian ngắn tiến bộ cực nhanh. Mấy người chung nhạc động dung, có 18 vị thần hoàng ma hoàng tôi luyện cho, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Đúng là có thể giúp họ tăng tiến cực nhanh, canh vương gia mỉm cười. Hơn nữa, căn cơ của ta ở thiên giới thâm hậu, vân hòa đế tử bọn chúng có được gì thì ta cũng có được cái đó. Lát nữa các ngươi có thể thấy tài liệu về bọn vân hòa đế tử, bí mật về thần thông, công pháp, nguyên thần, hồn binh của chúng, Hắn thua còn chưa rõ đâu. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, canh vương gia nhíu mày, trong lòng có phần bực bội. Hắn đợi lâu như vậy mà thiên vân thập bát hoàng chẳng một ai đến, đúng là cổ quái. Hắn tự tin 18 vị thần hoàng ma hoàng này trung thành tuyệt đối với hắn và giới đế tiền nhiệm, tuyệt đối không phản bội, nhưng đến giờ họ vẫn chưa tới, không thể không khiến lòng tin của hắn bị dao động. Quân vô đạo, dư bá xuyên bọn họ nhìn nhau rồi trầm mặt, chỉ e r thiên vân thập bát hoàng có lẽ đã sợ thế lực của giới đế, hoặc đã phản bội lâu rồi, sợ là sẽ không tới, đợi thêm một lúc lâu nữa, canh vương gia sắc mặt tối sầm, tự cười mình. Ta tưởng rằng đối xử với họ chân thành thì chắc chắn họ cũng đối lại với ta như vậy, không ngờ là ta nghĩ đơn giản quá rồi. Họ không đến cũng được, dù sao giới đế thế lực lớn, lại là giới đế, họ đi theo đương kim giới đế cũng là điều dễ hiểu. Ta không trách họ đột nhiên một giọng nói hùng hồn giận dữ vang lên. Đi theo đương kim giới đế. Hắn cũng xứng để thiên vân thập bát hoàng quỳ gối sao. Vương gia coi thường bọn ta quá, bọn ta là cựu thần của tiên đế, đôi cánh của vương gia, trung thần không thờ hai chủ. Lẽ nào lại dễ dàng thay đổi mà đi theo loại nhỏ nhen kia, canh vương gia vừa kinh vừa mừng, đứng bật dậy cười ha hả. Thiên vân thập bát hoàng, quả nhiên hào khí không thua kém năm xưa mười tám vị lão huynh đệ ta tới đây mấy người bọn chung nhạc quân vô đạo dư bá xuyên cũng đứng dậy nhìn theo hướng đó thấy bên dưới thiên trân lâu có mười bảy vị thần ma hình dung cổ quái đi tới dẫn đầu là độc nhãn long một con mắt đã bị mù thay bằng mắt đá một con mắt còn lại dường như có bệnh nước mắt cứ chảy mãi không nhìn được xa cũng không nhìn được rõ phía sau hắn là một vị thần hoàng hai tay đặt lên vai hắn Vị thần hoàng phía sau lại đặt tay lên vai thần hoàng đằng trước, cứ thế nối thành một hàng tiến vào thiên trân lâu, canh vương gia người run run, hai mắt đỏ hoe, 17 vị thần hoàng ma hoàng này được vị độc nhãn long kia dẫn lên lầu. Tới trước chỗ bọn chung nhạc, độc nhãn long nước mắt rơi không ngừng, chỉ thấy được thân hình mơ hồ, nói Vị nào là canh vương gia? Lão hủ mắt hoa, vương gia đã chuyển thế, thực sự không nhận ra nữa rồi, canh vương gia không kìm được bi ai, tiến lên nói. Trường canh ở đây, các vị lão huynh đệ, mắt của mọi người, độc nhãn long cười, các vị thần hoàng, ma hoàng phía sau đều ngẩng lên cười vui vẻ, đồng thanh nói. Vương gia bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi, chung nhạc, quân vô đạo, mấy người họ dựng tóc gáy, thấy trong hốc mắt của những vị này đều không có mắt mà toàn viên đá trắng, viên thạch nhãn khảm vào hốc mắt họ, ẩn chứa thần thông lớn lao, trợ giúp bất tử chi thân chữa trị nhục thân cho họ. Không những nhục thân bị mù mà ngay cả nguyên thần của họ cũng mù, không thể nhìn thấy ngoại giới được nữa. Chỉ còn một mắt của độc nhãn long là nhìn được nhưng cứ chảy nước mắt mãi, cũng sắp cạn cả nước mắt rồi. Các lão huynh đệ, mắt mọi người sao vậy? Canh vương gia nộ khí xung quanh, quát lớn. Không phải ta bảo các ngươi an phận thủ thường, đợi ta tới rồi tính sao? Tại sao các ngươi tự ý hành động? Hách Liên Vân Sơn đến ta cũng không phải đối thủ của hắn, lẽ nào các ngươi lại đấu được? Phía đối diện một tiếng cười khẩy vọng lại, Vân Hòa đế tử nói nhỏ. Có mắt không trồng, mắt của 17 vị thần hoàng, ma hoàng không phải là có mắt không trồng sao, mắt thịt của họ bị móc mất, đổi thành thạch nhãn, mắt của nguyên thần cũng bị mất, thạch nhãn không thê rình được xung quanh, không có nhãn cầu. 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặt, một lúc sau độc nhãn long nói. Vương gia chiến bại, dặn bọn ta phải đợi ngài chuyển thế rồi sẽ dẫn bọn ta đoạt lại mọi thứ sau đó vương gia bị đầy tới một giới chuyển thế. Bọn ta làm như vương gia nói, thu gọn thế lực, không chống lại thế lực giới đế. Rồi một nữ tử là thạch cơ nương nương tới tìm bảo cho bọn ta hai lựa chọn, một là đi theo vân sơn giới đế, hai là có mắt không trồng, 17 vị thần hoàng ma hoàng trận đôi thạch nhãn, cùng cười. Huynh đệ ta chọn cái thứ hai, canh vương gia nước mắt rưng rưng nhưng không có một giọt nào chảy xuống. Một lúc lâu sau, vui vẻ nói. Ha ha, thạch cơ nương nương, thạch cơ nương nương các ngươi sống là tốt, còn sống là tốt. Lục Thiên Vương ở đâu? Tại sao hắn không tới gặp ta? Lẽ nào hắn tham vinh hoa phú quý quyền thế đi theo giới đế rồi? 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặt, độc nhãn long nói. Lục đại ca cũng tới, hắn ở đâu? Canh vương gia giận dữ quát lớn, đột nhiên từ quần sáng phía sau một vị thần hoàng vọng ra giọng nói già nua. Lão thần ở đây, lòng trung thành của lão thần có trời xanh chứng giám. Lão thần là do một tay vương gia đào tạo. Vương gia và tiên đế đối với ta thân như huynh đệ, ân trọng như núi. Lẽ nào ta lại bội tính khi nghĩa mà đi theo nghịch tặc, một lão già tóc bạc bay ra, cũng giống 17 vị thần hoàng, ma hoàng kia, có một đôi thạch nhãn, đáng sợ hơn là hai chân lão bị chặt đứt, hai tay cũng vậy, chỗ vết thương có đá ngăn không cho vết thương phục hồi, lão còn thê thảm hơn 17 vị kia, Hai mắt nguyên thần bị móc mất, tay chân nguyên thần cũng bị chặt đứt, Lục Thiên Vương nói. Thạch Cơ nương nương nói Tu Vi lão thần quá mạnh, gần với tạo vật chủ, bà ta móc hai mắt vẫn sợ không áp chế được ta nên chặt chân tay ta. Nếu lão thần thay đổi ý thì bà ta sẽ giải phong ấn. Nhưng lẽ nào lão thần lại đi theo nghịch tặc? Vì lão thần không thể đi, chỉ có thể ở trong nguyên thần bí cảnh của Thiên Sơn huynh đệ, không ra bái kiến Vương gia được lão thằng bái kiến vương gia, lão cúi đầu, mái tóc bạc khẽ rung, canh vương gia không kìm được, bịch một tiếng quỳ xuống lạy thiên vân thập bát hoàng thật sâu, khóc lớn. 18 vị lão ca ca, là trường canh đã phụ lòng mọi người, liên lụy mọi người rồi. Trường canh không nên bảo mọi người đợi ta. Không nên, thiên vân thập bát hoàng cũng vội quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Vương gia đừng như vậy. Vương gia và tiên đế đối với bọn ta thân như huynh đệ, nếu bọn ta đi theo phản tặc thì mới là có mắt không trồng. Giờ từ bỏ hai mắt nhưng 18 huynh để ta lòng sáng như gương. Vương gia mau đứng dậy, thiên vân thập bát hoàng và canh vương gia cùng quỳ, canh vương gia dập đầu lia lịa trước thiên vân thập bát hoàng. Khi kết bái với chung nhạc hắn nói luyện khí sĩ không quỳ giới đế, thiên đế, cho dù cung phụng trời đất thì cũng chỉ lễ kính chứ không quỳ. Quỳ xuống là trong lòng có trở ngại, không thể siêu thoát nhưng giờ hắn vừa quỳ vừa dập đầu, gào khóc không thôi. Thiên vân thập bát hoàng không nhìn thấy gì, mò mẫm tiến về phía trước ôm lấy cố gắng kéo hắn lên, 19 người cùng nhau gào khóc, trung thần nghĩa sĩ, trung nhạc thầm cảm thán. Thiên vân thập bát hoàng đúng là trung thần nghĩa sĩ, vì một câu nói của canh vương gia giữ lời hứa chờ hắn trở lại, thậm chí bị moi mắt, chặt chân tay cũng không phản bội, vẫn tiếp tục chờ đợi. Thiên vân thập bát hoàng, đáng khóc đáng cười, một quỳ của canh vương gia đã phá vỡ sự cố chấp đạo tâm của họ, phá vỡ lời thề không quy của họ, cũng khiến chung nhạc thay đổi cách nhìn về họ, đúng là náo nhiệt, khóc khóc lóc cốc, dập đầu tới dập đầu lui, náo nhiệt như nhà có tan vậy, phía đối diện, vân hòa đế tử cười. Lúc này canh vương gia tâm thần đại loạn, khó lòng kiềm chế, thần thông công pháp không biết còn được mấy phần. Có lẽ ngày chết của vương gia cũng sắp tới rồi, hắn nói với các luyện khí sĩ thiên giới bên cạnh nghe nói canh vương gia trước nay đều rất cao ngạo không quỳ trước trời đất không quỳ trước thiên đế giới đế nhưng nay lại quỳ trước mấy kẻ mù lòa tàn phế còn khóc ác liệt như vậy đạo tâm bại cả rồi lúc này khiêu chiến với hắn hắn vừa thịnh nộ vừa bi phẫn tâm hồn treo ngược cành cây chắc chắn sẽ đồng ý nếu giết được canh vương gia thì cũng là cơ hội lập danh hơn nữa cha ta chắc chắn cũng sẽ vui mừng hắn vừa dứt lời chính luyện khí sĩ bên cạnh hắn mắt lập tức sáng lên Đúng như Vân Hòa Đế Tử nói, canh vương gia đại bi đại phẫn đại nộ, chắc chắn sẽ đại thương. Thương ở đây chính là bi thương, bi phẫn, nộ thì hồn không trong xác, tình cảm phát tiết, lý trí không còn, chắc chắn pháp lực hỗn loạn. Tinh thần rối bời, tư duy rối loạn, nguyên thần không kiểm soát được, ảnh hưởng tới luyện khí sĩ như thế nào không nghĩ cũng biết. Vân Hòa Đế Tử pháp nhãn vô song, nhìn ra điều này nên mới nói là ngày chết của canh vương gia. Rõ ràng hắn đã sớm liệu được cảnh tượng này sẽ diễn ra nên mới dẫn mọi người tới, ngồi đối diện với canh vương gia chính là để nhìn canh vương gia đại bi đại phẫn, chính là muốn nhìn hắn chết tại đây. Luyện khí sĩ ngục giới vô pháp vô thiên, chẳng có thiện cảm gì với giới đế, dù sao cũng bị nhốt trong nhà tù ngục giới này, con cháu vô cùng vô tận cũng đều bị nhốt tại đây. Còn luyện khí sĩ của thiên giới thì không, luyện khí sĩ thiên giới có thể làm quan trên thiên đình, thiên cung, có ai là không muốn xây dựng một thế gia đại việt lớn mạnh làm vinh quang tổ tông vân hòa đế tử nói vậy đủ để họ động tâm một luyện khí sĩ đứng bật dậy nói lớn canh vương gia viên thần thế gia uyên tông hỉ nghe nói canh vương gia kỷ nghiệp siêu quần ta khiêu chiến với vương gia lại một luyện khí sĩ khác cười ha hả nghe nói canh vương gia từng đấu với giới đế cô gia cô huyền cơ thỉnh vương gia chỉ điểm cho vài điều một nữ tử cười Canh Vương gia sẽ không dám đồng ý cả lời thách đấu của tiểu nữ chứ, còn ta thương gia Thương Lam Phong, Thỉnh Vương gia chỉ điểm hai chiêu." Chính luyện khí sĩ bên cạnh Vân Hòa Đế tử lần lượt đứng dậy lên tiếng khiêu chiến Canh Vương gia. Vân Hòa Đế tử mỉm cười, nâng chén lên nhấp, chung nhạc nhíu mày, tiến lên một bước, mấy người Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo cũng tiến lên định ứng chiến thay Canh Vương gia, họ đều nhận ra trạng thái Canh Vương gia hiện giờ không ổn, đại bi đại phẫn đại nộ không tẩu hỏa nhập ma đã là may mắn lớn rồi nếu đấu với các cường giả thiên giới nữa thì chỉ e canh vương gia sẽ bị đánh chết tại thiên trân lâu này cường giả thiên giới đều nghịch khai lục đạo lại là thiên sinh linh thể đều tu luyện công pháp lục đại luân hồi hoàn chỉnh cộng với huyết mạch cường hãn không thua kém canh vương gia là bao trạng thái của canh vương gia lúc này chắc chắn không phải đối thủ của họ canh vương gia tuy kiêu ngạo nhưng làm việc gì cũng rất có nguyên tắc rất hợp ý với luyện khí sĩ ngục giới giờ chỉ có họ mới có thể ra mặt thay canh vương gia nhận sát cục này. Đột nhiên canh vương gia giang hai tay trắng trước mấy người chung nhạc, giọng có phần khàn đặc. Các vị, trường canh xin nhận hảo ý của các vị. Trường canh vốn là thiên giới địa chủ, quản lý thiên giới, danh tiếng bên ngoài, nếu không ứng chiến thì còn mặt mũi đâu. Trận chiến này để tự ta, quân vô đạo cho mày. Trạng thái của ngươi không được, chắc chắn sẽ chết. Việc gì phải tự nộp mạng. Thiên vân thập bát hoàng cũng cho mày, lục thiên vương nói nhỏ. Vương gia hà tất phải động nộ vì chút vết thương nhỏ này của bọn ta. Nhỏ không nhịn ác hỏng đại mưu, nếu ta không ứng chiến, sự bi phẫn trong lòng không thể giải tỏa, trở thành mối dây dứt trong lòng, đạo tâm bị tổn hại, sau này sao có thành tựu gì được. Các ngươi không cần khuyên ta nữa, canh vương gia sắc mặt tối lại, nói nhỏ. Trung nhạc huynh trưởng, 18 vị lão ca ca của ta phải phiền ngươi rồi sau này nếu ngươi tu vi có thành tựu hãy giúp ta giải phong ấn cho họ chung nhạc nhíu mày trong lòng có dự cảm không lành canh vương gia đang ủy thác thiên vân thập bát hoàng cho hắn để bản thân có thể quyết chiến mà không vướng bận gì ngươi tự mình giúp họ không phải tốt hơn sao chung nhạc khuyên canh vương gia cười lớn có chút tự phụ nói đương nhiên là ta có thể nhưng nếu ta giết đế tử vân hòa đế tử vân sơn giới đế chắc chắn sẽ không cho ta sống chung nhạc huynh trưởng ngươi từng nói kiếp trước năm vạn bốn nghìn tuổi có phải lừa ta không chung nhạc gật đầu ta xuất thân tại nơi nhỏ bé làm gì có kiếp trước đúng là ta lừa ngươi nhưng kiếp này đúng là ta lớn hơn ngươi ta biết ngươi lừa ta mà nhưng kiếp trước đều là quá khứ kiếp này ngươi lớn hơn ta chúng ta đã kết bái rồi thì ta nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng hắn nghiêm nghị nói ngươi biết tại sao ta không đồng ý kết bái với ngươi không vì huynh trưởng của ta là giới đế đỉnh thiên lập địa trưởng huynh như cha ta kính hắn nên không muốn gọi ngươi là huynh ngươi đồng ý thay ta chiếu cố tới thiên vân thập bát hoàng ngươi xứng đáng làm huynh trưởng của ta hắn cúi người lại chung nhạc một cái khi đứng thẳng dậy thì sự ủ dột trên gương mặt hoàn toàn biến mất thần thái hứng khởi nhìn các vị cường giả nói lớn lũ tiểu nhi các ngươi khi ta tranh đấu với vân sơn giới đế các ngươi còn không biết đang bú sữa trốn nào thách đấu gì ta nhận hết. Các ngươi cũng không cần lần lượt từng người, lên hết đi, sảng khoái, phía đối diện từng tràn cười lớn vọng lại, đột nhiên Nguyên Tông Hỷ, Cô Huỳnh Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong, chính luyện khí sĩ đó đều bước ta, không gian trong thiên trân lâu rất rộng. Trong lầu là một cây định lâu thần trụ, xung quanh kiến trúc hình tròn vây quanh thần trụ. Trên cây thần trụ có bậc thang uống quanh dẫn lên trên, tới đỉnh, Đứng ở góc độ mấy người chung nhạc nhìn thì thần trụ giống như cái đài tròn khổng lồ, bán kính tới hơn trăm mẫu, chính vì có cây thần trụ này mới tiện cho đi lại, trên đỉnh cây thần trụ này, đối với những cường giả như canh vương gia thì vẫn còn quá nhỏ, một chiêu thần thông của họ có thể truyền xa vạn dặm, nhưng Thiên Trân lâu tương đương với trọng bảo được luyện thành từ vô số thần binh, nếu xuất hiện thần ma hoặc luyện khí sĩ giao đấu thì không gian trong Thiên Trân lâu sẽ nhanh chóng mở rộng để tránh ảnh hưởng tới các khách khác chính luyện khí sĩ vừa bay ra thì thấy đỉnh thần trụ nhanh chóng to ra, nháy mắt đã biến thành quảng trường rộng tới vài vạn dặm. Cùng lúc đó, canh vương gia bước ra, các vì sao trên trời bay lượn biến thành một dòng tinh hà, canh vương gia đứng trên tinh hà tấn công chính cường giả thiên giới. Chính luyện khí sĩ thiên giới này đúng là bất phàm, các quần sáng sau đầu chuyển động, lục đạo mở hết. Các loại thần quan tỏa sáng, nguyên thần dị tượng bắn ra biến thành những thần ma thần thánh khủng bố, có thần nhân nghìn tay, có thần nhân quấn sông long, có thần nhân tay cầm sông xà, có thần nhân cầm tháp, các loại dị tượng bay lượn. Trong sáu quần sáng phía sau đầu họ, các loại âm thanh kỳ lạ vọng ra là tiếng tế tự, có nghĩa là lục đại bí cảnh của họ đều đã mở. Tu thành lục đại luân hồi, tu luyện công pháp lục đại luân hồi hoàn chỉnh, luyện thành lục đại luân hồi thần thông. Không chỉ vậy, lại có vô số lục đại luân hồi đại đạo bay ra, có cái giống như cây quế, có cái như sông lớn, có cái như hỏa sơn, có cái như mặt trăng, chính là lục đại luân hồi đại đạo mà họ luyện, khí huyết của họ ngập trời, huyết mạch chi lực của họ được kích phát hoàn toàn, khí huyết giống như biển lớn, bay trên trời cao, được lục đại luân hồi chiếu rọi sáng bừng đủ màu sắc, lịch thiên hành, quân vô đạo mấy người sắc mặt kịch biến, cho dù là dư bá xuyên cũng biến sắc. Nguyên Tông Hỷ, Cô Huyền Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong đúng là rất cường hãn, mỗi người đều là kình địch mà họ chưa từng gặp thực lực mạnh như vậy đúng là hơn cường giả ngục giới bọn họ lịch thiên hành là kỳ tài của ngục giới đã luyện hết được mọi cực cảnh hắn mở ra lục đại luân hồi lại là thiên sinh linh thể thực lực chắc chắn là đỉnh cấp trong ngục giới không hề thua kém chung nhạc dư bá xuyên nhưng huyết mạch của hắn thì không cao cấp lắm viên tông hỷ cô huyền cơ thiên nhu thương lam phong bọn họ lại là huyết mạch hàng đầu trong số các thần ma huyết mạch mạnh nhất thiên giới chính người cùng tấn công canh vương gia kết cục của canh vương gia không cần nghĩ cũng biết, cuối cùng, canh vương gia và chính vị cường giả thiên giới lao vào nhau. Đúng lúc này, đột nhiên canh vương gia hét lớn, khí tức tăng mạnh, trong cơ thể truyền ra hàng triệu vạn chấn động, huỳnh huỳnh không ngớt, hay, chung nhạc và dư bá xuyên cùng tháng thưởng. Trong khoảnh khắc này canh vương gia đột nhiên đột phá, từ chân linh cảnh lên thông thần cảnh. Hắn đã thức tỉnh tinh hà chân linh từ lâu, vẫn cứ áp chế cảnh giới, giờ thì không áp chế nữa, bất ngờ đột phá để tu vi tăng mạnh, nháy ma tộc, trên đài cao ở thần trụ, tinh hà bay loạn, hàng vạn hư ảnh thần ma xuất hiện, đứng sừng sững trên tinh hà. Các vì sao hòa lẫn vào nhau, không biết có bao nhiêu thần ma chạy loạn, tinh quang chiếu rọi, thậm chí ngay cả thiên trân lâu cũng không che đi được. Tinh quang vô biên xuyên qua sự phong tỏa của thiên trân lâu, bắn ra bốn phương tám hướng chiếu sáng cả một vùng trời, tinh quang bỗng thu lại, canh vương gia bước trên vô số thi thể, Tinh Hà giống như một con rồng lớn lao thẳng về phía Vân Hòa Đế Tử. Đúng vào khoảnh khắc tinh quang bạo phát hắn đã chém chết liền lúc chính cao thủ, khí thế mạng mẽ, mượn thế lao tới chém Vân Hòa Đế Tử, đúng là thế như trẻ tre. Hắn vốn là cường giả mạnh nhất lục đạo giới, nhưng tu vi cảnh giới vẫn là chân linh cảnh, lúc này bỗng chốc đột phá thông thần cảnh, cực đạo hồn binh đã được hắn luyện thành từ lâu. Giờ đột phá lập tức luyện thành thông thần cực cảnh, tu vi thực lực cường hãn khó tưởng. Chén của vân hòa đế tử còn chưa đặt xuống, sắc mặt kinh hải, chỉ thấy các vị thần ma phía sau hắn hét lên bay ra nên chiến canh vương gia. Các vị thần ma cường đại lao tới, canh vương gia xuất chiêu dứt khoát nhanh gọn, chặt đầu, moi nguyên thần, chặt tứ chi, nháy mắt đã có vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Lúc này vân hòa đế tử đứng dậy, chén rượu đặt xuống bàn, thiên giới thập cường, từ đây nổi danh, không cần tỉ thí nữa, cường giả cười ha hả, hai người lao qua nhau, Canh Vương gia đang nghe truyện trên TV Audio CV giơ tay lên đầu rơi xuống, đầu Vân Hòa Đế tử xuất hiện trong tay hắn, còn chén rượu của Vân Hòa Đế tử thì sắp chạm mặt bàn, Canh Vương gia ném cái đầu đi, tay kia đón lấy chén rượu, chén còn chưa chạm xuống mặt bàn, hắn ngửa cổ uống cạn, đứng chắp tay sau lưng. Ta đấu với cha ngươi, cha ngươi khó khăn lắm mới đánh bại được ta. Lẽ nào ngươi lại là đối thủ của ta? Vân Sơn giới đế, ta giết con ngươi. Ngươi nên ra mặt rồi chứ Trên không trung vọng lại tiếng hừ lạnh uy nghiêm Cả không gian thiên trân lâu lập tức đóng băng Mọi cường giả đều bị đứng yên tại chỗ không động đậy được Giới đế của lục đạo giới còn chưa xuất hiện Nhưng một tiếng hừ lạnh này khiến người ta như rơi vào hố băng Toàn thân cứng đờ Ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy Canh vương gia giết vân hòa đế tử Vân sơn giới đế gần như ngay lập tức biết ngay Người chưa tới nhưng tiếng hừ lạnh đã tới trước Trấn áp tất cả vừa rồi canh vương gia giết liền một lúc thập đại cao thủ, mấy chục vị thần ma, cảm giác bất ngờ chấn động đã bị tiếng hư lạnh này quét sạch, vân sơn giới đế, thiên vân thập bát hoàng cùng ngẩng lên nhìn trời, nhưng họ không mắt, miên thần cũng mù, có thể nhìn thấy gì chứ, hách liên vân sơn, ngươi dám động tới vương gia, ta xé xác ngươi, lục thiên vương hét lớn, nộ khí bùng phát, mái tóc bạc tung bay, quên mất tứ chi của mình đã bị chặt cho dù tứ chi của hắn vẫn còn thì lẽ nào lại có thể là đối thủ của Vân Sơn giới đế. Giới đế vẫn chưa xuất hiện, nhưng sức chấn áp từ tiếng hừ lạnh đó vẫn không biến mất. Một lúc sau giới đế vẫn không xuất hiện, còn không gian trong thiên trân lâu đột nhiên vỡ ta, một vị thần quan cao quý tay cầm chiếu thư sáng lóa bước ra từ không gian, theo sau là hai vị kim giáp thần nhân. Chiếu thư mở ra, vị thần quan kia lạnh lùng nhìn canh vương gia đọc. Phụng thiên thừa vận, tích trường canh mưu sát nhị thập tứ đế tử, tội không thể dung thứ chém canh vương gia lộ sự thất vọng không nhìn cả thần quang ngẩng lên nhìn trời cười khẩy hách liên vân sơn ngươi không dám ra gặp ta không dám đối diện với ta sao thần quang gấp chiếu thư lại cười khẩy trường canh ngươi hiểu lầm rồi giới đế bận việc triều chính triều cương một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc cho dù ngươi giết đế tử điện hạ giới đế tuy phẫn nộ nhưng cũng sẽ không vì ngươi mà lơ là triều chính canh vương gia mời lên đường Trảm thần đài có chỗ cho ngươi ngươi hồn tiêu phách tán rồi bọn ta mới về ăn nói được với giới đế hai kim giáp thần nhân phía sau tiến tới lắc mình thành cao to hùng vĩ bắt lấy canh vương gia canh vương gia không động đậy vẻ thất vọng càng thêm rõ cười nhẹ triều chính cái gì chẳng qua ngươi không mặt mũi nào gặp ta thôi thôi ngươi tốt xấu gì cũng có chút xấu hổ cũng coi như chút thiên lương chưa mất hết im mồm thần quan quát lớn lạnh lùng nói khí độ khí lượng của giới đế lẽ nào ngươi có thể đánh giá sỉ nhục giờ giới đế đang phải giảng hòa trận chiến giữa pháp giới chủ và hoa giới chủ sao rảnh rỗi mà để tâm tới ngươi canh vương gia vinh quang của ngươi là chuyện kiếp trước rồi giới đế là người thế nào ngươi từ lâu đã không còn trong mắt ngài rồi giải hắn đi đưa tới trạm thần đài hai kim giáp thần nhân một người bắt lấy canh vương gia một người thì dùng xích trói hắn lại, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Khoan, ta phải bảo vệ hắn, thần quan và hai thần nhân khựng lại nhìn theo tiếng nói, không khỏi bật cười. Thấy một thiếu niên nhân tộc đứng cạnh lan can, nói lớn. Ta sẽ bảo vệ hắn, nhân tộc thấp kém nhất trong ba nghìn lục đạo giới. Người muốn bảo vệ hắn, thần quan cười ha hả, tiếng cười chói tai, nói. Nhân tộc chỉ là vật hy sinh, không nói ngươi thân phận, biết mạch gì chỉ riêng việc ngươi là nhân tộc ngươi lấy gì để bảo vệ tên cùng đồ đã giết đế tử này thần uy của hắn ập tới gân xanh trên trán chung nhạc giật giật bị áp chế tới mức xương cốt kêu răng rắc hắn cố chống lại khóe miệng rỉ chút máu vẫn nói lớn chính là dựa vào bối cảnh của ta chỗ dựa của ta là một vị tiên thiên thần ta muốn bảo vệ hắn thần quan giật mình vội bỏ đi thần uy kinh nhạc không thôi chung nhạc thở phào đập đập y phục cười khẩy Ngươi nói với giới đế, hôm nay ta phải bảo vệ tính mạng hắn. Còn chỗ dựa của ta có phải tiên thiên thần hay không thì ngươi quay về hỏi pháp giới chủ và thượng thiên vương thì biết. Thần quan nhíu mày, bảo hai thần nhân kia đừng động tới canh vương gia vội, còn hắn thì chui vào không gian rời đi. Không lâu sau thần quan tới kim loan điện của thiên đình, bái kiến giới đế, cuối người nói lại tình hình. Luyện khí sĩ nhân tộc đó luôn nói mình có chỗ dựa, muốn bảo vệ nghịch tặc trường canh. Tiểu thần không dám võ đoán nên thượng bẩm giới đế. Luyện khí sĩ nhân tộc đó còn nói, chỉ cần hỏi thượng thiên vương và pháp giới chủ là biết chỗ dựa của hắn có thật không. Trên kim loan điện, pháp giới chủ và hoa giới chủ đều đang đấu khí, ồn ào mãi không thôi, còn giới đế và các thiên vương, giới chủ đang khuyên giải. Nghe vị thần quan đó nói, các thần vương, giới chủ đều giật mình, thất thanh kêu lên. Tiên thiên thần, tên phản tặc trường canh lại gây chuyện, lại đánh chết đế tử tên đó lần trước tạo phản làm loạn, khiêu chiến đế uy, giới đế bệ hạ niệm tình hắn có công lao và thể diện của tiên đế nên mới mở lòng khoan hồng không khiến hắn hồn bay phách tán mà chỉ đầy hắn tới ngục giới. Vậy mà hắn còn làm bừa như vậy, vân sơn giới đế ho một tiếng, nhìn Thượng Thiên Vương và Pháp Thiệu chân Thượng Thiên Vương, Pháp giới chủ, điều tên nhân tộc đó nói có đúng không? Thượng Thiên Vương chần chừ một chút, nhìn Pháp Thiệu chân Pháp Thiệu chân liều mình nói. Đúng vậy, thật không dám giấu, tên nhân tộc này gan to tài trời, trước đó đã đánh chết Thạch Vân Thái Tử của Bích Thiên Pháp Vương. Bích Thiên Pháp Vương không dám động tới hắn, báo tới chỗ ta. Thạch Vân là con ta chuyển thế, cũng coi như một nửa là con, ta thương hắn là nhân tài nên dặn Bích Thiên Pháp Vương đừng động tới hắn, để lại một nhân tài cho ngục giới ta. Không ngờ hắn to gan, lại tới cuộc tỷ thí ngục giới giết nhi tử Pháp Thiên Sinh mà ta thích nhất. Ta phẫn nộ, muốn giết hắn nhưng kết quả gặp phải chỗ dựa sau lưng hắn. Hắn ta không việc ác gì không làm, chắc chắn là dựa vào ngọn núi chống lưng, ngay ta cũng không dám động tới hắn. Vân Sơn giới đế lại nhi phim Thượng Thiên Vương, Thượng Thiên Vương bất lực gật đầu. Thần và Pháp giới chủ đã gặp chỗ dựa của hắn, đúng là một vị tiên thiên thần, chỉ sợ cũng không thua kém thiên đế là bao. Thần và Pháp giới chủ bị khí tức của nàng ta trấn áp một năm trời. Việc này thần không dám giấu bệ hạ, thần thậm chí còn muốn hối lộ tên nhân tộc đó, tặng thứ gì cũng bị hắn mặt dày nhận hết, vân sơn giới đế trầm mặt, đột nhiên tươi cười. Nếu đệ tử của tiên thiên thần muốn giữ mạng cho nghịch tặc thì nể mặt hắn, không giết nghịch tặc. Nghịch tặc trường canh, mạnh mẽ có thừa nhưng không đủ thực lực, không đáng lo lắng, vì thế ta không bận tâm. Tuy hắn được đệ tử của tiên thiên thần cầu tình nhưng đế uy không thể phạm, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không. Phi hạt ngươi đi hạ chỉ, thiên giới hoa giới chủ kinh ngạc, vội nói. Bệ hạ, không được. Nghịch tặc trường canh giết thập đạ cường giả của thiên giới chúng ta. Gốc rễ của thiên giới ta bị hắn cắt đứt rồi, giờ lấy gì đấu với các giới khác? Nghịch tặc trường canh không thể tha cho hắn, vân sơn giới đế bình thản nhìn hắn. Ngươi tổn thất 10 cường giả trẻ tuổi, còn ta mất một đứa con, ta còn phải nể mặt ba phần, ngươi còn gì để nói? Hoa giới chủ nghẹn lời, cuối người. Lão thần đã biết, một vị thiên vương hỏi. Nhị thập tứ thái tử tuy đã mất nhưng hồn phách chắc đã tới địa ngục, nếu bệ hạ muốn tìm lại cũng chỉ cần một câu, vân sơn giới đế lắc đầu. Ngay một tên phản tặc cũng không đánh lại được thì hắn còn tác dụng gì? Mặt hắn, kiếp sau không phải con ta, phi hạt thần quan lĩnh chỉ, trở lại thiên trân lâu, mở chiếu thư đọc. Phụng thiên thừa vận, nghịch tặc trường canh đã phạm thượng, vốn dĩ phải xử trảm làm gương, nhưng nể tình trời xanh có đức hiếu sinh, nghịch tặc là đệ tử của tiên giới, có công với xã tắc, miễn tội hồn tiêu phách tán, lập tức giam vào trấn ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Khâm thử, chiếu thư đọc xong, toàn bộ thần ma, luyện khí sĩ có mặt đều vô cùng chấn kinh, đều nhìn sang chung nhạc, canh vương gia tay đeo gông cùng, nguyên thần bị phong ấn, bị hai kim giáp thần nhân giải đi, quay lại nhìn chung nhạc, cười. Trung nhạc huynh trưởng, ta nợ ngươi một mạng. Nếu có thể thoát khỏi trấn ngục ta sẽ trả cái mạng này. Mong huynh trưởng giúp ta chiếu cố tốt cho họ, ta nợ họ quá nhiều, chung nhạc gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, đợi ngươi quay về họ vẫn là lão ca ca của ngươi, đảm bảo nguyên vẹn hoàn hảo, vào trấn ngục còn muốn trở lại, phi hạt thần quan lắc đầu cười khẩy. Trường canh, kiếp này ngươi đừng hồng ra ngoài. Trấn ngục là nơi thế nào ngươi cũng biết. Hẳn là ngươi biết rõ nơi đó giam cầm nhưng ai Từ khi xây dựng trấn ngục tới giờ Ngoài tạo vật chủ Hạ Lan làm náo loạn trấn ngục ra thì có mấy người thoát được Tạo vật chủ Hạ Lan thoát được cũng là vì có gian tế Còn ngươi, thua kém tạo vật chủ bao nhiêu ngươi cũng biết rõ đúng không Trung nhạc khóe miệng rung rung, khóe mặt cũng giật giật Quay lại nhìn bệ ngạn huynh đệ Bệ ngạn huynh đệ họ cũng nhìn hắn Ba người đều thầm hiểu ý Canh vương gia coi như không nghe, nói lớn lục thiên vương các ngươi theo chung nhạc huynh trưởng ta và hắn bác bái kết giao huynh để kết nghĩa các ngươi hãy đối với hắn như với ta vương gia yên tâm lục thiên vương cố gắng mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì tiếng vang như chung nói bọn ta nhất định sẽ đối với hắn như với ngài thề chết không rời bọn ta sẽ đợi ngày vương gia trở về canh vương gia lại nhìn bệ ngạn quân vô đạo dư bá xuyên cười cường giả thiên giới ta đã trừ bỏ giúp các ngươi rồi. Ta không có ở đây, đám tiểu tủy địa giới, thần giới giao cho các ngươi. Ta đi rồi các ngươi đừng làm ngục giới mất mặt, lịch thiên hành hào khí ngùng ngục, cười. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ đánh cho chúng ta đàn sẽ nghe, dư bá xuyên cười. Ngươi ở lại đây cứ luôn trấn áp bọn ta, ta rất bực tức. Nhưng ngươi không ở đây ta lại có cảm giác trống vắng, thật kỳ lạ. Quân vô đạo khẽ nói, trấn ngục hung hiểm cố gắng sống trở về canh vương gia bị hai thần nhân giải đi phi hạt thần quan tung ra một đạo phù văn vào trong địa ngục luân hồi mấy người chung nhạc thở dài canh vương gia là đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới nay hắn bị trấn áp ngục giới cũng mất đi một trụ cột mọi người quay về phủ đệ của mình phía sau chung nhạc thiên vân thập bát hoàng đi theo hắn vẫn là hai tay vịn vai nhau giống như một con rết lớn rất thu hút sự chú ý độc nhãn lão giả có tên là thiên sơn thần hoàng một con mắt miễn cưỡng nhìn được đường, trung lẫy bảy tiếng về phía trước. Còn lục thiên vương thì giống như một cây gỗ cứng đờ cắm trong nguyên thần bí cảnh của thiên sơn thần hoàng. Trung nhạc quay lại nhìn, họ tuy là thần hoàng ma hoàng nhưng đều bị tàn phế, mù lòa, làm sao sắp xếp cho họ cũng là điều khiến hắn đau đầu. Thiên vân thập bát hoàng như hình với bóng, dù hắn đi đâu thì họ cũng đi theo, Trung nhạc cũng thấy mệt, nhân tộc, cút ra đây gặp ta. Trung nhạc đang nhức đầu thì đột nhiên một luồng hoàng uy ập xuống. Ngục giới giới chủ từ trên thiên đình trở về, nộ khí bùng nổ. Nhân tộc tiểu tử thối, ta nói ngươi đấy. Mau cút ra đây, Trung Nhạc liều mình đi vào cung điện của hắn, thấy Pháp Thiệu chân đang giận dữ, Trung Nhạc còn chưa vào trong hắn đã cười. Tiểu tử thối lão tử đã bảo ngươi đừng có gây chuyện mà ngươi cứ thích ra mặt. Rất sảng khoái đúng không? Đại gia ngươi, giết Thạch Vân là ngươi, giết con ta cũng là ngươi. Giờ canh vương gia tạo phản ngươi cũng ra mặt bắt lão tử chùi đít cho ngươi. Giới đế dễ động lắm sao? Nếu hắn phát nộ thì mặt ngươi có chỗ dựa là tiên thiên thần không, ngay cả lão tử đây cũng coi như xong. Trung nhạc tươi cười bước vào cung điện, pháp thiệu chân quay lại, thấy 18 vị thần hoàng ma hoàng sau lưng hắn thì giật mình. Mẹ nó, ngươi còn đem tới 18 vị thần hoàng ma hoàng tới dọa lão tử, lão tử sợ ngươi à. Các vị sư huynh mời ngồi, mời ngồi hắn vung tay, các tấm đệm ngồi đáp xuống, pháp thiệu chân tươi cười khách khí nói. Các vị sư huynh, tiểu đệ cũng là nổi giận chút đỉnh, không có ác ý gì cả. Trung tiểu hữu ấy à, quan hệ giữa ta và hắn rất khăng khít. Các huynh xem, hắn giết con trai ta mà ta còn không nổi giận. Ta cảm thấy hắn đẩy ta đi cũng là đương nhiên, ai bảo bọn ta đều xuất thân ngục giới cơ chứ, Trung Nhạc nghiêm túc nói. Giới chủ thật hiểu rõ đại nghĩa đại nghĩa cái mông ngươi, Pháp Thiệu Chân thầm chửi trong bụng, Pháp Thiệu Chân đứng ngồi không yên, quá ác, quá thâm. Trung Nhạc tới gặp hắn mà kéo liền một lúc 18 vị thần hoàng ma hoàng, 18 vị này hắn đều biết, cũng đã từng gặp. Là thiên vân thập bát hoàng uy danh hiển hách của tiền triều năm xưa. Mỗi người đều đã thân kích bách chiến. Nếu đặt vào các giới, ai cũng có thể làm giới chủ. Nếu lên thiên đình thì ai cũng có thể trở thành thiên vương trong đó lục thiên vương là mạnh nhất, đã sắp tu luyện tới cảnh giới của tạo vật chủ, thực lực cường hãn hơn hắn rất nhiều. Tuy thiên vân thập bát hoàng bị tàn phế, thực lực bị tổn hại, nhưng tu vi vẫn còn, thập bát hoàng liên thủ thì hắn chắc chắn không phải đối thủ, ta cũng chỉ là dạy bảo chút ít cho hắn biết an phận chút. Tên khốn này lại đem tới thiên vân thập bát hoàng tới dọa ta, không chịu chịu thiệt thòi chút xíu nào. Cũng công lão tử còn thay hắn nói mấy lời đẹp để trước mặt giới đế. Pháp Thiệu Chân trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng hắn lại nghĩ oan cho Chung Nhạc rồi. Chung Nhạc cũng không phải muốn dựa vào thiên vân thập bát hoàng dọa hắn, mà là họ được canh vương gia dặn dò phải luôn theo hắn, muốn bỏ lại cũng không được. Hắn vốn dĩ mặt mày tươi cười, định vào nhận sai với Pháp Thiệu Chân, dù sao cũng đã liên lụy tới vị giới chủ này, hắn cũng thấy ấy nấy, không ngờ sắc mặt Pháp Thiệu Chân lại thay đổi nhanh như vậy, lục thiên vương thách khí nói. Pháp giới chủ, Đa tạ ngài đã nói lời hay thay cho Trung Vương gia trước mặt giới đế. Giới chủ cũng là người trung nghĩa, bọn ta vô cùng khâm phục, pháp thiệu chân sắc mặt biến đổi, vội xua tay. Đừng nói vậy, đừng nói vật. Mọi người nói ta vô sĩ, bại hoại cũng được, ta đều rất vui. Nếu nói ta trung nghĩa thì không bằng giết ta đi. Thiên vân thập bác hoàng các vị trung nghĩa, can đảm tương chiếu, thiết đảm đang tâm, kết quả lại bị kết cục thế này. Còn ta bất trung bất nghĩa, vô sĩ hạ lưu, nhưng lại sống sung sướng thế này, kiều thê mỹ quyến vô số. Tuyệt đối đừng nói ta trung nghĩa, nói vậy là hại ta đấy, Chung Nhạc trố mắt, bất trung bất nghĩa mà cũng nói thành đại đạo lý như vậy sao? Giới chủ, giờ canh vương gia không có ở đây, chính luyện khí sĩ bọn ta e là khó có thể đối kháng với luyện khí sĩ của địa giới, thần giới, vạn tượng giới và ngũ hành giới, Chung Nhạc chần chừ một chút, nói không biết giới chủ có thể chỉ điểm chút ít không? Pháp Thiệu Chân cười. Đây là việc giúp ta thêm vinh dự, lẽ nào ta lại chậm trễ? Nhưng tại sao ngươi bỏ qua mấy vị đại gia bên cạnh mà thỉnh giáo ta? Chung Nhạc ngạc nhiên nhìn Thiên Vân Thập Bát Hoàng, nghĩ bụng. Họ đã tàn phế, cũng có thể chỉ điểm bọn ta. Còn tốt hơn đích thân Pháp Thiệu Chân chỉ điểm sao? Pháp Thiệu Chân trò chuyện phím mấy câu rồi tiễn khách, lúc này mới nhớ ra Thiên Vân Thập Bát Hoàng không nhìn thấy đành phải nháy mắt ra hiệu cho trung nhạc, trung nhạc đưa Thiên Vân thập bát hoàng rời đi, một nhóm người mù đi sau thật kỳ quặc, đến khi về chỗ ở, trung nhạc liền hỏi. "Chư vị lão ca ca, mọi người có thể dạy ta không?" Lục Thiên Vương trầm giọng nói. "Tuy bọn ta mù nhưng tâm nhãn chưa mù, kiến thức vẫn còn, không dám nói chỉ điểm Trung Vương gia, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp Trung Vương gia có chút lợi ích." Trung Vương gia, ngài thi triển thần thông công pháp của mình cho bọn ta xem xem. Trung nhạc bán tính bán nghi, lập tức cầm đao, thi triển đệ nhất thức của trảm thần tam thức, nhật diệu. Đao ý giống như mặt trời bạo phát, đao ý tới đâu là đao quan tới đó, sắc bén bá đáo, chuyên trảm nguyên thần, 18 vị lão giả, bao gồm của thiên sơn thần hoàng độc nhãn cũng không nhìn rõ được đao quan của hắn, chỉ có thể dựa vào tinh thần và tâm nhãn để nhìn. Trung nhạc đang định thi triển chiêu thứ hai thì lục thiên vương nói. Khoan đã, Trung nhạc thu đao, tám vị lão giả tụng lại, mỗi người một câu trao đổi một lúc, bích ma ma hoang rung rẩy chống một chiếc gậy đen nhánh đi ra, nói. Trung vương gia, mấy lão bọn họ đã nói hết sơ hở của chiêu này của ngài cho ta. Ngài cứ thi triển chiêu thần thông đó với ta, lão thân sẽ phá giải cho ngài xem, trung nhạc không kìm được nói. Ma hoàng, ta ở đây, vị lão thái bà này không tìm được vị trí của hắn, vừa rồi là nói với không khí, rất quá dị. Bích Nga ma hoàng vội quay người lại, ho hắn che đi sự bối rối, nói. Ngài có thể thi triển rồi, chung nhạc dơ cao thái dương thần đao, đao quan hùng hồn nhằm vào bà chém xuống. Nhưng lúc này, Bích Nga ma hoàng không hề hoảng hốt dơ gậy chống lên khẽ điểm một cái. Chỉ nghe khen một tiếng, đao quan ngập trời bỗng biến mất, gậy chống điểm trúng mũi đao của thái dương thần đao, rồi thái dương thần đao vỡ vụn thành các đạo thần quan, chung nhạc tâm niệm khẽ động, thần quan tụ lại thành thái dương thần đao, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi gậy chống của Bích Nga Ma Hoàng vừa hay điểm trúng một chỗ đồ đằng văn trên thần đao của hắn, không dùng đến bao nhiêu pháp lực, cũng chẳng có mấy uy năng, nhưng đạo đồ đằng văn đó đã bị đứt đôi, đồ đằng văn đứt, sau đó và uy năng của Nhật Diệu tiếp tục ập tới, đao ý và uy năng thần thông lập tức xung phá thái dương thần đao, chứ không phải bị Bích Nga Ma Hoàng đánh vỡ. Tuy lão thái bà này không nhìn thấy gì nhưng chiêu này điểm đúng chỗ, còn hiểu rõ sự biến đổi đao thế của Trung Nhạc rõ hơn cả người sáng mắt, người thi triển lại lần nữa đi. Bích Nga thần hoàng nói, Trung Nhạc lại thi triển nhật diệu, Bích Nga ma hoàng lại dơ gậy chống lên. Lần này không đỡ đòn mà là phòng thủ. Mũi gậy lại điểm ra, một chiêu một thức vô cùng rõ ràng, điểm vỡ hết từng đạo đao quan. Chiêu nhật diệu của Trung Nhạc tập tới, sang bằng không gian phía sau lão Thái bà, nhưng chỉ riêng bà là không trúng một nửa đao quan nào. Trung nhạc sắc mặt ngưng trọng, Bích Nga Ma Hoàng lần đầu tiên tìm sơ hở tấn công, chặt đứt đồ đằng văn, còn lần này thì nhìn thấu sự phân tán năng lượng của hắn, chỉ nhằm vào đao quan có sức uy hiếp tới mình. Hắn chỉ thi triển một lần, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã tìm được hai nhược điểm, lại đi, Bích Nga Ma Hoàng từ tốn nói, vẫn có nhược điểm thứ ba sao, Trung nhạc đầu ong ong, hít sâu một hơi dài rồi thi triển lại nhật diệu, lại đi, lại đi, lại đi, hết rồi, Bích Nga Ma Hoàng dừng tay, Nói, Chung Nhạc đã thi triển hơn 1.120 lần chiêu Nhật Diệu, mệt đến thở hồng hộc, cho dù có bất tử chi thân thì hắn cũng không chịu nổi. Hắn lộ vẻ khó tin, hơn 1.120 lần, nghĩa là hơn 1.120 sơ hở. Hắn chỉ thi triển một lần mà bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng tìm ra nhiều sơ hở đến vậy. Số sơ hở này trước kia Chung Nhạc căn bản không phát hiện ra, không từng nghĩ tới chúng, vậy mà chỉ trong chốc lát Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã phát hiện hết, đúng là đã kích quá lớn. Trung vương gia vẫn là chân linh cảnh, thu gọn chỉ còn hơn một nghìn sơ hở đã là rất tốt rồi. Chẳng trách mà canh vương gia lại kết bái với ngài, lục thiên vương cười, chung nhạc hơi đỏ mặt, nói. Ta nghĩ một lát rồi làm mẫu tiếp, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đồ đằng văn quanh người bay lượn, biến thành âm hào dương hào, không ngừng suy diễn, khiến chiêu thần thông này trở nên hoàn hảo hơn. Một lúc lâu sau, chung nhạc nhảy lên, cười. Tiếp, hắn thi triển nhật diệu đã được cải tạo, quy năng cường đại hơn. Một lúc sau, thiên vân thập bát hoàng lại tụng lại bàn bạc một lúc, sau đó bích nga ma hoàng lại chống gậy đi ra, chung nhạc thất vọng. Vẫn còn nhược điểm sao, bích nga ma hoàng cười. Trung vương gia, làm gì có thần thông nào hoàn hảo? Chỉ cần ngài thay đổi một chút chắc chắn sẽ có điểm thiếu sót, nhưng vương gia đã rất giỏi rồi. Lần này chỉ còn 214 sơ hở. Chúng ta bắt đầu nào, vài ngày sau, Trung nhạc tự tin thi triển Nhật Diệu thần thông sau khi cải tạo hơn 10 lần. 18 vị lại tập trung lại bàn bạc, Bích Nga Ma Hoàng bước ra, cười. Trung vương gia có thể thi triển chiêu tiếp theo rồi, Trung nhạc mừng rỡ, vội nói. Nhật Diệu của ta không còn sơ hở nữa rồi, không phải không còn, mà là bọn ta không nhìn ra được nữa, Bích Nga Ma Hoàng cười. Núi cao còn có núi khác cao hơn, còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn bọn ta bọn ta không nhìn ra không có nghĩa họ không nhìn ra. chung nhạc gật đầu, thái dương thần đao trong tay đột nhiên biến thành vỏ đao, rút đao ra, đồ đằng văn xung quanh biến thành âm hào dương hào bay lượn, thi triển đệ nhị thức của trảm thần tam thức, nguyệt tịch, hắn vô cùng tự tin về thức thần thông này. Chiêu này được pháp thiệu chân xưng tụng là thần đao, chấn động thiên giới, là thần thông hắn tự thấy không có sơ hở nào, thiên vân thập bát hoàng tập trung lại thì thầm to nhỏ. Bích Nga Ma Hoàng lại run rẩy bước ra. Sơ hở của thần thông này rất ít, nhưng có sơ hở lớn nhất chính là sự suy diễn. Trung nhạc thượng người, suy diễn chính là sở trường của hắn, là tuyệt học giỏi nhất của hắn. Tại sao lại nói đó là sơ hở lớn nhất? Bích Nga Ma Hoàng cười. Nếu ngài gặp phải thần thông không thể suy đoán ra sơ hở thì sao? Lão thân từng học một thức thần thông do tạo vật chủ sáng tạo ra, có tên Niêm Hoa. Trung vương gia hãy xem lão thái bà chậm chạp thi triển một thức thần thông, chỉ thấy không gian quanh chung nhạc hiện ra vô số bông hoa đào nở rộ. Ngón tay bích Nga ma hoàn tạo thành hình hoa, dơ về phía hắn, dường như muốn hái hắn xuống vậy, âm hào, dương hào xung quanh chung nhạc biến hóa không lường, liên tục suy đoán nhưng không thể tìm ra sơ hở của chiêu thức kia. Tráng chung nhạc toát mồ hôi lạnh, từng bước lùi về sau, hắn lùi liền mấy chục bước, vẫn không tìm ra sơ hở gì. Bích Nga Ma Hoàng đã chạm tay lên cổ hắn, chỉ cần vặn nhẹ là có thể ngắt đầu hắn. Bích Nga Ma Hoàng thu tay về, chung nhạc tráng tố mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng áo. Thiên, địa, thần các giới đều có một số thần thông do tạo vật chủ sáng tạo ra và được lưu truyền. Có thể vị luyện khí sĩ nào đó sẽ học được, nếu vương giả gặp thần thông như vậy thì làm sao phá giải? Bích Nga Ma Hoàng hỏi, chung nhạc lắc đầu. Không thể phá giải, chỉ có thể liều mạng thôi. Bích Nga Ma Hoàng cười. Chiêu này của ngài chỉ có một sơ hở này, nếu khả năng suy đoán của vương giả tiếp tục được nâng lên thì sơ hở này sẽ không phải sơ hở nữa. Bọn ta không thể chỉ điểm cho vương gia về sự suy đoán. Mời vương giả thi triển chiêu tiếp theo, chung nhạc thi triển trảm thần tam thức đệ tam thần, trảm đạo. Quy năng của trảm đạo là mạnh nhất, hơn nữa canh vương gia cũng không phá giải được mà là dùng hết sức để phá vỡ, hắn cực kỳ tự tin về chiêu này. Thiên vân thập bát hoàng trầm ngâm một hồi lâu, lại bích Nga ma hoàng bước ra. Chiêu này của vương gia tuy không nhiều sơ hở nhưng vẫn có một số khiếm khuyết, quá khoa trương, trung tâm dễ bị trống, bị đối phương phá từ trung tâm, như vậy thần thông sẽ bị phá giải, chung nhạc trợn mắt, hoàn toàn tháng phục, canh vương gia phá giải chiêu này của hắn đúng là tấn công từ trung tâm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.